sau nên nghĩa vợ chồng mà nay đâu ngờ biết ly em chớ buồn mà chi. Thôi em hãy về đi. Được rồi. À, ở đây đồng phương người ta đã setup quay sẵn rồi. Cô bán kẹo kéo hả? Cho em bán chút đỉnh đi anh. Trời ơi, đi chỗ khác bán đi, chỗ này đồng phim ta quay xong hết rồi. Anh em đồng phim ơi, nếp. Ủa, quay phim hả? Ở đây đồng phim. Vậy cho em ngồi em coi được không? Ờ, nếp nếp qua bên, đừng nhím nhé, đồng phim được rồi. Trời em biết rồi. Vậy qua bên. Anh em đồng phim đổ bộ vô đi. Đổ bộ vô hiện trường xong hết rồi, setup xong hết rồi. Ủa, Duyên chích. Trợ lý ra kéo vô kìa. Anh. Trời ơi trời, bây giờ đi đâu vậy? Trời đất ơi, nãy giờ tôi đi vòng vòng, tôi tham quan. Tôi thấy cái quán này nó ngộ quá à. Dạ, chào. Quán cái gì? Cái này phim trường, anh không biết wow, gì hả? Phim trường hả? Phim trường. À, phim trường. Trời ơi, cái này nó setup bối cảnh, cảnh trí đồ xong hết rồi. Anh á, tôi nói thiệt, anh là may mắn lắm, được đạo diễn kết cái nét lạ lạ của anh nè. Đó, cái hàm râu cũng hay hay nè. Vô vai chính. Tổ vai chính. Vai chính luôn. Trời ơi trời, cái số tôi có diễm phúc lắm đó nha. Vậy mà được rồi, giống vai chánh. Ai mà anh cho tôi biết vai chánh vậy gì vậy? Vai con sói. Ma sói. Ma sói, bộ phim rất là hay. Bộ phim của đạo diễn tôi là bộ phim mang tên là Chán Gián. Chán Gián. Có nghĩa là tôi đóng vô tôi sẽ choáng váng luôn hả? Đó là rồi, đâu anh làm quen anh em đồng phim đi. Đạo diễn. Ờ, diễn viên chính của đạo diễn cái tin nè. Mày làm cái gì vậy? Bảo vệ, cầm kiến cho tao thôi mà làm. Để làm quen, anh em đồng phim. À, chào anh. Dạ, em, dạ chào ngài đạo diễn. Dạ. À, cái vai diễn của anh thì rất là cần nội tâm. Dạ, cần cái nội tâm. À. À, dạ, dạ, đây là diễn viên chính nè, làm quen nha, đây diễn viên. Dạ. Đây là nữ diễn viên chính của tôi đó. Dạ, em xin giới thiệu, em là Bao Lạc. Bậy rồi, bậy rồi. Dạ không, Bao á, con Bao. Con Beo nó phải gầm, chứ sao con Beo la. Cái gì vậy ba? Ba ngồi ba coi thôi, chỗ đồng huynh người ta làm việc. Đứa có bí nghe chưa? Không, tại bà nói Beo la, tôi mới tức Beo là phải Beo gầm. Cái tên này đạo diễn đặt, đạo diễn Beo la là sao đạo diễn? Đạo diễn giải thích đi. Beo la là... Beo là cái chuông. Beo, Beo là... À, xin Beo vậy đó. À, chuông hay là con Beo. À, cái tên á. À, cái tên. Trời ơi, tưởng đâu là bà đóng con Beo. Đóng con B-E-L. Beo. Anh vai chính, anh này tên gì nè? Cái gì nè? Dạ, dạ. Đạo diễn Gia Cất. Gia Cất. Cái Gia Cất gì đó. Gia Cất. Gia Cất. Gia Cất. Con Beo la mà đóng với con Gia Cất. Cái gì nữa vậy ba? Ba ngồi ba coi thôi, ba có biết chi vậy? Cái tên nó tên đạo diễn đặt mà. Thôi em ngồi. Ủa, coi rồi. Ủa cái ông này là ông nào? Ông bán kẹo kéo gần đây. Bán kẹo kéo. Em bán kẹo kéo ngồi em coi quay phim. À, bán kẹo kéo mà mấy quay phim phải không? Trời ơi nhớ rồi. Ai à, bữa đó có mời ăn kẹo kéo hoài à, cứ ca ca. Này hả? Ừ, anh lo không. Anh tập trung đi nè. Sáng tới giờ em tới đây make up 7 tiếng đồng hồ chỉ đợi một mình anh tới đây diễn chung với em một cái phân đoạn rất là quan trọng đó. Dạ đạo diễn. Chuẩn bị xong hết rồi á, đạo diễn bây giờ mình quay cái cảnh cái gì nào? Bắt đầu quay cảnh nào? À bây giờ là mình quay cái bối cảnh gì nè. Cái gì nè? Đạo diễn coi. Gì à? Đó anh nội ngoại. Trời à bây giờ mình quay cảnh nội ngoại phải không? Ờ đúng rồi, quay cảnh nội ngoại mà cái cảnh này là cái cô này à, là cảnh hai dòng họ luôn hả? Đúng rồi. Anh ơi cái này ngôn ngữ điện ảnh anh không hiểu. Thì đâu hỏi là nội hay là ngoại, hiểu chưa? À nội ngoại là ngoài hiên á. À. Là cái cảnh này là anh quay là ngay là cái bối cảnh mà quán chè. À. Mà ở đó bán cà phê cái cô gái này tới ăn phở. Cái gì kỳ cục vậy? Sao nó không vô cái chỗ nào hết trơn á trời vậy? Kịch bản gì kỳ vậy? Kịch bản gì kỳ cục vậy? Mà cái kịch bản này á là đạo diễn viết á, sao la vậy? Tôi viết hả? Ờ. À không, tôi là cái ý tưởng tôi nó lạ lạ vậy đó. Dạ. Thấy vậy chứ rất là hay. Nó sẽ liên quan với nhau anh đừng có lo. Rồi cái tâm lý. Chất tâm lý đi. À dạ. Cái vai này của anh á, anh phải nuôi cái nội tâm. Dùng cái nội tâm của mình. Đẩy nội tâm và nội lực dồn hết lên. Dồn hết lên. Còn cảm xúc dồn cái mặt. Dồn lên. Làm nó lên. Dồn đỉnh rồi đó. Mạnh. Dạ. Dồn hết lên. Đưa mặt cho người ta tát vậy thôi. Dài hay dữ ta.
ông đạo diễn ơi, ông có thể cho em xin cái cảm xúc nào khác được không? Chứ cái cảm xúc mà tự nhiên ở đây rồi nó đưa lên tới đây, rồi nó trào dâng ra đây, ví dụ người cho nó ra ngoài đi, rồi nó đè nén lại ở đây, à? Rồi nó phùng lên, nó đưa cái mặt cho ta. Trời ơi, nghe lời đạo diễn đi, nghe lời diễn ông cắt dài sao, lâu lâu mới có vai chính mà. Nghe lời ông mà tới giá chánh là chưa hết trơn mà vô bị đòn là thấy đây, thấy. Có những cảnh khó anh thông cảm. Đây đây, còn em. Dạ. Em cũng không có thua gì ạ. Dạ. Em phải dùng hết cảm xúc của em. Dạ. Nói tâm. Em là đang bị đau bụng. Đó. Đau bụng mà em phải dùng hết cảm xúc này diễn tả cho tổn đỉnh lên. Y như ảnh. Dùng hết sức. Đưa lên đầu. Rồi tác ảnh vậy thôi. Đi cũng vậy hả? Để làm đi. Được, đây tôi tính rồi, mọi người ổn định tao tâm lý không anh đi. Chị nghe quần chúng đâu, chị nghe quần chúng đi bắt sao cho nó. Đứng đây phải không, đứng đây hả? Dạ. À? Anh lại ôm tâm lý xuống đi. Em lo em xích xích cái cặp kia. Hai vậy hả? Ôm tâm lý nha, đau bụng nha, dồn lên nha. Cái gì đó, dồn lên. Anh quên nữa, chứ giúp tôi nghe không? Tại điện ảnh phải cần có cái background đi ngang rồi đi lại cho nó giống điện ảnh. Chứ hả, phải có tự nhiên. Đóng phim à? À đóng phim, vô nghe luôn. Vô luôn hả? Được. Giờ lắm nữa kéo cho vô nhà luôn nha. Rồi, đây quay cảnh ngoại phải không? Dạ ngoại nội. Sao tôi thui vậy? Sáng mà. Hả? Trời ơi, sáng lắm rồi đâu Diễn. Vẫn còn tôi. Ê, đầu Diễn cởi mắt kiến ra thử coi. Để tầm kiến khác coi. Bị cẩn thị. Đầu Diễn nước ngoài á, thông cảm đợi xíu nha. Rồi. Đẹp. Ổn rồi cái gì? Máy móc rồi hết trơn rồi. Kìa, nó đứng nó xếp hàng một dọc đó kìa, thằng nào thằng ấy nghe anh hết trơn kìa. Rồi tập nhẹ thôi, tập nhẹ thôi nha. Anh cố gắng làm sao để cho em diễn được nha. Tâm lý nè. Cái mặt anh không đủ tâm lý là em không tác được đó. Trời ơi, anh đâu, bây giờ cho em đổi vai khác được không anh? Phải như vậy. Không phải là như vậy mới được hả? Nè, đúng rồi anh ơi, diễn viên phải hy sinh chứ. Đúng rồi, tôi được đóng rồi nè. Ôi, đó hả? Thôi vậy ông mấy thôi, bây giờ ông ấy hy sinh giùm tôi đi. Đứng vô đi. Đứng vô đi. Được mà. Nè, tâm lý đau bụng. Đó, dồn lên. Ok, diễn đi. Đó, rồi, vậy nha. Dồn lên nè, Action. Đi. Cái gì? Đi. Ủa, đi đâu? Bà đau bụng mà, phải dẫn bà đi toilet. Chỗ này bà đau bụng. Ủa, cha, tôi diễn rồi cha. Cái gì vậy? Rồi. Hợp lý đó. Phong đoạn này xong rồi. Phong đoạn tới đi. Phải vậy là diễn chưa có được đâu Diễn. Chưa được à? Anh diễn thi phạm giùm đi. Đây nè, ví dụ vậy nè. Đó, ví dụ em đứng đây nè. Đó, tâm lý đau bụng. Tâm luôn. Lý. Tôi bán kẹo kéo tôi biết mà. Đây, khách mua kẹo kéo tôi ăn đau bụng hoài tôi biết mà. Đau bụng. Nó ăn nó tức nè, đau bụng xong tức. Ôi da, ơi. Ờ, anh nè, anh diễn nè, dồn lên nè. Ôi da. Cái gì vậy? Vậy á. Rồi sao? Đó, đỏ quét rồi chứ sao? Sao đâu Diễn? À. Sao? Rồi, xong rồi, phong đoạn xong rồi. Trời ơi, hay quá, chỗ này hay lắm. Ủa, có quay gì đâu mà, nãy giờ có quay gì đâu. Tôi chỉ cần lấy cái tay tát vô cái mặt rồi được rồi. Ủa, vậy cái mặt em sao đạo diễn? Mặt trời ơi, ghép sao? À, cái chỗ đó nó cắt thôi. Rồi. Ghép lại, hay là. Trời ơi. Vậy phong đoạn kế, phong đoạn kế đi, để lên. Rồi. Phong đoạn là một mình anh. Một mình tôi thôi. Một mình anh. Cái này tôi cũng nhờ anh luôn nha. Cái này cũng nhờ nha, lúc mà quay á, anh đi ngang không background luôn nha. Đây nha. Dạ. Anh làm tốt lắm. Dạ. Bây giờ phân đoạn này anh cũng phải dùng hết cảm xúc của mình. Của nữa cũng cảm xúc nữa hả? Đẩy nội tâm, nội lực lên. Đẩy lên. Diễn tả hết trên khuôn mặt của mình. Cho nó ra ngoài nha. Tôi có chiều sau nha. Đi ngang ở đây. Đi ngang qua đây. Dấp cục gạch té. Rồi xong. Nè. Khó lắm á, khỏi giỡn rồi. Ổn không anh? Nha. Thử đi. Làm thử. Tại máy cũng cái này mày khó hơn cái nãy. Cảm xúc nè. Rồi. Bây giờ bắt đầu chưa? Action. Vô tâm lý, Giật xe. Hay á. Chưa có được. Ủa sao vậy? Từ chỗ đó là em diễn xuất thần luôn đó. Không, đầu nghe đầu diễn cái. Sao đầu diễn? Cảm xúc mình rất tốt. Dạ. Té cũng rất tốt. Dạ. Nhưng tôi cần cái cánh này anh lộn mèo 3 lần nha. 3 lần. Nó đầy đầy cảm xúc. À đâu vậy cầu vậy. Làm lại đi ha. Dạ gan anh ơi. Dạ gan anh. Dạ chính mà, dạ chính vậy, mà. Vậy là chỗ hồi nãy là lấy toàn đó hả? Chưa, nãy giờ là tập thôi à. Tập thôi chưa có quay. Mình tập thôi à. Chứ chưa có quay hả? Tâm lý đầy. Tâm lý đầy nè, chạy tới đây nè. Chạy tới đây. Dắp cục gạch nè. Lộn một cái tâm lý nhớ mẹ, lộn cái tâm lý nhớ con, lộn cái tâm lý nhớ cha. Đó.
ba cái tâm lý đó, ba cái tâm lý anh dễ diễn hơn. Tâm lộn cái thứ đầu là thấy con đi đó, lộn cái thứ hai là thấy cha, lộn cái thứ ba là thấy mẹ. Đâu đâu vậy là con trước ha, thấy con trước. Action. Dập. Một nữa nè, cái nữa, cái nữa, cái nữa tiếp nè, thấy cha nè, thấy cha. Trời. Thấy gì nữa? Còn thấy lộn gì nữa? Cái nữa thấy mẹ, thấy mẹ chưa? Tốt quá rồi, tốt quá, tốt quá, tốt quá. Bây giờ mình quay đi. Bây giờ quay. Bây giờ quay. Hả? Giờ quay hả? Bây giờ mới quay. Quay, bây giờ mới quay. Nãy giờ chưa có quay hả? Tập ổn quá rồi. Bây giờ mới quay, bây giờ mới máy chạy nè. Ủa sao kìa? Phim nhựa của tôi mà. Ủa tưởng đâu quay. Đứng đây đi nè. Anh thấy gì? Lúc này tới anh quay. Em diễn không ạ? Có anh rồi đó, bây giờ quay nè, là anh nhớ đi background rồi nha. Rồi rồi rồi. Rồi đâu diễn ra hiệu lĩnh đi. Action. Rồi đi đi. Đặt tôi đi. Đó, này đó. Con máy đẹp nè. Con gạch, con gạch. Không. Hả, cái gì vậy? Cái gì vậy? Không có té gì đâu, không đi qua cục gạch luôn mà, cái gì đâu mà tốt. Tôi chỉ mà, tôi chỉ cục gạch. Không chỉ cục gạch như vậy, ông tàu lao tự nhiên tốt là sao? Tôi cứu người chứ. Không có sao hết. Cái tâm lý mà đạo diễn khi nào không thấy á, không có ai chỉ thì mình mới dắp cục gạch chứ. Còn này có người chỉ rồi em phải bước qua chứ, dạy gì tự nhiên dắp cục gạch phải không anh? Cái phân đoạn này giờ có người chỉ không chỉ cũng không thành vấn đề. Dạ sao? Bởi vì cái chánh của tôi phân đoạn này là tôi muốn lấy cục gạch thôi. Trời ơi trời. Rồi, một đoạn kế đi. Vậy mà bắt diễn quá trời, lấy cục gạch thôi ha. Không, ổn, ổn anh, ổn, ổn, ổn. Ủa vậy nãy giờ là có không có lấy cái mặt tôi vậy chứ à? Tôi có lấy nhưng mà tôi để tôi dùng sao nha. Ổn, ổn, ổn. Cục gạch là tôi tránh, tôi muốn lấy cục gạch mà. Dạ, vậy tài ba lắm. Vậy là em, vậy là em cũng được ha. Phân đoạn kế là cái gì đó? Dạ, dạ, phân đoạn kế. Bây giờ cái cảnh này là cảnh lãng xẹt nè. À không, không. Lãng mạn, lãng mạn. À, cảnh lãng mạn. Là coi như là hai người này là chạy cái gì nào. Đúng, 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 đúng. Tâm lý gì đó. Đạo diễn phân tích. Đây, đẩy hết cảm xúc mình ra. Cũng cảm xúc nữa. À. Đưa lên mặt. Đẩy hết trong mặt. Đạp xe vậy thôi. Nhưng mà nãy giờ cái cảm xúc đưa lên cho mặt hoài á. Anh cứ làm đi. Dạ. Chế độ bao dây mà. Dạ. Lấy hết rồi. Dạ. Anh đi tập cắt sao? Đi kế, đi kế. Xe đạp đâu? Có xe chưa? À, đợi, đợi đem chút. Anh cho em mượn chiếc xe anh quay phim được không? Tại lấy xe tôi hả? Dạ dạ, quay phim, lên phim luôn. Xe tôi cũng được, đóng phim. Lên phim luôn. Rồi chơi luôn đi. Chơi chơi luôn hả? Rồi rồi rồi, rồi. có xe luôn rồi. Tốt quá. Xe được rồi. Có bạn tốt quá. Làm cái xe. Rồi. Rồi khoan. Lên. Em lên hả? Rồi, cứ tâm lý là tâm lý về đạo diễn á. Yeah. Ê, khoan, đợi chút. Dạ, anh. À, đi bếp rào cho nó sinh động chút. Nữa à? Trời ơi, ơi, nó nãy giờ hay đó, đạo diễn khoái anh á. Được đóng hoài luôn. Yeah. Dạ, dạ. Đạp đi anh. Ăn cắp xe đạp à. Ăn cắp xe đạp của tôi nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy mà? Ai cho ông thoại? Ai cho ông thoại ở đây kêu ông đi bếp rào thôi mà. Trời ơi là trời. Anh ơi, anh coi anh nói với ảnh chứ bây giờ chỗ tôi đang diễn mà anh nói tôi ăn cắp xe đạp, ăn cắp xe đạp. Cái tâm lý tôi bị mất rồi làm sao tôi diễn được. Xin lỗi anh. Anh ơi, anh đừng có thoại. Anh diễn cái gì diễn, đừng có thoại giùm em cái. Em phải dặn. Trời ơi, là khổ, lên đi em, anh xin lỗi. Em lên. Phải gì phải dặn đàng hoàng. Anh đi anh diễn gì cũng được, đừng làm ơn đừng có thoại được rồi. Rồi đâu diễn, bây giờ tập lại ha. Rồi chuẩn bị. Ê, khoan, xí. Dạ, không, có, này, xí rồi, nó có, làm như có cái trứng. Cái gì vậy? Trưng trí. Trời ơi, chết tôi rồi. Chỗ em mà lãng mạn vô. Quá lãng mạn luôn. Lãng mạn quá. Có đi qua lại không? Rồi qua lại luôn đi. Bây giờ mình quay lại hả đầu diễn? Bây giờ mình quay xe đạp lại ha. Rồi quay xe đạp lại. Quay xe đạp, bóp đầu quay xe đạp lại luôn. Bóp đầu quay xe đạp lại. Tốt rồi đó, ông đang phái đó. Hồi nãy là ok đúng không đầu diễn? Ok đúng không? Ồ, tiếp. Tiếp nè. Anh ơi, lại thấy gì được rồi. Lại đi, đầu diễn không đang mê. Anh tiếp tục đi tiếp luôn nha. Bây giờ là mình đi tiếp luôn đầu diễn. Đó, khẽ lên. Nhanh nè. Đầu diễn đang thích. Tiếp đi anh. Bây giờ hai người thoại nhiều quá. Bây giờ cho anh một chúng thoại không được không? Rồi, cho anh thoại luôn. Vô dài luôn anh ơi. Rồi. Bây giờ đạp nha. Ô, hai con khỉ làm xiếc. Ủa vậy còn làm sao tôi diễn được? Em suy đi. Phải tốt không? Hai con khỉ làm sao? Đúng rồi đó.
Bây giờ vòng vòng lại vòng nữa hả đồ gì? Vòng lại vòng nữa hả? Kỳ đạo diễn không? Giờ quay lại vòng nữa hả? Bây giờ mình quay tiếp hả đạo diễn? Đạo diễn ngủ hả đạo diễn? Quay chưa? Người ta quay nãy giờ muốn sạc đầu luôn rồi kìa. Trời ơi, tập lâu quá tôi mệt quá. Mày đưa kiến này cho đeo như tôi đeo thui, tôi buồn ngủ quá đi. Trời ơi trời. Cái kiến khác rồi. Nãy giờ không ngủ hả trời, không ngực lìa. Lặp lại. Trời luôn à. Lặp lại. Lặp lại đi. Trời ơi, xin lỗi lại. Bây giờ mới quay nè. Chưa. Yeah. Tới nơi nhớ chạy xe đạp cho tôi nha. Thôi đưa xe đi, mệt quá. Có cái xe đi làm ăn thôi, đi về má tôi kêu rồi. Rồi đạo diễn, cái cảnh này tốt không? Chưa quay xong rồi. Hình như em thấy là tốt luôn rồi đó. Nãy nó có sự cố đụng vô monitor tôi là tôi thấy không được rồi đó. Bây giờ phim này là xong rồi, qua phim thứ hai đi. Giờ xe đạp không? Bây giờ phim 2 là gì? Giờ phim này phim trắng ván đúng không? Dạ trắng ván. Bây giờ qua tới cái phim Mùa hè tuyết phủ đi. Ủa mà cái mùa hè tuyết phủ này là mình đóng ở nước nào? Nói ở vậy? Đây luôn. Ở tại Việt Nam luôn hả? Cảnh này luôn. Cảnh này luôn. Được không đâu diễn? Được. Cái này khác mà. Tôi lo hết á, tôi có kỹ xảo. Chi vô làm hết luôn hả? Bố tôi ghép vô tuyết rơi xuống, đừng có lo nha. Cảnh này chị nghĩ nha. Cảnh này chị nghĩ. Ở phim khác mà. Phim khác. Để diễn viên khác. Chị vô chị nghĩ đi, bây giờ cái phim chán gián dẹp nè. Bây giờ quay phim này là lát nữa tới cái phim Tráng Phèo là diễn ra đi đâu nghe. Tráng Phèo gì vậy? Diễn nhận 3-4 phim ai biết. Rồi đúng rồi. Đó là Tráng Phèo rồi ra đóng. Em vô đi nha. Hẹn người ta tới thì 5 giờ sáng. Quay cái một phân đoạn rồi xong rồi giờ đuổi tới về quay phim khác là sao? Ai nói một phân đoạn, có nửa phân thôi, vô đi. Rồi. Chuyện quá. Lỗi tôi hết. Diễn viên cho ơi. Trời. Diễn viên đâu rồi trợ lý? Nghe trợ lý. Tôi. Trời ơi, sao đi trễ quá vậy? Vô, rồi, bạn đạo diễn phân tích chưa? Tới cảnh hả? Tới cảnh rồi, cảnh gì đó, tiếc gì, gơ gì đó. Đạo diễn phân tích. Cảnh này anh cũng không có cần nhiều cảm xúc. Cũng cảm xúc nữa hả? Đẩy từ dưới lên, nghe. Sao từ dưới đẩy lên hoài vậy? Cái gì cũng phải từ dưới đẩy lên. Có từ trên đưa xuống vô được không? Không, nhiều nguy hiểm lắm, tôi thích từ dưới đẩy lên. Dạ. Nghe. Đẩy cảm xúc lên. Dạ. Đó, cái cảnh này là hai người tình tứ, tình yêu gặp lại. Người yêu là người này. Dạ. Sẽ cõng cô đi trên đường, đi lên dốc đó, dốc núi đó nha, mà trên tay cô tầm 4 loại kem à, rồi vừa đi vừa đút suy nghĩ của mình ăn vậy thôi, hiểu dạ, chưa? Dạ, có đọc cái bản rồi. Rồi. Đứng xa ra. Em phải ráng giúp anh nha. Dạ. Anh mê lắm, anh mê cho. Dạ, cho dạ, anh em biết. Dạ. Làm sao em? Rồi. Dạ, bây giờ là hai đứa đi tới nè. Nhau lâu lắm rồi. Đúng rồi. Gặp nhau là phải ôm nhau nè. Nè, tới nè. Đi từ chỗ phim chậm em, chứ phim chậm. Chậm thôi, để hậu kỳ nó đỡ tốn tiền là slow motion này. Ôm nè. Té nè. Té từ từ. Hay quá. Nè. Được không đạo diễn? Nhờ ký tưởng của cô ha. Dạ. Cái cách mà ôm như vậy mà tôi mới nghĩ ra. Tôi sẽ đổi tên bộ phim. Bộ phim gì? À, té dập. Trời ơi. Bây giờ phải té đập cái mặt xuống đất cho tôi nha. Rồi. Thôi em xin ký kiến đi. Cho dập cái gì khác đi, đừng dập mặt xấu lắm. Thôi bây giờ tập với đậu cụ đi nè. Tập đi. Lấy kem ra. Lại lên. Cái cảnh gì đó, đạo diễn phân tích gì đó, rồi đó là làm đi. Không chưa? Rồi, thêm này đi. Thêm này cho lãng mạn là có dư rồi. Hả? Ủa, anh gì vậy? Góp ý nè. Sao? Bây giờ kẹo kéo đang ế nè. Đó, bây giờ ăn kẹo kéo đi. Đừng ăn kem. Đó. Con gái thích ăn kẹo kéo hơn. Ăn kẹo kéo đi cũng được. Rồi sáng tạo. Kẹo này muốn kéo dài bao nhiêu cũng được. Đó. Thành thử là ăn dài ăn ngắn gì thì cứ kéo nó ra thôi. Rồi. Chứ còn ăn kem chi. Thấy sao được không? Được. Đi diễn đi. Ngồi đây coi đừng có la nữa nha. Đâu có la đâu, ngồi ăn kem. Bây giờ là anh đang thất tình, người yêu bỏ. Bây giờ đang nằm ngay đường ray xe lửa nè. Nằm ngay đường ray nữa nè. Người yêu tới nhận anh. Thêm đồ đó đi. Là bây giờ tâm lý anh là đang thất tình. Vậy trả kẹo kéo lại đi. Lăn trên đường ray xe lửa là nó đem kem. Chứ không là lát rồi xe lửa nó cắn cũng xịt kem. Trời ơi, cái thằng đều kéo làm cái gì vậy? Rối loạn, thằng ngủ ta hết. Thôi, rồi.
cái kịch bản á nó quy định á là cái anh này là anh phải bịt mắt lại. Bị mù hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái gì bịt mắt lại đi. Ủa sao kỳ vậy, sao tự nhiên mà bịt mắt? Mới mở mắt ra. Đạo diễn kêu là bị mù. Quy định bị mù. Đây, nghĩ đi. Bị mù. Thí dụ như bây giờ bị mù đâu có cần bịt mắt đâu, bị mù rồi. Thí dụ như bây giờ tôi mở con mắt vậy tôi diễn mù. Tôi thích bịt mắt cho đẹp được không? Cái vai anh bị mù là còn sống. Chứ anh coi phim Hàn Quốc con bị chảy máu cam là hồi chết rồi. Yên tâm đi. Anh không bị mù là còn sống, còn dai. Chứ chảy máu cam là hết dai rồi. Hồi xưa là anh là hay chơi với cái cô này nè. Đúng đó rồi. Là chơi cái trò đoán kem. À. Đó, bây giờ là hay chơi với cổ hoài ha. Đúng rồi, đúng rồi. Đó chơi trò đoán kem, ăn tới đâu đoán tới đó. À. Đó. Đó. Rồi, đây đây. Đó. Mua kem lâu chưa? À, cái này của đạo cổ, đạo cũ em đâu biết đâu đạo diễn. Cần kiểm soát đồ ăn cho đàng hoàng nha. Không gì đâu. Cái hồi nãy cái dĩa kem nó nằm ở đâu rồi? Ông đạo diễn có hách xì ở đâu vậy? Không có đâu, không có đâu. Bây giờ có quay không? Không quay đi về. Trời ơi, sao thấy tôi ham quay phim mà cái hù tôi hoài. Đó. Lỗi tại tôi hết. Sao kem gì? Kem muối. Rồi quay đi. Rồi ổn quay. Rồi. Đó tâm lý ổn rồi, đó đạo diễn quay đi. Kia rồi. Quay đi. À quay bây giờ quay. Quay nha. Bây giờ quay giờ rồi. Rồi mù nằm lăn lộn đây. Nằm lăn lộn đây, nằm lăn lộn đây. Nằm ở đâu? Đây đây, tôi dắt xuống nè. Đó, đường ray xe lửa. Rồi em ơi, tôi phải diễn thì sao? Thì đó đang nằm thất tình, diễn tâm lý thất tình ở trên đây. Hồi nãy là mình chỉ tập phần kem thôi. Hồi nãy sợ anh bị sát thương á. Cho nên là không có cho anh tập đường ray. Đó bây giờ mình quay thiệt là mình tập đường ray. Trời, mai mốt kêu diễn viên chuyên nghiệp quay với tôi nha. Quay với tôi mệt mất thời gian quá. Lỗi tại tôi hết, lỗi tôi. Rồi. Tôi nằm liền. Rồi chưa? Rồi. Em nằm xuống đây với anh đi. Anh lăn lộn với em, anh ăn cái gì cũng ăn hết chứ. Mệt quá mà. Lỗi tại tôi với anh. Em kêu ông nằm xích lên coi. Nằm xích lên. Đâu có thì anh làm gì được rồi. Một muỗng là lăn vòng nha. Ôm trước đi, cho anh ôm trước đi anh Lan. Trời ơi. Tôi là gì? Tôi tự tin mà trời ơi. Trời ơi. Em ơi. Thôi chị đi. Cứu cá. Cái gì vậy? Cái gì? Ủa tôi đang diễn mà. Thôi nghỉ đó đi. Ủa tôi đang diễn mà. Cái gì vậy? Thôi khỏi diễn. Sao đâu diễn? Ủa sao vậy? Mày đi về bán kẹo kéo với tao đi. Hàm hố lúc phim làm cái gì? Cũng anh không, anh suối tôi, anh nói giờ tôi suối à, là tôi tưởng đâu à. Ông nào á, ông ở nước ngoài vậy, ông làm phim đàng hoàng. Ai về làm phim tào lao? Cái gì phim gì tào lao? Người ta làm phim á, cực khổ chết. Ông quay tầm bay tầm ba. Bởi vậy, điện ảnh mà có mấy người như ông hả? Điện ảnh ở nước nhà, xuống là đúng rồi. Cái gì? Mai mốt, mời tôi là phải mời tôi đóng với diễn viên nổi tiếng nghe chưa? Nghe chưa? Lỗi tôi đóng chỗ này tôi không có đóng nghe chưa? Lỗi tại tôi hết. Rồi thôi đoàn phim mình bớt xào xáo đi. Vừa rồi là chúng ta đã có một cái tình huống liên quan tới một cái đoàn phim mà ở đây cái ông đạo diễn này có thể nói là ông đạo diễn trời ơi đất khởi. Muốn quay cái gì quay, quay cục đá cũng quay, quay cái bánh xe cũng quay. Không có quay dính dáng tới cái gương mặt của diễn viên hết. Mời anh diễn viên bớt đắc dĩ cùng anh chàng kẹo kéo Hồng Tơ và Hoài Linh. Vừa rồi Thanh Hồng Tơ trải nghiệm qua một cái ngày làm phim với cái đoàn này thấy sao anh Tơ? Mà nói là nó có những cái nó rất là mệt, bởi vì đối với cái tuổi của Hồng Tơ giờ không còn trẻ nữa, cho nên tôi bị đạo diễn hành hạ quá. Nhưng mà rất may là có anh Hoài Linh đây, anh cứu hồ là tôi đỡ lắm. Nhưng mà chuyện này là tôi hận chị lắm nha. Mắt tôi ăn kem nha, trời ơi tôi ngậm vô còn không còn là muối không. Nhưng mà cũng gỡ lại rồi. À gỡ lại cái khúc này rồi. À gỡ lại cái khúc đó đó hả? Quá trời ôm rồi. Xinh quá mà, cái gì nghệ thuật mà. Anh ngậm một họng muối không mà cái người hưởng là thứ bên Đạt kìa. Đạt là hưởng nguyên một cái họng muối của anh đó. Lỗi tại tôi. Một tràng pháo tay cho đoàn phim cũng như là diễn viên bất đắc dĩ của chúng ta. Xin cảm ơn anh Hồng Tơ, cảm ơn anh Hoài Linh rất nhiều. Rồi hai anh em về bán kẹo kéo đi nha. Quán ăn của chúng ta hôm nay tự nhiên đổi phong cách thành một cái đoàn phim. Nó quá nhiều sự cố xảy ra đi mà mới có buổi sáng thôi, còn buổi trưa và buổi chiều tối nữa. Vậy thì bây giờ mình hãy trang hoàng lại cái quán của mình cho nó phù hợp với cái phong cảnh nào đó mà nó dễ chịu chút xíu để mình tiếp tục mình chào đón vị thực khách thứ hai, vị thực khách buổi trưa.
lần bóng tối tới gần, và tôi từng nghĩ tôi sẽ dừng lại. Đoạn đường sao quá dài, niềm tin cứ ngắn lại, chẳng biết đâu là tương lai, đâu ngày mai. Đã hơn một lần nước mắt ngắn dài, nhiều khi bật khóc giữa chốn đông người, chẳng ai nghe thấy tôi, từng nhịp tim rã rời, tự dấu đi niềm đam mê giữa quãng đời lê thê. Và bàn tay đã có lúc muốn buông xuôi rồi đây, và ánh mắt có lúc muốn khép thật chặt. Đã hơn một lần, cũng hơn một lần, nhìn lên cao bầu trời sao những ước muốn nôn nao. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên, và giờ chẳng cần biết lý do không đắn đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời, bầu trời này là của tôi, và giờ tôi đang tôi bay lên, chạm vào nơi tôi từng ước mơ. Chẳng thể nào lãng phí, nước mắt tôi cũng đã rơi, chơi với cơn đau bao nhiêu lâu rồi, tôi mới có ngày hôm nay. Và đôi cánh tôi sẽ không bao giờ, giờ hai bao lần mất xa, chẳng chiến thắng nào bằng vượt qua chính mình, về chân trời ngập những ước mơ. Tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi sinh ra, tự hỏi vì sao tôi lớn lên, và giờ chẳng cần biết lý do không đắn đo, tôi vẫn bước tới mênh mông cuộc đời, bầu trời này là của tôi, và giờ tôi nâng tôi bay lên, chạm vào nơi tôi từng ước mơ. Vì nước mắt tôi cũng đã rơi, tôi mơ. Mai luôn cũng còn được phải không? Thực khách mà tới cái quán này á, người ta đến cái cửa này nè, bao giờ người ta cũng đi trong một cái trạng thái mà hoang mang hết trơn á. Thấy có mình bạn mà vừa vô một cái gì mà không cần biết bất chấp tương lai ra làm sao luôn á. Đói bụng chưa? Em không đòi lắm nhưng mà lúc nào cũng thể ăn được ạ. Bây giờ là buổi trưa rồi đó nghe. Vô đó ăn một bữa trưa là đúng bữa luôn rồi. Khi bạn vô trong cái quán này, bạn sẽ được gặp những nhân vật này. Sao vậy? Nhân vật này làm sao vậy? Em đang nhìn anh Chí Tài với cả chị Ngọc Lan. Họ là chủ quán nha. Vô đó cứ vui vẻ bình thường với họ đi, họ sẽ đãi bạn những món ăn rất là đặc biệt. Rồi bây giờ xin mời Hải Yến, chúng ta hãy cùng đến với hội quán Tiếu Lâm nào. Chào cô. Dạ, em chào anh. Mời cô ngồi. Cô khỏe không? Tìm nhà dễ không? Em đi nhiều vòng suốt từ sáng giờ nhờ, cũng khó tìm anh ạ. Dạ vâng. Nhưng mà cuối cùng cô cũng đã đến đây được. Dạ vâng. Cô cứ tự nhiên nha. Dạ vâng. Thật sự thì tôi đã nhận được cái giấy của cô, trong đó có ghi là cô có nguyện vọng làm vú đúng không? Tôi biết mà, nhìn vô mặt cô là tôi biết là cô thích làm vú rồi. Cô đã khám sức khỏe chưa? Thử máu chưa? Và sức khỏe có ổn định không? Em có khám sức khỏe đầy đủ rồi ạ. Thế là tốt rồi. Cô tên là Hải Yến đúng không? Dạ vâng. Rồi đây. Tôi nói cho cô nghe, thật sự á thì tôi nói vậy thôi. Dạ. Chứ làm vú á cần lắm, tôi cần những người có kinh nghiệm. Cô đã có lần nào làm vú ở đâu chưa? Có rồi ạ, bởi vì là em biết là anh tuyển người có kinh nghiệm em mới đến. Rồi cảm ơn cô. Thôi thì bây giờ bắt đầu mình vô cái phỏng vấn luôn nha. Dạ. Để tôi ghi.
À, hiện nay gia đình chúng tôi cần tuyển một bà vú để chăm sóc cho cậu ấm nhà này. Dạ vâng. Nhưng mà tôi nói cho cô nghe, cậu ấm nhà này là con cầu con khẩn. Cho nên tính khí của cậu thì nó rất là khó khăn. Dạ vâng. Chính vì vậy tôi mới hỏi cô là cô đã làm vú rồi. Dạ. Thì cô sẽ có kinh nghiệm hơn những người trẻ họ chưa có bao giờ làm vú. Và ông bà chủ tôi thì nói đúng ra cũng rất là khó. Ờ thì em tưởng anh là chủ. À dạ không, tôi ở đỡ. Ở đỡ mà từ nay đến giờ là... Không, nói chung là ở đỡ nhưng mà mình được giao trách nhiệm thì mình cũng phải làm cho ra vẻ dạ, chút xíu. Vâng. Chứ nói chung là cũng cài như con trâu vậy đó, vâng, chứ không phải dạ, bình thường. Dạ. À, gia đình chúng tôi thì chỉ có hai người con thôi. Ông dạ, bà tôi có hai người con. Vâng, dạ. À, thì cái điều mà tôi muốn hỏi cô, cái điều quan trọng nhất là gia đình cô là có cái gen là máu điên hay là bị chó cắn hay gì này nọ không? Nhà em không ạ, nhà em hoàn toàn bình thường. À, hoàn tốt. Toàn. Tôi hỏi cô, nếu mà tình huống mà cô chơi với lại con nít dạ, mà lỡ như nó cắn cô thì cô sẽ xử lý như thế nào? Bình thường là em cắn lại đấy ạ. Nhưng mà vì là con nít nên là mình phải nhường. Chút xíu nữa là tôi ghi là không, cắn không, lại em, rồi. Em nói bình thường chứ mà em vào đây là em biết là em bị bất thường rồi. Báo với cô là như lương chúng ta thỏa thuận rồi. Dạ. Là một tháng là cô 4 triệu bao ăn ở luôn. Thôi thì làm việc ngay ngày hôm nay luôn nhé. Dạ vâng. Nha. Em cũng vậy à, rồi được rồi, để tôi vô tôi báo ông chủ bà chủ tôi ra. Dạ vâng. Ngồi dạ, đây vâng, chờ chút xíu. À, dạ, vâng, uống nước đi. Dạ em cảm ơn anh. Dạ nước. Em cảm ơn anh. À, đã điển được người chưa? Dạ thưa ông chủ bà chủ, dạ đây vú mới. À. Dạ, rồi. Vú dạ, mới chào ông chủ, à, bây giờ công việc của con đã xong rồi, bây giờ con xin phép vào trong. Đi đi. Dạ. À. Cảm ơn anh. Cảm ơn rồi. Đưa tay nha, đưa tay. Ừ. À, thấy tình hình là khá hơn bà chủ đó. Giỡn hoài. À, chào cô. Dạ. Rất là mừng dạ, cô đã được người làm của tôi tuyển vào làm vú mới. Dạ vâng, em cũng mừng ạ. Dạ. À, để mình ơi, mình chắc mình phải cho thử việc quá ha mình hả? À, thử việc, thử việc chứ, đúng rồi, phải thử việc chứ. Vâng, mình thử mấy ngày ạ? Thử ngày hôm nay. Luôn ạ? À? Đúng rồi. Vâng. Mấy đứa nhỏ ra đây coi. Dạ con chào má. Rồi. Con chào ba. Chào cô mới tới. Dạ ba má kêu con ra đây có chuyện gì không ạ? À, đây giới thiệu với con, đây là vú mới. Dạ ừ, chào vú. Để chăm sóc cho con. Không phải, nhỏ này nó tự chăm sóc nó được. À vậy hả? Kia kìa. À tôi quên. Dạ kia nè. Em con. Con dắt em ra. Nha. Nha. Cô bình tĩnh, cô bình tĩnh. Dạ, dạ vâng. Con trai út của tôi. À, con trai út. Cô dạ, thấy vậy chứ nó mới có 3 tuổi à. Thật ra là nó không có nói nhiều được. Đúng rồi. À, nó ra là nói vậy là nhiều đó, thường thường là nó sủa không à. Vú đó. Đây là vú. Vú. Mặt vú. Dạ, đi qua đây. À, phải nói cho rõ ràng. Coi mặt vú. À. Đây, coi mặt. Y, y, chương, 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 chương. Hông, 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 hông. Vú vú hôn hôn lại. Chưa trúng 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 trúng. Đã quá hả con? Hôn hôn ba hôn ba hôn ba không không chịu nghe lời con nghe. Thôi trời ơi. Con từ từ bình tĩnh, con nhìn vú hôn đây này, hôn ba phải không? Dạ. Rồi thôi tránh ra đi. À, rồi, tránh ra. Khát khát. Ứa nãy giờ rồi. Vú vú khát 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 nước quá. Đây. Uống nước. Bây giờ uống để bình uống ly. Uống bằng nắp. Uống bằng nắp kìa. Trời ơi, ở nhà này ai phải chịu nó hết trơn. Uống bằng nắp. Uống bằng nắp nhưng mà uống mấy lần? Uống bằng nắp, tao không biết đâu uống bằng nắp.
con nhà anh chị là dễ ở chị. Dễ lắm. Dễ nuôi. Trời sinh dễ nuôi. Ngáp nước quá. Từ từ nha con. Cái gì cũng phải từ từ nha. Nước nóng mà phải thổi. Đổ hết trời. Thấy nước nào? Từ từ để vú thổi cho. Em nói anh chị nghe là anh chị bình tĩnh là sao? Nếu mà vú là như này không bao giờ được để trẻ nhỏ sờ vào nước nóng đúng không? Nếu mà bỏng một cái có phải anh chị trách em đúng không? Nên là để em thổi cho bé uống còn hơn là thổi vô mặt thôi. Của nó hết trơn rồi. Ừ. Con bây giờ từ nãy giờ là vú thổi vô mặt con hả? Nhìn như mặt rồi. Thôi chết rồi cho vú uống rồi. Uống hết đi. Rồi bình tĩnh rồi. Không được, hết coi nhảy vừa đút nước mới được. Tiếng mãi luôn hát cũng được nữa. Vú chiều con, bố mẹ có muốn ngồi xem không? Có như. Bố mẹ ngồi yên vị hai chỗ đi để em giải quyết bé này. Vú dậy cho con khiêu vú. Được chưa? Đem tay lên đây. Chân phải đá ra. Này cứ đá ra. Ngoáy mông. Con á là con thích hát mấy cái bài mà cao á, mấy cái bài mà ở đâu trên quảng tám á. Bây giờ con có thích vú hát cái không vậy không? Hết. Hát dạ. Giọng bằng kiều chứ đừng có hát giọng bằng. Bình thường con đi ngủ của ai du con ngủ không? Có. Chị du bài gì chị hát cho em nghe. Hay lắm. Chị phải hát bài cao đấy nha chị. Đừng. Hay lắm. Thức suốt đêm. Không. Du nó dễ mà nói vậy luôn á. Bỏ đi. Thôi, bà đừng có ru. Ru nó điếc mà nó vậy luôn đó. Chị bởi vì mới không? Cần tuyển vú về đặng ru cho nó bình thường trở lại. Để con giới thiệu cho. Rồi, bài gì? Hay quá. Nhà vú. Bảy ơi. Tấu hải hơn kiều. Cô giới thiệu tên bài hát. Bài gì vậy? Em đang nói là bài hát của Ý. Cái câu của à bài Ý à. Rồi. D'Espagne sono la bella. Risna so dell'amore. Tu dimetti con la stella. Stella di vivo splendor. D'Espagne sono la bella. Resina so dell'amore, tu ti metti con la stella, stella di vivo splendor. Hay lắm. Em nghĩ là như này. Hương vú quá, hương là hải cắn. Cắn thật nguy hiểm luôn. Sữa kìa. Tới giờ cho em bú rồi. À, đây. Vú cho em bú vú. Không biết cái này của mẹ. Thôi bây giờ á, không phải của mẹ hay là của vú gì hết á, bây giờ vú cứ nằm xuống đây. Đó. Ôi. Mẹ cứ kẹp nó lại. Đó. Vú cho nó kẹp nha. Hết vui rồi. Mấy người làm gì kỳ cục vậy? Đó. Thử việc. Thử việc cái gì? Tôi nói thiệt với mấy người á, đây là người yêu của tôi. Tôi muốn ở gần nhau. Tôi làm việc với ông bà chủ bao nhiêu năm rồi. Biết bao nhiêu người vô trong nhà này ở, bị hành hạ, bị ông bà chửi bới. Người ơi, tìm hết chuyện này tới chuyện kia. Bây giờ tôi nói cho ông bà biết, ở với ông bà hả, tôi cũng bực bội dữ lắm rồi. Bây giờ tôi sẽ đào tạo người yêu tôi làm ca sĩ nổi tiếng, đi hát, không cần ở đợi trong bà nữa, đi em. Trời ơi, nãy giờ tôi có lớn tiếng tôi chửi ai tiếng nào đâu trời, mà vô nói tôi chửi người ta. Đúng rồi, tại ba mẹ chú
ngày là rồi mai mướn bà vú khác con đi, bà vú đi chơi vui. À, xin chào cho đến hôm nay là mình đã tuyển nhân viên, tuyển một bà vú đúng không? Mà bởi vì gia đình mình cũng nghiệt ngã quá, đưa ra những cái thử thách khó quá, thử việc người ta làm sao mà người ta có thể đáp ứng được nhu cầu chứ. Nè, mời bà vú Hải Yến lên đây nào. Khó quá phải không vú? Nếu mà ở trên đời có một cái gia đình mà có cái cậu con như này, xong rồi bố mẹ như này, chắc là Yến nghĩ là có đi cả một đời một vòng trái đất không tìm được một cái bà vú nào để làm đâu ạ. Sao mà nỡ đâu, nào bắt người ta kẹp cái sữa vô trong nách á, rồi bây giờ bắt con bú. Trời khó quá. Nó nãy rồi. À, nhưng mà rất may là cuối cùng là cái người giúp việc này là người yêu của Hải Yến, rồi sau đó đã giải cứu Hải Yến ra khỏi cái tình huống ngoái âm này. Một tràng pháo tay thật to dành cho Hải Yến và anh Hoài Linh. Rồi bây giờ anh Hoài Linh chắc Hải Yến đi đào tạo làm ca sĩ đi nha. Chút xíu mình sẽ có cơ hội quay lại. Không biết là gia đình mình còn cái nhu cầu muốn tuyển ai nữa không ha? Nãy là tuyển vú rồi đó, không biết còn tuyển ai nữa không? Bởi vì mình còn một vị thực khách nữa. Nếu như bây giờ gia đình mình mà có cái nhu cầu gì nữa đó thì hãy chuẩn bị đi để chào đón cái vị thực khách mới đến đây để mình tuyển xem vị thực khách đó có đáp ứng được cái tiêu chuẩn của gia đình mình đề ra hay không nha. Chuẩn bị chào đón vị thực khách buổi chiều tối. Chuẩn bị đi. Người nào cũng đối thủ đáng gừng. Nhẹ tay chứ con nhờ. Bọn dưới. Trời ơi, cái nghe này ai mà cái thời trang kinh dị quá. Thiên thần nóng bỏng. Trời ơi, thiên thần hả? Thiên thần cũng không thấy giống mà nóng bỏng lại càng không nha. Đừng bao giờ mà có ý định đó trong đầu nghĩ là mình quyến rũ nha. Anh có biết là anh đang đi đâu không? Nói nghe nè. Trước khi tôi vô cái hội quán Tiếu Lâm này, dạ, là tôi nghe các bạn đồng nghiệp nhắc nhở tôi một điều rồi. Nhắc gì? Hết sức cẩn thận, coi chừng bầm dập như cơm đập, te đua như da ua, thê thảm như bị cảm. Sợ quá đó. Nói nghe nè. Dạ. Mà có thật vậy ông Đại Nghĩa? Có thật là mình vô đây là sẽ bị ăn hiếp không? Nói sao chứ, thấy nhiều khách mời vô đây người ta vui quá trời, vui với vui ai không? Ăn hiếp gì đâu. Đừng ăn hiếp bé Long nha, tội nghiệp bé Long nha. Không ai ăn hiếp bé hết trơn á. Rồi, quay vô trong, cánh cửa này chuẩn bị mở ra, đưa anh Bạch Long vào một cái thế giới lung linh kỳ ảo. Xin mời. Welcome. Hello, hello. Vừa hô vừa lé. Vui tánh quá. Dạ. Chào mừng đến với thiên đàng. Dạ. Ở đây là thiên đàng. Đây là thiên đàng. Dạ, nhìn là biết thiên đàng rồi. Dạ, đây thấy đang... có cánh hai hàng là biết thiên đàng. Dạ. À, bây giờ là đang có một cuộc thi tuyển thiên thần. Dạ. Do đài truyền hình Vĩnh Lâm 1 tổ chức. Dạ. Với sự tài trợ của đảo Thiên Đường. Dạ. À, nhưng mà muốn thật sự để trở thành một thiên thần ở trên này thì ngươi phải trải qua một cuộc thi trắc nghiệm. Dạ, muốn trở thành một thiên thần là phải trải qua một cuộc thi trắc nghiệm. Ừ. Dạ, vậy thì thiên thần cho thần thiên này được biết đi. Nè, dạ, cho ta hỏi câu tế nhị nha. Dạ. Có kỷ niệm gì không? Dạ, kỷ niệm. Ngươi gặp ta, ngươi có muốn gửi là cái gì gọi là kỷ niệm không? Bánh trôi, bánh trôi. À, bánh trôi đó. Bánh trôi nước hả? Là mệt quá. Nói gì cũng hiểu à. Nói thẳng vô vấn đề đi. Chuyện đó cũng sao. Dạ. Tính sao cũng được ha. Dạ, dạ. Bây giờ bắt đầu bước vào cuộc thi. Dạ, bước vào cuộc nghe thi. Nghe ta hỏi, ngươi tên gì? Chí Tài. Có bao giờ xuống địa ngục bao giờ chưa? Bởi vì cuộc đời chưa bao giờ ăn cá nục cho nên không bao giờ thích xuống địa ngục. À, vậy tại sao ngươi biết ở trên này có một cuộc thi tuyển thiên thần mà ngươi lên đây? Xem qua đài truyền hình Vĩnh Long. Vĩnh Long 1. Dạ, Vĩnh Long 1. À, cho nên Vĩnh Long 1 cho nên biết ở đây có cuộc thi tuyển thiên thần cho nên thần thiên lên đây thi thiên thần. Rất hay, rất hay. Tôi thấy ngươi rất là nhanh nhẹn và thông minh. Dạ. Bây giờ bước vào cuộc thi nha. Sẽ có ba cái tình huống. Ba tình huống để ngươi giải quyết. Dạ. Tình huống thứ nhất là một thiên thần. Ngươi phải biết là có một cái sự yêu thương, một sự bao dung rộng lượng. Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy một cái tình huống để ngươi giải quyết như thế nào. Bắt đầu. Lên xe ngay đây, ngay đây.
Em hả? Em ơi, anh có điều thắc mắc muốn hỏi em nè. Hỏi gì? Em có yêu anh không? Có chứ sao không? Yêu lắm luôn á. Thiệt không? Thiệt. Không có thề, bây giờ em hỏi ngược lại anh à. Cái gì? Anh có yêu em không? Có sao không có, yêu nhiều gấp đôi em luôn. Bởi vậy hai mình yêu nhau không bao giờ xa rời. Bao giờ mình đi nha, anh sẽ chở em tới cùng đường cuối bể. Ê! Trời ơi, sao tự nhiên đang đi như em vậy? Lo nói chuyện với em mà xém xíu là gây một tai nạn thảm khốc rồi. Gì? Trời ơi trời, xém chút xíu là mình đụng nguyên gia đình gián người ta nè. Nè con gián này là con gián đực nè, con gián này con gián cái đang có thai nè. Nhưng mà sao anh biết là con gián nè, con gián đực, con gián nè, gián cái? Anh hồi đó học thú y anh biết mà, con gián đực, gián cái biết sao không? Tại con gián đực là nó kèo trên, còn gián cái là kèo dưới. Ai nói với anh là con gián cái nó kèo dưới? Con gián nằm ở trên là con gián cái, còn nằm ở dưới là con gián đực. Thằng bậy rồi, con gián này là con gián đực, con đấy là gián cái. Trời trời ơi, anh dám cãi gan cãi em hả? Em nói là con gián nằm trên là con gián cái. Trời ơi, chưa hết mà em lại cãi lên hả? Con này con đực con cái. Em nói là con cái con đực. Con đực con cái. Con cái con đực. Con đực con cái. Con cái con đực. Con đái con đực. Đấy. Con đực con cái. Trời ơi, em dám cãi anh hả? Chia tay đi. Chia tay. Sao? Nếu là người, ngươi là một thiên thần thì ngươi sẽ giải quyết tình huống như thế nào? Nói cho ta nghe. Hạ thần thấy hai bạn này đang tranh đấu với nhau, con gián đực và con gián cái. Tiểu thần thấy là bạn nữ sai. 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 Sai chỗ nào? Sai là ở chỗ này. Bạn nam nói đúng. Bạn nam nói là con gián đực là ở trên, nằm kèo trên. Con gián cái nằm ở kèo dưới là đúng rồi. Bởi vì người nam lúc nào cũng chở người nữ, thành thử con gián đực phải ở trên, còn con gián cái phải ở dưới. Gián hả? Cái gì? Nói về chuyện tình yêu giữa hai người thì theo thiên thần thấy thì giải quyết như thế nào? Có nên đốt nhà họ luôn không? Là cho họ chia tay luôn hay sao? Tiểu thần thấy như vậy là không đúng. Mình phải hàn gắn lại trái tim, từ trái tim cho đến trái tim, tình yêu thương cho đến yêu thương. À, đây. Hai người lại nha. Coi như là cái tình huống này ngươi tạm thời thôi nha. Dạ tạm thời. Tại vì ngươi thiếu cái thiếu cái ngươi hiểu không? Là thiếu cái cười. Bỏ đi ha. Dạ. Khó quá, khó. Bây giờ qua cái tình huống nha. Dạ. Là một thiên thần thì ngoài cái chuyện mình có phép ra. Dạ. Mình phải có một cái tấm lòng lúc nào cũng phải biết cứu người. Dạ. Nha. Bây giờ hãy theo dõi tiếp cái tình huống thứ hai. Dạ. Để coi thiên thần nghĩ như thế nào nha. Dạ. Bắt đầu. Em à, thôi giờ kể gia đình con gián này đi, cho nó về tới cống đi. Bây em giờ không có thắc mắc cái chuyện con gián nữa. Ừ. Bây giờ hai mình yêu là yêu nhau. Đúng. Yêu rồi. Nhau để chuyện gián làm chi? Anh sẽ yêu em suốt đời. Em cũng vậy. Em không cãi anh nữa đâu. Đúng rồi, hai mình quyết định đám cưới nhau đi. Đúng rồi đó. Hai bạn làm như là đúng đó. Phải đoàn kết yêu thương với nhau, phải không? Ủa cái gì đây? Hả? Không nội nào vậy trời? Không nội nào trời? Ý tiểu thần là nãy giờ chứng kiến hai người đó. Hai người đừng có gì con gián, một cái con vật như vậy. Nó không đáng hai người phải chia kè, rẽ tình duyên với nhau. Như vậy là không có tốt, hiểu không? Ủa ông là ai vậy? Ông là ai mặc bộ đồ quái gở vậy? Tôi là đây tôi là tiểu thần. Tôi chứng kiến hai người gây gỗ với nhau vì con gián. Tôi thấy là không nên. Có chuyện nó nhỏ nhặt, hai người gây gỗ vào như vậy. Ủa thần gì đâu? Ở đâu ông là tiểu thần vậy? Hả? Sao tự nhiên xen vô chuyện của người ta? Ông là tiểu thần gì? Tiểu thần gì đeo đồng hồ? Đeo lắc gì đó? Ông có nước tâm thần gì có tiểu thần gì? Không có, tôi xuống đây trần gian, tôi xuống đây tôi phải hòa nhập với các bạn, tôi phải làm gì giống như các bạn, tôi phải đeo đồng hồ, tôi phải đeo lắc, tôi phải mang giày để tôi giống các bạn chứ. Ông giờ vậy tự nhiên hai người ta đang yêu nhau chuẩn bị dắt nhau về vùng trời bình yên, ông xen vô chia rẽ tình cảm là tao là sao? Không hề, tôi đến đây là tôi đoàn kết hai người tôi. Nè nha, đáng lẽ tôi đi theo anh này nè. Tự nhiên cái tôi nghe xí xào xí xồ, tự nhiên ngửi đầu xía vô, bây giờ tôi không thấy yêu ổng nữa. Trời ơi, trời ơi, không chị ơi, bây giờ em thay lòng đổi dạ vậy luôn hả? Em vừa nhìn thấy nhan sắc lạ lạ này, giờ em yêu người ta luôn hả? Để. Em thấy người ta tự nhiên nhiều chuyện với chuyện của mình mà. Em đang suôn sẻ quá, tự nhiên cái xuất hiện một người đây, bây giờ em không biết
tại sao nữa? Không, không cả. Em biết anh chị hạnh phúc rồi, cho nên em mới là góp ý vô là em thấy là em quan ninh, em đánh hay là anh chị nên càng hàn gắn với nhau để hai anh chị có được một cuộc tình yêu đẹp. Hàn gắn cái gì? Hàn gắn mà ông đứng chính giữa hoài, hàn gắn gì? Ấu này không có chia rẽ mà hàn gắn cái gì? Em hiểu không hiểu là ý em, anh nói là em đứng chính giữa này nó kỳ quá, tao nhìn vô tao tưởng hai vợ chồng đứa con. Đó, đúng không? Ông không hiểu luôn cái gì? Thì em xin qua đây. Thôi em nói anh chị nè, thôi anh chị đừng có giận nhau. Thôi anh chị leo nha, leo lên xe rồi anh chở chị đi coi phim đi. Thôi vòng này tôi khoái rồi. Bây giờ tôi muốn tôi hết giận như vậy, muốn tôi què với anh này chứ gì. Dạ, anh là tiên thần mà. Dạ. Bây giờ anh phải vừa đạp xe đạp vừa hát, mà cái lời hát là phải giải thích lý do tại sao mà phải xuất hiện ở đây mà hát bằng cải lương. À, em sẵn sàng giúp anh chị hàn gắn tình yêu là em quá, anh thấy em con người em quá hạnh phúc rồi. Anh nói là thiên thần luôn á, hay quá. Rồi bây giờ anh hãy chứng tỏ là thiên thần đi. Rồi, rồi. Ủa, vừa hát vừa đạp xe hả? Đúng rồi. Thôi đứng tại chỗ hát đi, đạp xe mới bị phân tâm lắm. Sáng lên đi. Chà. Thôi. Chị ơi, em nói cho chị nghe, em muốn hàn gắn tình yêu của ai người nên duyên cầm sắt. Bởi vì anh đã yêu chị như cá hấp yêu mắm nem với bánh xèo, yêu đau sống như bò tướng cỏ, như tỏ tướng đắng, như đau cần nắng, như lạnh cần mệt, như mẹ thương con ngọt ngào, như mía cay nóng, như à gần. Anh đây yêu chị như xoài tương chua, nước cam ấm chanh đường. Tình anh chị đậm đà như gà xối mỡ, như vịt hấp hành, như cá chẹm chân tươi, như lương chiên giòn, như heo mọi lúc sướng, như bò nấu đậu, lấy cá kèo nấu lầu, như cua đánh me, như le le nước tỏi, như gỏi cốc xài trộn chung ba khía. Nè, thôi wow. Đó những lời em nói nãy thôi anh chị đều nhau, anh chở chị vô nhà hàng ăn mấy cái món này về em kể. Dạ, đi dạ. Cái tôi không yêu bé này luôn rồi, tôi chỉ có yêu anh rồi đó. Dạ. Anh hay quá, anh đúng thiên thần rồi đó. Dạ. Thôi đi em. Dạ. Lên xe, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Đúng thiên thần rồi đó. Dạ. Dạ. Đi lên em. Trời, em thấy chị hạnh phúc, em mừng quá. Dạ, trời ơi. Dạ được chưa đại thần? Được. Dạ. Ta sẽ chấp nhận. Thiên thần sẽ là thiên thần của cổng thiên đường. Cảm ơn đại thần. Dạ bây giờ mình sẽ đi đâu nữa đại thần? Tao quên. Yêu gì nữa? Hồi nãy tao nghe sắp tắt quá từ lỗ tai. Tao thấy người này tao mới nhớ. Tao nhớ là cuộc thi có ba. Dạ đúng rồi. Ba câu. Dạ đúng rồi. Hai câu tao chấp nhận. Dạ. Lỗi của tao. Dạ lỗi của đại thần. Bây giờ tình huống này, mình là thiên thần. Dạ. Thì mình phải có một cái tim rung động. Dạ. Phải biết cảm xúc. Dạ đúng rồi. À, muốn cảm xúc thì muốn trào dâng. Dạ. Nó phải thể hiện qua từng giọt nước mắt. Bây giờ hai người này. Dạ. Có cái tình huống này, thiên thần thể hiện cái điều đó cho ta thấy được không? Ôi em. Em à, bây giờ hai đứa ta, ai chúng mình đã đến được với nhau rồi. Nhưng mà vì tương lai tươi sáng là sao? Anh phải qua nước ngoài du học. 30 năm anh mới về. 30 năm anh mới về hả? Em ở nhà gắng chờ anh nha. Anh quay về sẽ cưới em. Bởi vì hôm nay hai đứa mình buồn quá. Em buồn quá. Hôm nay mình quẩy lên bữa cho đỡ buồn đi nè. Vô cũng lên nè. Ê gặp ông này lại nữa kìa. Tụi tôi vui. Tôi buồn quá. Tụi tôi buồn quá mà. Tụi tôi buồn quá. Quẩy với tôi đi. Tụi tôi buồn quá mà. Đâu quẩy với tôi đi. Tụi tôi buồn quá mà. Đâu không thấy. Sao ra đây này. Tôi buồn quá mà. Không lên. Đang lên. Buồn quá. Buồn quá. Buồn quá. Buồn quá. Anh chị kia tai buồn mà. Buồn quá. Anh chị kia tai buồn quá. Tôi khóc quá trời. Ông không có nước mắt. Nước mắt lên nè. Không thấy nước miếng đâu mà. Nước mắt lên. Anh chị kia tai buồn quá. À, có anh chị chia tay buồn quá. Anh chị đừng có đi. Anh chị ở lại giao sống với hạnh phúc đi không à. Thấy ông thiên thần này tội nghiệp quá. Thấy ông tôi suy nghĩ lại rồi. Dạ. Anh không đi du học nữa. Anh sẽ ở đây. Anh sẽ ở đây làm gì miễn sao nuôi sống được em. Vì hạnh phúc mình mà. Một túp liều chanh, hai quả tim vàng cũng được. Đúng rồi. Anh nói đúng rồi đó.
nói rồi lấy ra rồi trốn trong vườn của em khóc ra thơm. Anh, em phải anh phải rồi. Dạ. Bây giờ nghe nè, em biết anh hồi đó có đào tạo ra một lớp học đồng ấu hào quảng cải lương bạch long gì đó đúng dạ. không? Đúng không anh? Ủa sao anh biết chuyện này hay vậy? Biết, tôi biết mà. Ủa, anh biết luôn hả? Anh là thiên thần mà. Dạ. Bởi vậy bây giờ á, anh lên thiên thần này nè, cần có một người dạy học cho những đứa trẻ nó đam mê cải lương lại. Bây giờ anh là thiên thần anh lên đây rồi. Bây giờ anh hãy biểu diễn một cái trích đoạn hào quảng cải lương cho mấy đứa trẻ nó nhìn, nó mê lại cái đó đi anh. À vậy hả? Ờ anh được biểu không? Diễn đây đi. Dạ biểu diễn hồ quảng hả? Dạ đúng dạ. rồi anh. Rồi em sẽ biểu diễn, em sẽ làm võ tàu. Còn này là đại thần. Đại thần làm dùng Phan Kim Liên nghe. Phan Kim Liên à? Ừ, Phan Kim Liên. Về võ tổng tức quá, mắng Phan Kim Liên. À, hay nhanh. Ơi, ừ, bây giờ đại thần lợi về võ tổng đi nha. Hay nhanh. Tít tít sang sang sang, tung tung tung. Yeah. Võ tổng. Hay quá anh ơi. Phan Kim Liên. Tại sao nàng có biết là nàng là tẩu tẩu của ta? Tại sao nàng lại nỡ lòng nào luân thường đạo lý như vậy? Phan Kim Liên thì luân lý can thường nào nghĩa nhân, đắc nết loan tâm mơ cùng ai ân chung tình. Ta là em dám đấu với chị sân châu trần trăm lần không thôi bướm mong đừng nên lá lời kêu đùa thằng cái đánh tung thằng tung thằng quen trên đến ta dừng ngày đêm thế cho nên ta cần đi liền lời ta đã nói cho thì y a lời con ác thủ con thần tài ơi, thần tài. Đây đây chuyện gì? Thần ơi, thần có nhận ra con không? Ai vậy? Con là quỷ, quỷ. Quỷ gì? Quỷ thiên thần. Ủa chứ là quỷ thiên thần. Là con quỷ mà ta thích làm thiên thần. Ủa vậy? À, bởi vậy mới đi lấy bộ đồ này mặc nè. Mà lấy được bộ đồ này cũng cực lắm, gian nan lắm. Tại sao cực? Tiền bạc nó lắm rồi này nọ. Mới bôi trơn này nọ mới có được bộ đồ này lắm. Trời ơi. Ta giới thiệu. Đây là một thiên thần ta mới vừa Dạ. Thần ơi, thần tài. Sao? Không phải. Sao không phải? Con này là con quỷ chứ không phải thiên thần đâu. Bậy. Con này nó là con quỷ. Đây nè, để con kể cho thần nghe. Con là quỷ, nó cũng là quỷ ở dưới địa ngục á. Xong rồi cái bữa đó hả, nó đánh con xỉu. Rồi cái nó mới trồi lên đây đó. Cái gì? Con nói không? Nào nói thiệt hả? Con nói thiệt. Bữa đó hả, người đánh ta xỉu, người nhớ không? Hồi nào nào? Cái bữa mà ta với người đi dạo ở dưới á. Nhớ không? Kể lại đi, kể lại cho thần nghe đi. Không có đâu. Dạ, đại thần ơi, đừng nghe. Có chuyện gì không? Dạ, không có. Không nhớ đúng không? Không nhớ, để ta kể cho người nghe. Kể đi. Ta với người đang đi dạo nè. Đang đi dạo tung tăng đang đi vậy nè. Hai đứa đi song song. Cái người thụt lùi lại. Cái người nhớ mà người lấy cái cây nè. Lấy cái cây xong người đập đầu ta rồi đó. Xỉu luôn. Ủa có không ta? Có. Có không ta? Trời ơi. Thôi đừng con quỷ đó. Thôi trên thầy ghê quá à. Trên đây cháo chợ quá. Đâu có đâu tự nhiên. Thảo thật cái gì? Dạ. Người này nói tức là sự thật. Làm sao có chuyện ta? Cả gan dám mạo danh thiên thần để nó gạt ta hả? Dạ đâu có đâu. Người sẽ bị trừng phạt. Dạ. Em đâu có gạt ai đâu. Người sẽ chết. Dạ. Thiên tội đâu? Dạ. Thiên tội đâu? Dạ. Nó chết thiên thần cho ta. Thôi. Đánh nó lại đi. Ngài là bước qua đây. Ngươi là ai? Chào hai ngài cai quản thiên đình. Ta nói cho các người biết, nó là quỷ đó. Hả? Do ta cai quản. Nhưng con quỷ này ghen ăn tức ở, mà trên mạng thường hay gọi là gato. Nó cứ ganh tị hết người này tới người kia. Cho nên nó muốn, nó thấy người ta làm thiên thần, nó cũng cố gắng nó làm thiên thần. Dạ, không thiệt có. Tình, im đi, để ra cho ta. Dạ. Nhưng ngài biết không, cách đây mấy năm,
dưới chỗ của ta cai quản đó là địa ngục, vắng vẻ lắm. Nhưng bây giờ càng lúc càng đông. Trước đây toàn chứa những người ác, nhưng bây giờ những người lương thiện cũng rất nhiều. Dưới ta bây giờ chật hết rồi. Dù lý, tại sao dưới ngài là có người lương thiện chứ? Dưới ta tại sao có người lương thiện à? Bởi vì họ không có tiền lót tài để được làm thiên thần, nên buộc lòng họ phải xuống địa ngục. Làm gì có chuyện đó trên thiên đường chứ? Trên thiên đường càng lúc càng vắng, bởi vì đâu phải ai cũng có tiền để lên được thiên đường. Chính vì vậy, người cứ theo ta. Dạ. Về dưới đó ở cho nó bình yên. Dạ. Nắm tay ta về địa ngục bình yên. Sao con đi dối vậy? Con bộ dưới vui hơn vậy rồi. Vậy? Vậy là sao? Như vậy có nghĩa là bây giờ tất cả mọi người sẽ bỏ ông mà đi chứ sao? Bây giờ ông hành hạ người ta quá mà. Nào xin mời các thiên thần, xin mời quỷ xuống đây nào. Ủa anh Long, mấy cái đoạn hát ca lương hồi nãy là anh có chuẩn bị trước chưa, hay là đó là những cái mà anh thuộc từ xưa đến giờ rồi mà anh mang ra áp dụng thôi? Thuộc từ xưa tới giờ. Không, nhưng mà cái khúc cải lương mà ca gì bao nhiêu món ăn đặc sản trong đó đó là đâu ra vậy? À cái đó thì Bạch Long cũng tự sáng tạo đó làm đi. Một tràng vỗ tay to dành cho nghệ sĩ Bạch Long và anh Hoài Linh. Giờ gia đình chủ quán mình hãy trở lại với con người bình thường đi, bởi vì chúng ta bây giờ phải đến với một cái phần thử thách khó hơn mà dành cho gia đình của chúng ta, đó là phần thử thách ngược. Ngược chơi luôn. Chơi luôn. Quay đi, tao cảnh cho ta. Ai đi, ai đi. Cái cảm xúc của lòng dễ thương. Trời ơi, gặp được một lúc tới ba bé thiên thần luôn vậy đó. Dạ. Rồi ba bé thiên thần chuẩn bị về thiên đường phải không? Vâng. Lên trển đúng không? Dạ. À, đây là cái cơ hội để mình lên trên đó mình giật vâng. ngược lại mấy người nó nha. Mấy người trên đó nãy hành hạ mình quá đúng không? Bây giờ cơ hội của mình mà, có chuẩn bị chiêu trò gì chưa? Dạ có rồi anh Đại Nghĩa. Hãy để đấy. Vũ khí sẵn sàng chiến đấu đúng không? Đúng rồi, sẵn sàng chiến đấu. Vậy thì cánh cửa thiên đường mở ra, mời ba thiên thần bước vào. Thăm chúng tôi hay sao? Trước thăm sau có một chuyện. Chuyện gì? Ấy chẳng qua là gì, chúng tôi ở dưới trần gian nghe trên đây đại thần coi như là rất là giỏi, công ngôn dung hạnh, văn võ song toàn, coi như cái gì cũng biết làm hết. Cho nên hôm nay tiểu tiên tôi muốn nhờ đại tiên coi như là biểu diễn cho tiểu tiên tôi coi, để tôi biết tin rằng cái phép thuật của đại tiên hồi nào giờ nghe mà chưa từng thấy. Quá khen rồi. Sao không nói gì cho ta nghe coi? Bây giờ tiểu tiên muốn nhờ đại tiên một chuyện là hãy múa lắc bụng. Lắc bụng mà. Đúng. Mà với điều kiện tiểu tiên sẽ bấm remote. Hãy bấm nhanh thì đại tiên phải múa nhanh, mà bấm slow chậm thì đại tiên phải múa chậm. Bây giờ là đến lượt em sao? Đúng rồi, tới em nữa hả?
Không nhìn bên kia những người trẻ tuổi hơn ta. Mẹ cưng á. Bên này không có một nắp đâu đúng không? Dạ. Lên đây mỗi lần người ta uống nước ấy là người ta phải uống hết một chai một lần. Bây giờ trên máy là người ta vừa uống nước xong, người ta hay thường đưa một tay trái lên, ôm cái tay trái nó vào lỗ tai bên này của một cái chai để đưa thẳng lên trời, cắm thẳng tay đỏ xuống dưới đất như một cái công ba. Và con quay bao nhiêu vòng? Nếu mà con không quay hết 10 vòng thì con sẽ uống nốt hai chai kia. Cố lên không biết rồi. Cố lên tôi sẽ ôn lại những cái kỷ niệm đã làm cho tôi vô cùng đau đớn, mà người làm cho tôi đau đớn không ai khác hơn chính là chỉ qua bên kia giờ mà trời. Luật đời nhân quả có dai có trả, tùy theo dai ít nhiều. Hồi nãy nhớ không? Em đóng có chút xíu à. Cho tôi ăn kem với muối. Ngon mà. Được cái bù lại đi cho tôi. Cho tôi nằm lăn lộn trên đường ray nhưng mà được có cái tôi được ôm. Vậy cho mình quê ta. Không à. Tôi thì thật sự ra rất nhẹ nhàng. Tôi không có thâm, tôi không có sâu độc. Bởi vì tôi sát nam nhưng mà hồn nữ. Được à. Cho nên tôi rất nhẹ nhàng. Bây giờ theo sự yêu cầu của tôi, xin tiên nữ hãy hát một cái bài nhạc thiếu nhi mà vừa hát vừa múa bập lê rất nhẹ nhàng. Ok phải đúng nha. Đình này nè, bị mấy người dưới kia lên đây hành hạ dữ quá. Thành ra là thôi bây giờ mình phải xuất hiện để mình dĩ hòa vi quý tất cả mọi người lại. Thôi bắt tay nhau làm hòe cái nè. Những cái gì đó nhờ bức bối quá bỏ qua nha. Giờ có cái chuyện này tôi mới phát hiện là Cọc Lan vỗ qua biết muốn bà lê. Trời ơi, gan lắm mới dám nói câu đó đó nha. Người đàn bà không biết múa và không biết nốt nhạc là gì là Ngọc Lan đó. Thưa quý vị khán giả, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có 3 thực khách đến với hội quán của chúng ta. Và mỗi người đều có một tính cách và rất là vui nhộn, nó mang lại thật nhiều niềm vui cho tất cả mọi người. Chính vì thế, hội quán Tiếu Lâm cũng sẽ có những phần quà lưu niệm dành cho các anh chị. Nào xin mời gia đình hội quán Tiếu Lâm. Thưa quý vị khán giả, như vậy là hội quán Tiếu Lâm ngày hôm nay của chúng tôi sẽ được phép đóng cửa tại đây để còn chuẩn bị cho những ngày tới phục vụ những vị thực khách mới nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chỉ cần ở đó có tiếng cười thì ta sẽ không đợi chờ, hãy quên đi hết.
xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hội Quán Tiếu Lâm. Và ngày hôm nay hội quán của chúng tôi đã trang hoàng bằng một màu sắc hoàn toàn mới, rực rỡ hơn, lấp lánh, lung linh, chiếu chiếu hơn rất là nhiều. Cái khung cảnh của quán ăn này gợi cho chúng ta nhớ về những câu chuyện ở xứ sở Ba Tư với nhiều những cái phép thuật kỳ lạ, những câu chuyện huyền bí. Và hôm nay cũng như thế, hội quán Tiếu Lâm sẽ lần lượt tiếp đón tất cả là ba vị khách sáng, buổi trưa và buổi chiều tối vào đây thưởng thức những món ăn độc đáo của hội quán. Nhưng mà trước tiên xin được giới thiệu các thành viên của hội quán Tiếu Lâm của chúng tôi. Đầu tiên, ông chủ quán chia tay. Bà chủ quán Ngọc Lan và cô con gái xinh đẹp Dương Cẩm Linh, cùng với anh chàng bồi bàn vui tính Hứa Minh Đạt. Và tất cả nhân viên phục vụ của quán ngày hôm nay đã ăn mặc rất là quyến rũ và gợi cảm, trong đó có tôi. Thưa quý vị khán giả, khi đến với chương trình này thì những vị thực khách sẽ bị gia đình chủ quán này đưa ra những thử thách rất là hóc búa. Nhưng mà nếu như mà họ cảm thấy rằng họ không thể nào vượt qua được thì họ có thể nhờ đến một nhân vật bí ẩn. Khi họ kêu lên trời ơi giúp tôi với thì sẽ có một nhân vật bí ẩn xuất hiện, đưa ra những tình huống để giải cứu họ. Nhưng họ cũng có cơ hội hành hạ ngược lại cái gia đình này ở thử thách cuối cùng mà chúng tôi gọi là thử thách ngược. Vậy thì chúng ta cùng chờ xem hôm nay hội quán Tiếu Lâm của chúng ta sẽ tiếp đón những vị thực khách nào, cũng như là họ sẽ vượt qua những khó khăn ra làm sao nha. Nếu như thấy rằng vị thực khách của chúng ta mà khó quá, không vượt qua được thử thách, thì các bạn khán giả có thể bấm nút để nhờ người bí ẩn đến giúp đỡ. Hãy chào đón vị thực khách buổi sáng của chúng ta đi nào. Lần đầu tiên Ngọc Trinh đến với chương trình, cho nên là, nhưng mà theo cái nghe nói là hội quán thì có nghĩa là trong, chắc chắn là một cái quán thì chắc chắn là cũng phải có bán nước hay là bán đồ ăn à, vậy thì hai hai ba bốn năm sáu mười vậy đi tới mười cho nó lẹ. Ơi em chào anh. Ơi chào em. Dạ. Trời ơi dễ thương quá đi nè. Ai đây ai đây? Em là em. À vậy hả? Em là con của má em. Gái của ba em. À. Là người dân của ông hàng xóm. Dễ thương quá. Em có mộng mơ gì, có khát khao gì cống hiến cho nghệ thuật nè? Đơn giản lắm, là em mơ ước một ngày nào đó khi ngủ thức dậy em sẽ trở thành một cô diễn viên. Kim ca sĩ. Kim người mẫu thời trang. Kim, nhiều cái Kim nữa. Nói chung cái Kim nào chọn em sẽ chọn cái Kim đó. Vô hội quán Tiếu Lâm em sẽ có nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười bên cạnh đó. Có thể em sẽ thực hiện được một trong những cái ước mơ mà em đã nghĩ đến từ đó tới giờ mà chưa có cơ hội thực hiện. Còn cái ước mơ làm siêu mẫu nữa đúng không? Ước mơ đó hơi khó một chút đó nghe. Anh chọc em rồi. Em biết anh nói mấy người cao cao mới làm siêu mẫu không? Chứ còn gì nữa. Cô thời trang anh giờ xuống. Sao vậy? Cỡ em bây giờ đang hot á. Hot hả? Vậy thì mời em vô đây, biết đâu hội quán này nó hốt em luôn. Nào, mời em đến với hội quán Tiếu Lâm để có thể thực hiện được ước mơ của mình nhé. Em cảm ơn. Xin mời. Yeah. Tạm biệt. Hội quán Tiếu Lâm Airlines xin trân trọng kính chào quý khách. Tôi, tiếp viên trưởng Ngọc Lan, cùng với phi hành đoàn xin được đón mừng quý khách đến với chuyến bay mang số hiệu HGTL 01234567890. Kính thưa quý khách, của chúng tôi chuẩn bị cất cánh. Xin cảm ơn quý khách. Thay mặt cho hãng hàng không HGTL Airlines, xin kính chào siêu mẫu Ngọc Trinh. Hả? Xin mời đến với khoang hạng nhất có 102, tức là có 1 mà không hề có 2, của hãng hàng không Hội quán Tiếu Lâm. Chào mừng quý khách đến với HGTL Airlines. Dạ. Dạ mời quý khách. Dạ không, tôi không thích. Tôi đã nói là tôi cần được đón tiếp như là một thượng khách. Ẩm tôi đi ăn. Dạ. Được. Đây anh Đạt.
Có chị công sự ở đây vậy ông chủ? Đây quý khách này muốn ẩm vô ghế ngồi. Dạ xin lỗi, cái này là cái gì vậy? Cái này là cái súng nè. Đây là những dụng cụ để mà kiểm tra an ninh thôi à, siêu mẫu. Bây giờ siêu mẫu hãy vui lòng cho siêu mỏng này tới kiểm tra được chứ? Được. Sẵn sàng. Giở tay lên. Cái gì vậy? Má, dạ sao ạ? Tôi nhạy cảm lắm. Nhột á, nhột lắm. Nhột. Tôi nhạy cảm chút xíu đó nè. Dạ, theo nguyên tắc của hãng hàng không của chúng tôi thì phải kiểm tra. Rồi làm lại đi anh. Trời ơi, giờ cao vậy. Ôi, tôi thích quá. Ôi, một cái nữa đi. Cảm ơn. Dạ. Cái gì đó? Phát hiện gì vậy? Cái gì? Có vũ khí gì không? Hay chất hóa học gì ở đây không vậy? Ông chủ à? Không. Cái này tôi nghĩ là chúng ta có thể thương lượng. Thương lượng sao? Tôi thề là tôi không có mang cái gì là mà nguy hiểm lên cho chuyến bay của các anh đâu. Tôi chỉ có... Cái gì? Ngại quá, không biết nói ra có bị cái gì không á. Bây giờ... Cô cứ nói ông chủ kiểm tra đi. 4.000 đó. Nó kêu là tại vì 4.000 đó. Trời ơi. Dạ. Một bên 2.000. Kiểu rồi. Dạ. Rất là cảm ơn khách. Dạ. Rồi bọc mà bọc siêu mỏng vô. Có cái đồ bọc luôn ha. Siêu mỏng. Ông chủ cầm đây, cây đây, cây cầm. Hàng của con giùm. Bọc đi. Trời ơi. Cái này cho ông chủ thích lắm nè. Ông chủ không thích lắm á mà ông làm không được nè. Anh lớn tuổi rồi. Cảm ơn. Trời dạ. Ơi hay quá này, này tiếp đón siêu mẫu. Dạ cảm ơn. Bell nha. Xích bell rồi đi. Siêu mẫu tự xích bell nha. Được rồi. Thắt dây thắt cái nơ là được rồi nè. Đó thấy không, dễ thương rồi. Trời hay quá. Rồi dạ. Ổn không ông chủ? Con rồi. Xuống đây chơi với ông chủ vui nè. Đói bụng quá à. Ủa với ông chủ. Khoan. Đói bụng quá. Khoan siêu mẫu tôi hỏi chút xíu. Chờ chút. Nè. Dạ. Tao đang lái, tao kêu mày kính ở trong mày lái. Mình ra đây ở trong ai lái? Ừ, thì con ra đây thì bà chủ lái máy bay. Phải có người lái. Ra đây ai mà lái? Trời ơi, em. Em. Hả? Em ra đây là ai lái trong? Ông lái. Cái gì? Anh ra đây rồi mà. Đạt lái. Hả? Ủa? Ôi mẹ, bà chủ đúng đó. Hình chữ sai gì rồi? Nhà mình bốn người. Con Linh lái. Bình tĩnh. Gì vậy? Có người lái. Con Linh lái. Gì vậy? Sao vậy? Con Linh nó biết lái đâu. Có người lái. Con Linh nó hay lắm. Nó không biết lái thì nó kêu nó tuyển phi công lái rồi. Trời ơi. Ai? Tuyển ai? Thôi không biết đâu. Chuyện đó của nó đi. Mình tưởng không vậy. Trời ơi, lái máy bay thì có bằng mới lái được nha. Trời ơi, yên tâm đi. Nhà tôi là ai cũng biết lái hết trơn á. Hên xui thôi. Được. Không sao đâu, siêu mẫu có bình tĩnh. Được, tôi sao? Sợ nghe. Đợi, bây giờ ông đi vô trong đó đi. Đi vô. Bà ẩu lắm nha. Con Linh nó có biết lái đâu mà. Thì bây giờ đi vô lái đi. Có chết chắc gì đâu. Trời ơi, đi vô à. Sao xích beo mà đi lang thang trên cái ghế được vậy? Trời ơi, sao cái beo anh kỳ vậy? Con xuống. Không sao, yên tâm đi. Trời, hãng hàng không này ổn lắm. Dạ, xin kính hỏi quý khách, quý khách có muốn dùng chi không ạ? Tôi nói rồi, nãy tôi nói với hai người này nè, tôi nói tôi đói bụng. Người ta đói bụng kìa. Dạ. Hân hạnh được phục vụ siêu mẫu. Alo, gì vậy hả? Làm một tô hủ tiếu gỏi ly trà đá cho khách liền nha. Cái gì? Ê, tôi là siêu mẫu, tôi mua cái vé mắc tiền để lên đi ăn bị gõ hả? Vậy chứ quý khách muốn ăn cái gì ạ? Cái nước yến đi. Nước yến kìa. Bị gõ máy bay khác. Ủa, cuối cùng là vẫn cho ăn là mì gõ hả? Dạ. Nhưng mà mì gõ của hãng hàng không chúng tôi thì nó vô cùng khác. Nó không hề giống với lại các xe mì gõ ở ngoài đường đâu. Dạ, mời bà chủ hướng dẫn cách ăn cho quý khách. Dạ, khi mà chúng ta ngồi ở trên các hãng thương gia thì chúng ta cũng phải có cái cách ăn rất là thương gia. Dạ. Tôi thiết nghĩ cô là một siêu mẫu thì cô cũng đã biết cái cách ăn của một cái người thương gia rồi. Đó là chúng ta ăn và chúng ta không để lại tiếng động. Dạ. Chúng ta hút một cái sợi mì nó dài và nó vô hết vô trong người của mình. Dạ. Chỉ bằng một hơi và không phát ra tiếng động. Nguyên tắc siêu mẫu à? Đúng. Mời siêu mẫu. Không. Một sợi một.
phát ra tiếng động, như vậy là không được. Vậy là không ổn, không ổn, không ổn rồi. Không nhảy ra. Trời ơi, mất thần tượng quá, mất thần tượng quá. Cái hãng này phục vụ dơ bẩn quá à. Không có, tại siêu mẫu dơ bẩn. Sao vậy siêu mẫu? Tôi đâu có phục vụ dơ bẩn. Chứ cái vấn đề gì? Không phải, tôi đang ăn, tự nhiên kêu qua không đạt hiệu quả, cho nên tôi sợ tôi mới nhả ra. Trời ơi, lỗi của bà chủ rồi. Bà chủ ơi, thiệt không, không. Chị này sai rồi đó, làm lại đi. Không sao, trộn mới lại, ăn lại bình thường được mà. Trời ơi, đó hả? Nhẹ nhàng, mình phải nhẹ nhàng, siêu mẫu phải nhẹ nhàng. Biết lấy thôi. Sao mà có nhu cầu nữa không bà chủ? À, bây giờ như thế này, chúng ta phải phòng những cái trường hợp bất trắc xảy ra. Dạ. Ví dụ như là máy bay gặp sự cố. Dạ đúng rồi. Máy bay đang bay vô dùng có khí hậu xấu. Dạ đúng rồi. Xấu. Hướng dẫn cho khách đi bà chủ. Bây giờ bay trên quên quá rồi. Đúng rồi, trên quên quá. Lắc lư quá. Ngồi đi. Quý khách vẫn phải ngồi với tình trạng. Leo đang xích. Cái đó lỗ tai quá. Ra máu lỗ tai rồi. Bây giờ phải cắt cái lỗ tai hay sao? Đúng rồi, phải cắt cái lỗ tai. Sao bây giờ đau lỗ tai quá bây giờ? Cái chuyến bay gì bị bạo lực hả? Không phải, quý khách may mắn lắm được đi chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ chúng ta giả dụ chúng ta đang, máy bay chúng ta đang rơi xuống biển. Bơi đi. Không biết bị cái gì, bị cái gì vậy? Tôi uống nước. Mày làm cái bà kia đi máy bay bình thường không có gì hết trơn. Mày bắt bà thổi mà bà ối đầy trong máy bay hết trơn. Ai mượn giặt áo cho người xem lưng. Tôi không có giặt áo xem lưng gì trơn á. Có giặt tôi giặt xem bụng thôi. Sắp tới chưa? Tôi không muốn ở đây cái giờ phút chị nào nữa. Chị bảo bình tĩnh. Bình tĩnh sợ đi. Sợ quá. Nãy giờ chỉ là một cái sự hiểu lầm thôi. Bình thường không có gì hết trơn á. Nghe nha. Gì? Gì không? Sao không? Ông Quang khen tôi hả? Chuyện gì nữa vậy? Ông chủ. Bà làm cái trò gì vậy? Bà làm cũng giống ai đâu rồi. Bực mình quá. Bây giờ tôi ra đây tôi giải quyết chuyện này. Ai chẳng lo lái với bà. Con Linh. Chủ tính đi. Linh à. Dạ cha yêu gọi con. Chuyện buồn lái ra đây con. Tôi có tôi đừng có theo dõi này. Có trong. Dạ con chào cha yêu. Đây là buồn lái của mình cầm. Ủa? Mà ở đây vui lắm hay sao mà cha ra đây á, cha không có thèm vô lái máy bay luôn, để cho con lái mình con vậy, mặc dù con chưa có bằng lái gì hết á. Con à, bữa nay á, hãng của mình tiếp đãi một cái người siêu mẫu rất nổi tiếng. Này. Trời ơi. Dạ, thân tưởng má con. Em đứng dậy một chút xíu được không? Trời dạ, ơi, đây là cái khách ghế của con mà. Con đứng nói chuyện được rồi. Ba ơi, tại vì con gặp thần tượng con mừng quá, con phải ngồi xuống vậy. Trời ơi, mình nhà mình chụp đó mình tự sướng ấy đi nè. Trời ơi, bữa nay gặp được siêu mẫu mà chụp hình cho con. Thôi khỏi đi ba, selfie đi cho nó. Đó, mình chụp vô chụp tấm hình tự sướng luôn đi chứ. Siêu mẫu người ta cao 1m9 lận. Siêu mẫu gì có 1m1 vậy? Không biết, mọi người mỗi nghề, cái này người mẫu thiếu nhi. Ê, đây chị nói gì là chị xúc phạm nghề nghiệp tôi nha. Đó có, tôi đâu có xúc phạm tới chị đâu, đúng không? Đó. Nhưng mà chị nói là chị phải để cho người ta nói, chị nói tôi làm sao? Người mẫu 1m9 là cái chuyện bình thường, người mẫu mà 1m1 như tôi mới lạ. Tại vì người ta là siêu mẫu gì đó, còn tôi siêu mẫu đồ bộ, được chưa? Đúng không? Siêu mẫu đồ bộ không? Còn tôi siêu mẫu đồ bộ là 1m1 là mặt đẹp rồi, nè, đúng không? Siêu mẫu đó mà siêu mẫu đồ bộ à? Giờ catwalk cho coi coi. Vậy? Catwalk rồi. Diễn rồi nè, bây giờ diễn mà qua tôi ha, nếu mà qua tôi bỏ máy bay tôi đi xuống luôn. Còn nếu mà diễn mà không có qua tôi là bỏ máy bay đi xuống. Trời ơi. Nha. Tôi chắc ba bước trước luôn, chắc đi trước ba bước luôn. Làm đi. Tôi chắc đi trước ba bước. Cố lên mọi người ơi.
Tôi không có nói cái chuyện bình thường với bà nữa. Tôi đem mấy cái hàng chợ ra tôi nói với bà. Sao? Bây giờ người ta siêu mẫu, người ta cũng là con người. Đúng. Người ta buồn ngủ thì người ta ngủ kiểu nào kệ người ta. Đúng. Mắc chứng ôn gì đi chụp hình người ta làm chi. Đúng. À, người ta cũng phải ăn. Ăn mà ngồi mà nhỏ nhẹ như vậy thì chừng nào mới có thời gian làm việc. Đúng. Tôi không cần biết, đã nói là thực tượng của tất cả mọi người, thần tượng của giới trẻ. Thần tượng là chừng nào người ta bước lên cái sàn diễn của người ta thì người ta sẽ làm đẹp. Đúng. Còn cái sinh hoạt bình thường, người ta cũng là con người chứ không phải người ta là cô hồn. Thôi xuống máy bay đi. Khoan, bé lấy cái bóp cho chị. Ừ. Ủa đi đâu vậy? Đi đâu? Xuống máy bay chứ đi đâu. Bà hỏi bà ngừng lại nãy giờ rồi má. Chưa kịp phỏng vấn thần tượng của con gì hết á. Đó, mẹ làm cho thần tượng con xuống máy bay luôn. Ai biết tự nhiên con lăng quăng nó vô dán xuống chưa biết đâu. Hết giờ bay. Ông chủ, bây giờ sao ông chủ? Hết giờ phục vụ, đóng cửa. Khoan, lại đánh xuống hả? Hả? À, vô dùng không trong lần nữa rồi. Tự nhiên các mày múa vậy? Mày vô dùng không trọng lực cho mày làm tao mướn vậy? Đi chị, bấm cho đứng lại đi. Bấm cho đứng lại. Chị. Hả? Nãy giờ chửi chị quá trời. Chị là gì của anh vợ? Vợ. Vợ hả? Già quá rồi. Lấy em đi, em xin lấy mấy bà. Hả? Trời ơi. Mà chú. Trời ơi, tôi đóng cửa tôi không phục vụ rồi mà ai mở cửa cho nó lên? Giờ nó giết chồng tôi. Thì nãy giờ xin chào. Ủa trời, cái này nữa hả? Vậy nè, ai đây em biết nữa hả? Bởi vì kêu em vô quán này ăn rồi cái đè em ra bắt em bận đồ rồi.
Em nghĩ chắc em làm Alibaba quá. Alibaba. Giờ mở cửa chắc 40 tên cướp đứng đầu. Trong đây nè, có 4 tên thôi nè. Có 4 tên thôi là muốn trào máu rồi nha. Đừng nói 40 tên. 4 tên đại diện cho 40 tên đó. À đó. Nhưng mà đây là hội quán Tiếu Lâm. Trong đây giống như là một cái quán ăn. Nhiều món ăn ngon, nhiều món ăn hấp dẫn lắm. Chà, nhìn cái tướng vậy chắc là ăn cũng tốt lắm đây đúng không? Dạ, em khoái ăn lắm. Nhưng mà chả biết bạn có phải là Alibaba thiệt hay không nữa. Nhưng mà thôi bây giờ mình cứ vào trong đó đi. Rồi mình sẽ biết bạn là ai nha. Vào rồi biết ha. Vào rồi biết. Nào xin mời, hội quán Tiếu Lâm mở cửa ra nào. Tạm biệt. Mừng quý khách đến với một xứ sở thần tiên, một xứ sở không thể nào tưởng tượng nổi. Xí xí, ông là ông thần nùi vẽ hay gì vậy? Không biết ta đâu, từ từ sẽ biết. Đến với xứ sở thần tiên này, bạn phải có một vũ điệu chào mừng. Hãy nhảy cùng tôi nhé. Ờ. Vô. Vô. Hey. Gì vậy? Đi nhảy này. Đi nhảy gì? Đi nhảy này nhìn quen lắm. Ai ai quen? Aladdin phải không? Sao biết tôi vậy? Không nhận ra tôi, không biết tôi hả? Ông ai? Biết đèn là gì không? Cái này không biết kêu bằng cái gì luôn á. Cái đèn thần đó. Cái đèn thần hả? Biết tôi là ai không? Ông là ông cầm đèn thần. Đúng rồi. Số tôi nó vậy á. Là sao? Lẽ ra là cứ ôm cái đèn này đứng nhìn vậy đó, hết dầu cái châm vô, hết dầu cái châm vô, đứng cầm cái đèn về hoài luôn, số nó vậy. Dạ. Ê bữa nay cứu thoát được số rộng này giùm không? Dạ tôi kêu làm gì ông? Bây giờ chà chà cái đèn cho ông thần xuất hiện lại, để tôi giao cái đèn lại cho cậu chứ. Bây giờ tôi cầm cái đèn về hoài, tôi đứng tôi cầm hoài tội nghiệp tôi chứ. Bây giờ tôi chà hả? Đúng rồi, chà đọc thần chú đi chứ. Tôi đâu có biết thần chú đâu đọc. Đinh mấy năm trước trà là ra thần đèn mà. Trời ơi lâu quá nó đổi bát rồi ba ơi. Gắng gắng nhớ giùm tôi trà cái đèn đọc thần chú giùm cái đi. Mà giờ tôi không nhớ cái cao nó là cái gì nữa nè. Cao bát quật gì cứ trà nhớ trong đầu nhớ cái gì đọc thần chú nhảy múa nhảy vũ gì đó. Trời ơi tội nghiệp tôi quá mà. Tôi không biết. Lại không xuất hiện là không phải rồi đó. Chứ giờ nói cái gì mới ra. À tôi nhớ câu thần chú rồi. Câu gì? Tờ hần chờ ú. Tờ hần chờ ú. Đọc nhanh 3 lần. Tờ hần chủ. Đúng rồi. Không. Có tí cười. Thần đèn xuất hiện rồi. Tôi thắng rồi. Thần đèn. Ơi ơi, tao mừng quá. Lâu quá rồi mới lao qua đây được. Trời ơi, ông mừng quá. Ai thật cô, tao đang có đàn thần. Đây đây. Ai? Aladdin. Aladdin đi à? Dạ. Không phải không? Dạ đúng rồi. Nhớ cách đây mấy chục năm ngươi ốm lắm mà. Dạ. Sao bây giờ ngươi mập như vậy? Tại con mau lớn. Chừng nào đẻ? Hả? Dạ chừng nào ông đẻ con đẻ. Thôi thôi. Lần trước á, ta cho ngươi ba điều ước. Bây giờ ta muốn lấy lại. Gì sao kỳ vậy? Cho lại. Ngươi phải cho ta lại ba điều ước. Nếu không ta sẽ đi theo ta ám ngươi hoài. Không ngày nào ngươi ăn ngon ngủ ngon. Biết chưa? Ba điều ước xin lại con đâu phải thần đâu con cho. Cứ xin đi, cái chà chà đó là nó sẽ có hiệu nghiệm liền. Ai xin? Ta. Dạ, ông xin và ông kêu ông cứ xin đi. Ta đúng xin. Rồi, đúng ta rồi. Ta xin con điều ước. Dạ, ông xin con cái gì? À, để coi coi. Ta là thần, mà bây giờ ta xin thì ta phải suy nghĩ. À. Dạ. Ta muốn thấy một cái điệu múa móc mỡ. Múa móc mỡ ông hả? Không, ngươi móc mỡ. Ngươi múa móc mỡ cho ta coi. Múa mỡ thôi chứ móc mỡ thì ghê. Múa mỡ thôi chứ múc móc rồi mỡ ghê. Thôi được rồi. Ông cũng có mỡ mà sao ông đối xử với người có mỡ kì. Múa mỡ cho ta con cũng được rồi. Múa mỡ đi. Múa mỡ à. Múa cho đẹp nha. Không đẹp là người sẽ chết cho ta đó. Trời ơi. Rồi chưa? Đó. Hay. Ừ được rồi. Được chưa? Bây giờ con được ước thứ hai. Ước gì vậy? Để coi cái điều ước này ta muốn dành cho con gái cưng của ta. Vậy? Để ta kêu con gái ta ra. Không có con gái nữa. Có hả? Con gái cưng của ta đâu? Mau xuất hiện. Woo! Woo!
đây chính là chàng Aladdin. Ôi xin chào một anh chàng dễ thương, mấp míp mỏng mỉm và rất là béo phì một chút. Tại vì Aladdin của em ngày xưa bay trên thảm không có thể nào mà mập như vậy được. Thì bay trên cái thảm mà mập vậy nó mới thê thảm đó. Được rồi, sao cũng được. Nhưng mà em rất là cảm kích vì anh đã chịu khó chui vô hang này để mà gặp em. Bây giờ em rất là mừng. Cha ơi, cha nhớ là cha cho con ba điều ước không? Bây giờ con thực hiện một điều ước liền nha. Được. Con có một điều ước. Ông ước hết điều rồi. Cha ước một điều rồi, bây giờ con một điều thứ hai. Có hai hả? Ôi vậy đó hả cha? Một điều thôi con. Anh có thể múa rắn cho em được không? Và em sẽ trổ tài thổi sáo. Rắn hả? Lấy dụng đạo cụ cho ta. Rồi rồi. À Linh, giờ tôi múa làm con rắn hả? Bữa nay là con chúa thổi cho con rắn múa nha. Làm sao mà con rắn nó từ lúc nằm á nha mà em thổi á nó gà phải con rắn nó ngồi nằm hay nó bò cũng giống nhau mà. Thì bữa nay nói nè, nói chung là con rắn nó cuộn tròn lại đó trước khi nó bò, hiểu chưa? Sao con cuộn được chứ? Trời ơi chú, à cuộn cái cuộn ơi sao nó tròn không được. Dạ ơi, cái này là con rắn hay là con chân kẹt cái bụng rồi. Cái đầu cái khó mà vậy. Rồi nè. Trời ơi. Đừng có vũ điệu gì vậy trời. Hay quá vậy. 1, 2, 3 ta thổi nha. Thổi lên. Con rắn đang bơi luôn kìa. Bắt đầu. Bò đi. Cho con rắn nhảy hip hop đi. Trời ơi. Ôi cha, con đã thấy vui rồi. Tính ra là chàng trai Aladdin này cũng làm cho con được vui. Vui không? Quá. Cảm ơn chàng. Anh già Aladdin nè, ra là giúp tôi hai ước rồi, tôi cảm ơn em. Có đồ ăn bồi bổ cho anh, đợi chút xíu nha. Anh được ăn đây. Có được ăn. Đây. Được ăn. Món ăn quen thuộc của xứ sở mình. Cái này ăn cái gì vậy? Trời ơi, cái món ăn này là mấy con rắn khoái lắm. Con làm sao? Tao là giới thiệu. Cái này là một món trứng. Trứng kiến không? Đó là trứng, mấy trứng này ốp la hết rồi đó. Chết đây. Không, chết không? Không, chết. Mấy món này mấy con rắn nó khoái lắm. Có thể ngủ lâu thôi. Được, ngon mà. Chưa ăn chứ phải chưa liếm. Nhấp môi mà. Rồi, quất đi. Ăn rồi, ăn rồi, chưa phải uống rượu, nhấp môi. Nó muối thơm quá. Đúng rồi, ngon lắm. Thấy ghê quá. Ngon mà. Rồi, cảm ơn đã giúp hai điều ước nha. Đây, đây, sao nữa? Mời phu nhân, mời phu nhân ra. Ê, khoan, tí, tắt nhạc. Ai móc ông ra vậy? Đây, người đã móc ông ra. Aladdin. Oh, Aladdin. Rảnh ha. Người ta ở trong đây thì để cho người ta ở trong đây đi. Móc ổng ra chi vậy hả? Ừ. Dạ con rảnh mà, con rảnh con mới vô động chứ con không rảnh con đi chơi rồi. Con dạ. Có xin ba điều ước. À, người ta đã về xin được hai điều rồi. Còn một điều cuối cùng tôi muốn dành cho nàng. Đúng rồi, đúng rồi. Trời, Aladdin, tôi á, từ hồi nào tới giờ á, tôi ở trong cái hang này nè. Mà hả, trong hang nó không hề có một cái gương nào hết để cho tôi soi mặt hết. Nên tôi không thể nào hình dung ra được nhan sắc của tôi nó đẹp tới cỡ nào. Ai cũng nói tôi đẹp hết mà tôi không có tin. Bây giờ á, Aladdin làm ơn á cho tôi một cái gương để mà tôi tin tôi đẹp đi. Con thấy bà không tin là đúng rồi đó. Sao vậy? Đúng rồi đó. Ở đây ai còn đẹp qua tôi nữa. Trời ơi. Má con á hả? Trời ơi. Má con mà chặt cái ớt à? Trời ơi. Nó là con của chồng tôi chứ không phải con tôi. Cái gì vậy? Con ghẻ hả? Khổ quá, ta đi có gắn có bao thời gian đâu mà hai má con là muốn thuẫn vậy. Dạy con lại đi. Trời, từ từ từ. Như cái gương. Lấy gương ra đi để tôi soi coi ai đẹp hơn ai. Cái gương. Nè, nè bây giờ chỉ cho. Nè, bây giờ nè. Hả? Đứng đây. Bây giờ đây là cái gương ha. Đây là cái gương. Tôi là cái gương đó hả? Đúng. Aladdin là cái hình ảnh phản chiếu của tôi. À. Đó. Thì bây giờ tôi soi gương nè. À. Đó. Đẹp lắm. Trời ơi.
để nhạc cho gương nhảy luôn kìa. Trời ơi. Làm được hết trơn á, bực bội. Tôi phiền ta. Là đúng rồi. Ông cho đó, ông chưa thấy Phương bao giờ luôn hả? Ông nhìn vô là thấy ông luôn rồi đó. Ông Vũ sao vậy? Không có sao hả? Hồi đó giờ cũng chưa thấy gương sao cho con sâu chút xíu ông chủ. Gương ơi. Ê. Ê. Chạy chết rồi. Sao hại bạn? Trời ơi. Hay quá vậy ta. Hay quá vậy ta. Trời ơi cái gương. Trời cái gương. Sao mập quá vậy? Sao mập quá vậy? Không giỡn nha. Giỡn nha. Thôi nghỉ nghỉ. Ông chủ như đây đủ rồi. Đây đủ rồi. Đủ rồi. Ôi. Bây giờ mấy cái gương bị lỗi rồi. Sao vậy? Cái gương bị lỗi rồi. Sao mình tới 4 người mà nó có 1 người vậy? Ờ kỳ quá. Cái gương bị lỗi rồi. Đập cái gương đi. Cái gương này bị hư rồi. Ây da. Cái gương này bị hư rồi. Trời ơi, giờ đập tôi dưới này. Ây da. Trời ơi. Trời ơi. Ngài là ai? Ta chính là thần đèn. Cái gì? Cái gì? Ông nói cái gì? Ở đây chỉ có một thần đèn thôi. À là đi. Dạ. Trời đó. Dạ. Đúng là ở đây chỉ có một thần đèn. Ờ. Nhưng thần đèn đó chính là ta. Dù lý. Chuyện gì mới là có lý? Bây giờ tôi với ông thử thách. Nếu ông là thần đèn thiệt, tôi sẽ ở lại đây làm công không cho ông suốt đời. Được. Nếu ông là thần đèn giả, tôi sẽ đưa cậu Aladdin này ra khỏi động này. Được. Mời ông. Hay quá. Wow. Thần đèn à. Bước đầu là... Lấy cái chân này lên coi. Bây giờ con vợ làm thế được không? Rồi chống lên đi luôn. Chết. Thử thách này có lẽ đối với ông nó hơi khó. Ừ. Hồi nãy ông đã bảo cậu ấy cuộn tròn. Bây giờ ông cuộn tròn với tôi được không? Hay quá. Cuộn đi. Đâu rồi? Cuộn đi. Cuộn đi mày. Tào lao. Thằng đèn người ta làm cái gì cũng được. Thằng đèn này là thằng đèn giỏi. Dạ. Thằng Phi, thằng tầm 7, tầm 3 cũng nhận là thằng đèn. Ta nói cho biết, muốn biết thật hay giả nên mua hàng chính hãng. Mà hàng chính hãng ở đâu? Đây nè. Hàng chính hãng nè. Wow. Aladdin, dạ. Đi thôi. Đi, mời ông. Ê. Dạ. Mình là thần mà. Mình dạ. Bay, chứ bay. Ông coi ông mới sợ. Bay luôn à? Tụi tôi bay, tụi tôi biến ông mới sợ. Hồ biến. Trời ơi. Hết giờ hôn vũ. Dính đau quá.
anh cô đang say xoay nơi đây trái đèn nồng say. Tìm quên trong những góc tối những điệu nhạc buồn quay. Chợt thấy ánh mắt ai kia có hướng về anh giữa bao người. Vậy chẳng đôi môi đang run run lên muốn gọi tên. Lại gần bên anh nhé, đừng lại nụ như thế. Nụ cười em làm anh muốn bay lên như vì sao. Chẳng phải suy nghĩ, chẳng cần phải lo lắng. Hãy để anh mang em đến nơi nào. Cầm một vòng tay anh trong đêm nay thôi. Chỉ vì mình tới anh sẽ quên hết bao nhiêu những sầu lo. Cần một người về anh những lúc cảm thấy yêu đuối. Chỉ về mãi tới thiên sơ quên hết bao nhiêu những buồn đau. Đêm nay ta vui không cần biết ngày mai. Cho dù có những điều vẫn chưa hiểu về nhau. Check it out. Hãy đến bên anh và hôn anh nào. Kiss me, 1, 2, 3. Can you see? Check it, baby. Bơi bay là chỉ nhắm từ mây. Bước chân anh ấy càng vội vã. Hãy nắm lên đôi tay này. Hãy cứ hôn lên đôi môi này. Kiss me, hold me. Hold me please. Cần một vòng tay ôm anh trong đêm nay thôi. Chỉ vì mình tới anh sẽ quên hết bao nhiêu những sầu lo. Cần một người bên anh những lúc cảm thấy yêu đuối. Chỉ để mà tới vui sướng quên hết bao nhiêu những buồn đau. Cần một vòng tay ôm anh trong đêm nay thôi. Chỉ vì mình tới anh sẽ quên hết bao nhiêu những sầu lo. Cần một người bên anh những lúc cảm thấy yêu đuối. Chỉ để mà tới vui sướng quên hết bao nhiêu. Khi mà Thiện nhìn ở đây thì Thiện không biết ai là chủ quán á. Dạ nghe nói đồ Tây á, cái cho em vô đây em cũng không biết vô quán như thế nào nữa. Thích ăn món gì nè? Dạ món Tây, món Tàu, món Nhật, món Hàn Quốc, món Việt Nam. Dạ em thích ăn món Việt Nam nhất. À món Việt Nam, chính vì thế ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời bạn đến với quán ăn với món Tây. Dạ bây giờ là buổi chiều tối rồi đúng dạ, chưa? Dạ đúng ạ. Buổi chiều tối thì mệt mỏi nhiều ha, cả một ngày làm việc mà thành ra những thành viên này đôi khi cảm thấy rất là bức xúc, cảm thấy rất là dễ nổi nóng. Cẩn thận. Dạ. Vì thế tôi sẽ dành tặng cho bạn một lá bùa. Dạ. Xem như là một cái độc chiêu, bạn hãy sử dụng nó khi nào mà thấy có dấu hiệu bằng hữu dạ, thì lúc đó hãy sử dụng lá bùa của tôi trao cho bạn nhé. Dạ cảm ơn anh, ít ra cũng có bí kíp. Bây giờ sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Chúc rồi. Bạn ăn món Tây may mắn. Dạ cảm ơn anh. Nào hội quán Tứ Lâm mở cửa ra nào, tạm biệt. Dạ. Chào chú ạ. Chào văn thủ. Còn thấy rất là lạ phải không? Dạ lạ. Tại vì ở bên trời Âu này mà tôi là ăn mặc gì? Dạ đúng rồi. Áo bà ba. Dạ. Mang guốc dâu. Dạ. Tại vì tôi không phải là người xứ ngoài. Tôi rất là nhớ quê hương. Dạ. Nhưng mà làm như vậy để cho vợ con tôi nó vui thôi. Dạ. À chính vì tôi gọi cậu, coi cậu như bằng hữu. Dạ. Tôi rất là tin tưởng. Dạ. Nhưng tôi muốn chia sẻ với tôi một chuyện. Dạ chuyện gì khó mà? Không khó. Dạ. À cậu có thể cởi một quần dài lại không? Ngồi xuống đây. Ờ nhất thiết là phải cởi giày à? Một bên. Một bên dài. Đây. Mang cái này đi. Ơ mà khoan chút. Ờ con đã lỡ mang vậy rồi thì thôi chú mang bên kia luôn đi. Được. Hơi nhỏ mà không sao. Dạ. Để chứng tỏ chúng ta là... Dạ. Quy lâm. Dạ. Được rồi. Bây giờ đi về. À con ngồi xuống đi. Thật ra tôi có cái chuyện này muốn chia sẻ với cậu. Dạ. Mọi người ở gần gũi tôi đang tính hại tôi. Tại vì tôi biết cậu là một người tốt. Dạ đúng rồi con tốt mà. Dạ. À
hình như quán tôi có khách. Dạ. Cô chờ chút. Ê! Dạ. Bonjour. Bonjour. Nói chung là muốn ăn. Cậu à, quý khách chờ chút nha. Tại vì cái người phục vụ đó, tôi chuyển nó qua làm giường rồi. Dạ. Cho nên bây giờ trong thời gian tôi kêu nó vô, cậu có thể giúp đỡ tôi tạm thôi. Dạ. Tạm phục vụ người khách này giùm tôi. Dạ được. Được không? Dạ được. Dạ, chút xíu thôi nha. Dạ dạ dạ. Khó ha. Phục vụ. Dạ dạ dạ. Phục vụ à? Tôi khát nước. Dạ khát nước ạ. Để cho tôi ly nước. Dạ dạ. Nước. Dạ xin hỏi ngài còn dùng gì nữa không ạ? À? Bây giờ tôi nhờ cậu vào rửa cái ly này cho tôi được không? Dạ được ạ. Dấu vân tay nhiều quá. Dạ không còn một dấu vân tay luôn ạ. Cậu nhìn như vậy mà không còn một dấu vân tay à? Dạ đâu có đâu. Cái này ông bà mình có câu ngày xưa, nhưng mà mình dùng cái gì mình cũng phải nhớ tới cái câu này. Ăn trầu phải mở trầu ra, một là thuốc độc, hai là mặn vôi. Tôi không biết là cậu có quý tôi hay không. Dạ. Nhưng cậu cứ uống trước giùm tôi được không? Dạ nếu con uống thì nó không sao, không sao. Tôi không ngại, cậu đừng ngại. Dạ dạ. Uống nước là phải vậy hả? Dạ dạ, để con không, thật ra ở đây con phục vụ. Dạ không cần. Dạ, tôi tự phục vụ được. Xin lỗi cậu, tôi chưa bị liệt. Ở đây có món gì ngon? Dạ ở đây có món cơm tấm, cóc ổi mía ghim, với lại món mắm ruốc chân da ua. Cậu cho tôi ngay cái món mắm ruốc chân da ua liền tay. Dạ mắm ruốc chân da ua ạ. Dạ món mắm ruốc chân da ua ạ. Dạ cái này là công thức đặc biệt của quán con ạ. À. Cái mùi mắm ruốc của mình hơi khó chịu cho nên con đã khử mùi luôn rồi. Hay quá vậy. Dạ con khử được mùi mắm ruốc luôn. Ăn trầu với mở trầu ra. Đó nữa. Thì cái này có nửa chứ đâu phải ly đầy đâu. Tôi đưa lên là tôi biết nửa rồi đó. Dạ. Chứ mà tôi chỉ đọc cái câu ăn trầu với mở trầu ra, một là thuốc độc, hai là mặn vôi. Mời cậu. Mùa này ở Việt Nam mình đang là mùa trái cây cậu à. Dạ. Trái cây ở đây nó có ngon như trái cây ở Việt Nam không? Trái cây ở đây thì ngon. Cũng ngon lắm hả? Dạ dạ cũng... Chùm nho rất là tươi. Dạ đúng rồi, con thích ăn nho lắm. Ăn trầu phải mở trầu ra. Rồi. Ăn thử coi. Ăn thử tới là trời. Bức nó ra. Nhai nó. Nó ngon mà nó... Nó dai mùi nho. Cái trái này là cái trái gì, không phải trái nho. Đúng rồi, nó dai mùi nho. Nó dai mùi nho. Dạ. Hồi giờ tôi nghe nó thơm mùi nho chứ làm sao có dai mùi nho. Dạ con nuốt con ăn trọng luôn á. Chú cảm ơn. Dạ. Bây giờ chú tạm thời chú không thanh toán tiền. Cái tiền đó là con thanh toán, bị hồi nãy giờ con uống chứ chú không có uống. Chú. Dạ. Dạ dạ. Anh muốn cắt gì ở đây à? Cái gì? Dạ dạ đó. Anh cắt đi cắt. Dạ đây này, đây cắt đi. Cắt cây, cắt cây. Cắt cây. Dạ dạ có lá cho anh cắt luôn dạ. Cái gu tôi là gu cắt cây. Dạ có cây. Cây cây là cắt. Dạ dạ dạ. Cái này chai rượu mà. Dạ. Ở đây có cái cây gì là cắt. Mày làm cái gì vậy? Mày khùng hả? Có gì ông đang làm vườn á, ngoài vườn á đang cắt cây tự nhiên ông chủ kêu ông vô đây thì thấy gì cắt cái đó cắt. Mày kêu vô là mày phục vụ cái cắt cây. Khách của chú được không? Dạ hồi nãy con phục vụ rất là tốt, khách khen quá trời rồi. Xong khách nó về rồi. Trời ơi. Chết vậy rồi. Cuối cùng con cắt cái gì? Con tiếp tục phải làm vườn đó là ông phát tiền cho con sao nghe. Ông vừa nói gì? Ông cho tiền có. Hồi đó giờ nổi tiếng keo kiệt luôn mà tiên khơi khơi này cho tiền con hả? Thì kêu kiện thì cũng có lúc nó rộng rãi với con. Con biết rồi, con biết rồi. Sao? Ông chủ đã tốt với con vậy thì lấy gì con không tốt với ông chủ. Cảm ơn con. Con có để ý ngay cái lịch đó. À. Con biết ngày hôm nay là đám giỗ của ông chủ. Cái gì? À không.
sinh nhật của ông chủ. À, con có món quà chuẩn bị cho ông chủ. Con để ý luôn hả? Dạ. Cái kéo này bây giờ cắt cái gì đây? Cái bậy. Bỏ đi con. Bỏ đi, bỏ đi. Món quà cho ông chủ. Khổ lắm. Dạ. Hồi xưa nó phục vụ đây đó. Dạ anh có vấn đề không? Có gì? Sinh nhật ông chủ tôi. À dạ sinh nhật. Tôi có món quà tặng cho ông chủ tôi là cái bánh kem. Dạ. Mời ông chủ ăn. Ừ. Dạ, ừ. Dạ. Nhưng mà. À đúng rồi. À, tôi có quà rồi sẵn anh ở đây nữa. Anh phải có món quà tinh thần tặng cho ông chủ tôi đi. Dạ dạ hả? Ông chủ tôi hái lạ lắm. Bây giờ á anh phải vừa quýnh giỏ vừa hát cái bài Happy Birthday chú du ông chủ tôi mới vui. Ờ cái lạ đó, nó lạ đó. À đúng rồi, anh vừa đánh giỏ vừa. Dạ được, hát. Dạ được, ở nhà em nhiều giỏ nào cũng biết làm hết trơn á. Dạ. Anh giỏ vừa đánh giỏ vừa hát. Vô. Happy Birthday to you. Lên anh ơi. Happy birthday to you. Có gì vậy? Happy birthday, happy. Đánh giỏ anh à. Birthday. Happy birthday to you. Nhanh lên nè, disco nè. Happy birthday. Đánh giỏ, đánh giỏ. Đánh giỏ con. Đánh giỏ. Birthday to you. Nhanh lên. Happy birthday, happy đánh birthday. Đánh giỏ. Happy birthday. Không có được. Thằng nào không có giống. Không phải làm cho dạ 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 anh làm thử chứ em cũng không giỏi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Bỏ đi. Cái này em làm được. Thôi bây giờ thôi vậy nè, anh làm ơn đút cho ông chủ tôi muỗng rồi tôi mới đi vô được. Ờ dạ dạ. Một muỗng bánh kem tôi mới đi vô được chứ ngoài đây tôi bắt đầu tôi tìm gì tôi cắt nữa. Dạ để đút cho ông chủ miếng bánh kem. Sao bự quá vậy? Ăn đi, một miếng thôi nhấp môi cũng được. À dạ. Hay quá. Dạ em mời anh nè. Có rồi. Được rồi, được rồi. Nếu ông chủ tôi vui được rồi. Dạ. Anh để đi. Rồi rồi. Dạ. Rồi. Thôi ông vô làm cắt ra giường tiếp nha ông chủ. Cảm ơn con. Dạ. Hey, con vậy đó. Bởi vì bây giờ con người thôi. Cục cưng à. Trời ơi cục cưng, cục cưng, cục cưng trai đẹp kìa. Dạ em chào thiếu. Ồ đây là cháu. Cháu hả? Dạ. Trời ơi đẹp trai quá. Dạ. Mặt sáng sủa quá. Dạ. Thông minh quá. Ừ. Nhưng mà bây giờ có một cái câu đố nha. Bây giờ mình thử trí thông minh nha. Rồi chờ chút xíu nha. Thấy bà chị chứ bà vui lắm. Dạ nhìn thím là con cũng thấy vui rồi. Cũng thương lắm mà. Đây. Cái gì đó? Ông dẹp cái bạch cho tôi đi. À. Đây. Để vào đây coi. À. Dạ. Oh bonjour. À khách ở đâu mà quá trời nước vậy? À, dạ không, đây là câu đố để cho cái cậu này giải đố. Ồ, câu đố này cô cũng đã từng đố tôi rồi. Đúng rồi. Bây giờ tôi sẽ sửa soạn cho cậu ấy nhé. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Ừ, cậu may mắn khi gặp được chúng tôi đấy. Nói ba mẹ của cậu chuẩn bị đi tới hốt cậu về đi nha. Ủa cái gì vậy? Câu đố đã xong. Tôi đang ngoài kia chút xíu tôi vô. Ồ. Công nhận hôn vợ ta sướng thấy mẹ luôn. Câu đố là cậu làm sao xếp 6 cái ly này theo thứ tự xen kẽ. Ly có nước rồi tới ly không có nước, rồi tới ly có nước rồi tới ly không có nước. Nhưng với một điều kiện là cậu chỉ được di chuyển một ly. Dạ, thì một lần di chuyển thôi đúng không? Đúng rồi. Chỉ di chuyển một ly thôi. Ủa vậy hả? Vậy là hai ly rồi. À vậy là hai ly. Khoan từ để suy nghĩ. Hay quá. Đẹp trai và thông minh. Trời ơi, đẹp trai vừa thông minh. Không lẽ giờ đè ra hung trời. À, dạ thôi khỏi dạ cảm ơn. Ơn ạ. Dạ thôi khỏi luôn đi. Đẹp trai quá người vợ. À, con gái của tôi. Ờ
bonjour. Bonjour, sawadikap, phóng sư chong xin kiểu ông chưa khắp. Hello. Dạ con nói, thấy cổ nói gì con nói lại thôi, con cũng hiểu. How are you, daddy? Hả? Happy birthday to you. Trời ơi, con nói tiếng Việt cho nó đàng hoàng đi. Nói tiếng, được tiếng cái khó nghe quá. Sao tự nhiên ba lại la con như vậy? Trời ơi. Hôm nay là sinh nhật của ba. Con có món quà muốn chúc mừng cho ba. Trời ơi. Ba la con như vậy con buồn, con sẽ khóc. Được rồi. Thôi, nói có chút xíu thôi mà cũng khóc, lúc nào cũng nhõng nhẽo. Có người lạ đừng có làm như vậy, người ta cười. Nghe không? Ừ, em ơi, em đừng khóc. Em khóc xấu lắm. Có lây lẹ vậy? Anh đẹp trai quá. Ai cũng nói anh giống Chí Thiện. Vậy à. Vậy, thường em khóc là em khó nín lắm. Bây giờ có anh đẹp trai quá, em muốn anh làm cho em vui một chút được không? Em ơi, nếu anh làm cho em vui thì anh sẽ khóc đó. Em sẽ dỗ anh nín, anh yên tâm. Em rất là thích xiết. Hôm nay em thích cái gì? Xiết áo quần. Hôm nay là sinh nhật của daddy em. Anh phải làm một tiết mục gì đó cho daddy em vui mà em cũng vui luôn. Em có ba cái ly này. Trời, với ly nữa hả? Nhà này thích ly lắm con. Và em có ba con dao. Anh làm sao xếp ba con dao, cái cán nó phải nằm trên ba cái ly và để cái ly thứ tư lên. Nếu anh làm được em sẽ rất là vui. Rồi, cái này có coi trên TV rồi. Vậy hả? Anh làm như vậy nó có để cái ly lên được không? Không. Rồi, anh đặt thử cái ly lên xem. Quay từ. Chết rồi, hôm bữa coi TV mà không coi tới hết. Coi có nửa chừng. Anh làm như thế rồi anh đặt thử xem nó có lên được không. Sắp hết giờ rồi. Sao? Thôi anh thua. Đâu làm thôi đấy coi. Thấy chưa? Ba cái cán nó nằm trên cái ly. Và bây giờ em để cái ly lên. Ba thấy con gái của ba có thông minh không? Quá dội, quá dội. Con chúc mừng sinh nhật ba. Con mời ba uống ly rượu này. Ngại quá. Không có ly. Dạ thôi ạ. Dạ thôi, con nhìn bác uống con cũng vui rồi. Cảm ơn con ha. Dạ. Bác xin phép nha. Dạ, bác uống hết luôn. Dạ. Happy birthday, daddy. Cảm ơn anh đẹp trai đã đến chung vui sinh nhật của daddy em. Cảm ơn em. Em ở đây nữa, về nhà anh nói tiếng này mẹ anh đánh anh chết. Em thấy nói tiếng này cũng dễ thương mà. Nó mệt. Trời ơi, như vậy là cứ đầu đồng chồng ta chết bằng bánh kem. Bạch lăn bánh kem vô, ông vẫn bình thường, ông nhảy ông nhoi mà uống ly rượu vô. Đúng rồi, uống ly rượu vô. Con không có. Như vậy là chị cũng là rồi. Giờ là gặp ông chủ gì chứ. Đúng rồi. Ngôi nhà này vừa xảy ra án mạng đúng không? Đúng rồi thưa ngài. Ngài ơi, chồng của tôi bị đầu độc ngài ơi. Cha của tôi bị người ta đầu độc. Ông chủ của tôi bị người ta đập đầu. Tôi sẽ tìm ra hung thủ. Ở trong ngôi nhà này có bao nhiêu người? Dạ 1, 2, 3. Dạ 4 người ạ. 4 người. Tính luôn người chết là 4. Người chết là 4 ạ. Còn người đó người ngoài. Dạ con người ngoài trong người này. Nhưng mà hiện tại cậu đang đứng trong ngôi nhà này. Dạ vì con đi ra khỏi ngôi nhà này. Đến lại đó.
Ở đây vẫn là còn trong khuôn viên của nhà. Cổng nó đóng rồi, có đi cũng không được đâu. Vậy là anh giết xong anh bỏ chạy đúng không? Dạ không, em sao chạy kìa. Máu là red. Hả? Màu đỏ. Đúng rồi, hồi nãy ông có chỉ vô cái miệng ông. Máu là gì? Tiếng Anh gọi là blood. Blood gồm có 5 chữ B L O O D. Ý là bà làm ổng ốm đài. À, mẹ này cho mà. Trời ơi, cái gì vậy trời? Trời quang quá. Bậy rồi. Không phải. Người ta là xì lắp hôm mà từ từ để người ta nghiên cứu. Chính là hung thủ. Trời ơi. Ôi bê bê. Mà sao kỳ vậy, tự nhiên bê. Chữ giờ mà. Chữ giờ. Đánh máy mày đánh trên máy điện thoại mày đánh 2 lần chữ V là nó thành chữ đờ. Trời ơi, sự lúc hôn mà. Đúng rồi đó. Đúng rồi, là do tôi đó. Tại ông chủ nè hứa cho cưới cô chủ cho tôi mà ông cùng ông cưới cô chủ tôi rồi cưới với ông này. Tôi giận quá, tôi biết ông chủ dị ứng cái đầu họng, tôi làm bánh kem cho ông ăn đi. Ông dị ứng, ông đổi mè đai thôi mà sao ông chết dữ vậy? Cậu là hung thủ. Đúng rồi. Đúng rồi. Vậy? Không có ai là hung thủ hết. Ông chủ vậy rồi. Ông chủ vậy rồi. Mình ơi, nãy giờ mình nằm đây ngủ hả? Nãy giờ mình ngủ. Ông chủ nãy giờ nằm tôi đây có ngủ. Tôi có làm cái gì đâu, tôi có không có bị gì hết. Thật ra đó. Ra rồi vô trí. Dạ dạ, thấy đông đông vui vui là con vô à. Thật ông ra ông chủ tại ông giận quá rồi, tính cho ông chủ nổi mày đai cục vừa chơi vậy thôi à, chứ không có gì hết. Mày tốt quá ha, nổi mày đai cục cho nó ngứa chơi ha. Tôi thử nhà này, tôi muốn mọi người có một cái bài học là ở trong nhà mình sống phải yêu thương nhau, không có được nghi ngờ lẫn nhau, hiểu chưa? Đúng, nói nhầm là rất là đúng. Còn tôi nói cho cậu biết, tình yêu phải đến từ trái tim. Ông chủ không gả cô chủ cho cậu là tại vì cậu sống mà cậu chỉ biết nghĩ tới mình, không biết nghĩ tới người khác. Bây giờ cậu cứ làm mọi việc tốt đẹp đi, ông chủ sẽ gả cô ấy cho cậu. Dạ. Chứ đâu có gả cho cậu này. Đúng rồi, đâu gả cậu này sao được? Sao được? Cậu này là của tôi bỏ. Trời ơi. Trời ơi. Vô xin lỗi ông chủ, tại con hiểu lầm vậy thôi. Mai mốt con sẽ làm điện tốt, con mai mốt con làm bánh kem không có pha đậu phộng nữa cho ông chủ ăn khỏi dị ứng nữa. Thôi được rồi, biết cả nhà lo cho tôi là tôi vui lắm rồi. Cậu nữa là đây. Rồi thôi nó nghe nè, đóng cửa dọn dẹp đi, mệt quá rồi, nguyên ngày hôm nay tôi gặp toàn lại gì đâu không à. Rồi đóng cửa. Rồi đóng cửa, hết giờ hút dầu. Chiến thuật là đang nghĩ ra. Đó. Bây giờ vô cái quán này đi, bây giờ là quán Tây. Chào các bạn. Đói bụng. Chào đói các bụng. Bạn. Trời ơi. Gặp nữa. Hello. Hả? Người phụ nữ nào đây? Không. Tôi là đàn ông. Không. À. Aladdin vậy đó phải không? Đó. À. Aladdin. Ờ sao giờ tự nhiên thành vậy? Xóa tóc đà là nó vậy á. Bị điên à, bây giờ thành Aladdin rồi. À. Rồi. Thôi bây giờ như vậy, chúng ta sẽ có một cơ hội để chúng ta trút giận. Dạ. Chúng ta trả đũa. Ba người chúng ta sẽ quay ngược lại với hội quán Tiểu Lâm này. Chúng ta sẽ đưa ra những thử thách ngược, hành hạ ngược lại cái gia đình ông bà chủ quán này. Đồng ý không? Đồng ý. Okay. Cô lên. Cô lên. Chúng ta bắt đầu. Chúng ta sẽ chiến thắng. Ở đây. Chuẩn bị vào trong hội quán Tiểu Lâm để mà thử thách ngược lại gia đình ông bà chủ quán. Chuẩn bị. Cửa mở ra nào. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn anh.
Hôm nay muốn ăn gì? Đừng nghe nói ra đi. Hồi quá thiếu lắm xin mời. Chào mừng quý khách đến đây. Chào mừng quý khách trở lại. Chính ra hay cho khách ngồi chứ. À, mời khách ngồi. À, tiếc quá chỉ có hai cái ghế thôi. Ủa sao có hai cái ghế vậy? Ở đây sao? Đây sao? Ghế nào không để? Một người làm cái ghế cho tôi ngồi chứ. Đúng rồi, tôi cũng nghĩ vậy. Ông Cam. Bạn xuống đây, tôi muốn ngồi chỗ này. Xuống đây tôi ngồi, yên tâm, tôi nhẹ lắm. Tôi có 90 kg thôi. Nằm xuống đi. Trời ơi. Mà cái tính tôi thích nằm ghế sofa bành. Trời ơi. Cái thế tôi phải như vậy. Trời ơi. Chết tôi rồi. Ráng đi con. Mà tôi thích ghế massage cơ. Ghế gì thôi, ghế sập rồi. Tôi không còn. Rồi thôi, được rồi, được rồi. Không sao đâu, bạn vui hay giỡn gì mà. Tôi nghe nói là cái quán này là phục vụ rất là tận tình. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà chưa thấy chưa tin, đúng không? Trước khi vô đây mình nghe nói là hội quán Tú Lâm á là mọi người đoàn kết lắm. Đúng đoàn kết. Chứ tôi thương nhau lắm. Dạ. Đúng rồi. Đoàn kết hại người lắm. Đâu có, chúng tôi chỉ là hiếu khách thôi. Không có hại ai đâu. Tôi muốn mời các bạn ăn một món ăn. Rồi, đồ ăn. Có được ăn nữa hả? Lấy ra đây cho tôi. Lâu quá, mình mời ta ăn không nên mình được người ta mời. Tôi mời. Ngon lắm. Có chưa bạn ơi? Đơn giản lắm. Chỉ mời mọi người ăn bánh thôi. Ô trời. No. No. Phải có sốt. Sốt gì ạ? Sốt cà. Xin lỗi, tôi lấy lộn tương ớt rồi. Trời ơi. Nó là hương do ổng ăn trước đi. Cái bà cười buồn quá. Người ta kêu là cười gượng đó. Bạn nó cái gì thời gian hả sao nè. Ăn đi. Trời ơi. Ngon quá. Vâng, tới bạn nam này mình phải thêm sốt. Yên tâm cho bạn ấy ăn đi. Mình chơi có một số thôi mà. Không có dịp trả thù mình đâu. Chơi đi. Ta ăn bánh kẹo. Trong nhà hàng sang trọng sao chết mà lỡ tay. Nó hưng phấn lên quá không thể nào kiểm soát được. Sao con không chắc chắn? Tôi không chắc chắn. Ở đây là nước ngoài, phải bảo vệ người tiêu dùng. Bây giờ thôi bạn ơi, bạn bớt nóng đi. Bạn phải ăn thêm một lần nữa tôi mới hay lắm thôi bạn ơi. Tôi nghĩ là các bạn ấy đã no rồi. Bây giờ ăn no rồi phải làm việc. Đúng rồi. Tôi rất thích là bơi lội. Ước mơ của tôi là bơi lội để tăng chiều cao. Bây giờ nó xẹp rồi. Nhưng mà rất tiếc là xẹp quá. Bây giờ về đi ha. Tôi để về đi. Có thể nào là mời cả nhà hãy giúp cho tôi làm cái chiếc phao nó to lên để cho tôi đi bơi lội không ạ? Hỏi cho nó to lên. Bạn Áo Cam ơi. Bạn ơi. Nghe nói bạn tốt lắm, bạn làm trước đi. Thổi yên tâm đi. Tôi tới là các bạn không ở không đâu. Bạn này thổi ha. Ba người còn lại hát cho tôi nghe. Hát chèo đi. Chèo. Chèo đi. Bà thành thì chèo không? Bà thay phiên nhau thổi nha. Bắt đầu. Trời ơi. Rồi hát đi. Hát đi rồi thổi nè. Hát đi. Bèo giặt mây trôi trốn xa xôi. Ông hát dở quá, ông thổi đi. Ông chủ gán đi. Ông nằm xuống đi. Hát cái bài gì sung sung mới thổi sung đi. Chuyển qua hát rap đi. Ê, mà tôi nghe nói ông hít đất hay lắm. Vừa hít đất vừa thổi. Làm nhẹ đi. Đây. Trời luôn chú ơi. Hít đất vừa hít được đó, hay quá. Ô. Ủa, ông không có thổi.
ơi, tôi không vô. Trời ơi, lỡ cái gì rồi? Thôi làm lại từ đầu đi ha. Cái này tôi lỡ, tôi có cố tình nè. Thì có đục lỗ vậy? Tôi khổ mà đóng lên. Thôi bây giờ ông đứng lên đi. Chú à, ông chồng cái phao vào người thử coi vừa không? Chồng vào. Đáng yêu quá. Rồi bây giờ ông quay ngược lại, ông thổi tiếp đi. Thổi đi. Đó, công việc nó ngóc đầu rồi nè. Ông thổi đi. Ông thổi một hồi là ngóc đầu hết đấy. Cái mặt ông tội quá. Cái mặt ông lương tâm quá. Chảy nước mắt luôn rồi kìa. Hết giờ phục vụ. Hết giờ phục vụ. Xin thay mặt Hội Quán Thiếu Lâm cảm ơn ba bạn đã ghé vô cái quán này và đã bị chúng tôi hành hạ thì ít, mà ba bạn hành hạ chúng tôi thì quá nhiều. Mai chúng tôi ghé nữa. Cảm ơn, hẹn bạn mùa tới. Kính thưa quý vị, Hội Quán Thiếu Lâm đến đây là xin tạm khép lại. Chúng tôi xin chào tạm biệt. Đang đến với chương trình Hội Quán Thiếu Lâm. Hôm nay quý vị thấy cái gì đặc biệt không ạ? Hội quán của chúng tôi toàn là một màu đỏ rực rỡ, một màu đỏ mãnh liệt, một màu đỏ nồng cháy. Chắc chắn rằng hôm nay chương trình của chúng ta sẽ có rất nhiều tiết mục, nhiều vị thực khách vô cùng ấn tượng đây. Xin được giới thiệu đầu tiên vợ chồng chủ quán Chí Tài Ngọc Lan, con gái chủ quán Dương Cẩm Linh, người ở của chủ quán Hứa Minh Đạt. Nói thế thôi, cái thật ra anh chàng này tuy là người phục vụ bàn ở đây nhưng mà cũng xem như là một thành viên của gia đình ông bà chủ quán. Thì cả một cái tập thể này luôn luôn mang đến tiếng cười cho mọi người thông qua cái việc tiếp đón những vị thực khách đến với quán của chúng tôi. Một ngày hội quán mở cửa 3 buổi sáng, trưa, chiều, tối. Và cứ mỗi buổi sáng có người đến ăn, buổi trưa có người đến ăn, chiều tối có người tới ăn. Tổng cộng là 3 người tới trong một ngày. Ba người tới trong một ngày không biết sao mà thu đủ vốn nữa. Nhưng mà cái lời ở đây chính là tiếng cười mang đến cho tất cả quý vị khán giả. Nếu như người chơi cảm thấy bị thách thức khó quá thì người chơi có thể nhờ một nhân vật bí ẩn giải cứu. Cũng như là khán giả, nếu như xem thấy thực khách của chúng ta đây bị bức bách dữ quá thì hãy nhấn nút và lúc đó thực khách bí ẩn của chúng tôi sẽ đến tiếp cứu cho vị thực khách này. Còn bây giờ thì cả quán chúng ta với một cái màu đỏ nồng nàn rực rỡ như vậy, hãy cùng sắn tay vào bếp chuẩn bị những món ăn thật ngon để chào đón vị thực khách đầu tiên của buổi sáng.
đáng sợ hết. Đối với những cao thủ á, là mình không có phải là mình cường điệu, mình bạo lực, mình đối xử ngược lại, không có vậy. Nghĩ Văn sẽ dùng một cách thức khác, là mình cứ bình tĩnh, mình cứ vô tư. Nói chung là trong cái võ hiệp á, trong chuyện kiếm hiệp, những người nào mà cao thủ á, thường thì rất là thầm lặng, thì mình sẽ là một người thầm lặng, nhẹ nhàng, bình tĩnh. Văn thấy không, hôm nay Văn đến hội quán Thiếu Lâm thì được rất nhiều khán giả ủng hộ. Họ ủng hộ thứ nhất là bởi vì họ yêu mến Văn. Cái thứ hai là bởi vì họ muốn Văn có một cái tinh thần thật là tốt trước khi bước vào cái hội quán này. Nơi đây có những con người mà có thể là sẽ hành hạ bạn, có thể sẽ vùi dập bạn, thậm chí có thể chà đạp bạn. Thành ra thêm một tràng vỗ tay nữa, đồng viên tinh thần cho anh ấy nào. À, Văn thường là những ngày rảnh rỗi ngoài công việc đi quay phim, đi hát thì Văn thích đi đâu nè? Thường thì Vĩ Văn sẽ dành những thời gian mà rảnh sẽ gặp bạn bè, tụ tập, nấu ăn, đi xem phim và đi nghe nhạc. Có đi chơi xa không? Đi chơi xa cũng thích, nhưng mà phải đi xa thiệt xa và phải ở lâu thiệt lâu, khoảng 1-2 tháng thì Văn mới muốn đi, còn nếu đi 2-3 ngày thì ít. Thường thì với Đại Nghĩa là những cái ngày rảnh rỗi mà ví dụ như cũng được khoảng 1 tuần lễ nha, thì thích đi du lịch ở những cái miền biển, ở những cái vùng biển á, bởi vì nơi đó nắng gió nó làm cho mình cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất là nhiều. Văn cũng rất thích đi biển, nhưng mà Văn có một cái nỗi khổ là Văn không có phơi nắng được. À, tại nếu mà phơi nắng thì sẽ bị dị ứng. À, như vậy phải không? Người ta kêu là ghét của nào trời trao của nấy nha. Thành ra là hôm nay mời Văn đến với vùng biển, một cái bãi biển thật là đẹp, thật là lãng mạn. Nhưng mà yên tâm, tôi sẽ có cho bạn một cái túi, trong đây là rất nhiều những cái vật dụng cần thiết cho bạn cho cái cuộc hành trình này. Bây giờ mình phải đi biển. Đi biển chơi. Và mọi thứ nằm trong đây hết rồi. Chắc có lẽ là như vậy. Anh nghĩ chuẩn bị cho Văn hết rồi. Đầy đủ hết, yên tâm. Có kem chống nắng không? Không. Một tràng vỗ tay thật to để chào đón buổi sáng của Hứa Vĩ Văn khi đến với hội quán Thiếu Lâm. Dễ thương chưa? À, chào mày ơi ra đi. Oh, wow. Quán Thiếu Lâm xin mời. À, chào mừng quý khách đến đây. Chào anh. Trời ơi. Dạ. Đẹp trai quá đi. Ôi trời ơi, bữa nay mà mở hàng mà một người đẹp trai thì chắc là bữa nay là bán khá lắm đó. Hay lắm chủ. Dạ mời quý khách ngồi, mời quý khách ngồi. Ở đây bán mời quán vô ngồi. Hải sản hả? Ở quán em là có cháo lòng nè, cơm tấm nè, phở nè, bánh canh nè, hủ tiếu nè, vân vân và vân vân nè. Đi biển phải ăn hải sản ốc hương có không? Ốc hương đồ hả anh? Dạ, dạ mời có anh hết, ăn. Có hết. Dạ mời anh ăn bún mắm. Đi biển mà ăn bún mắm đó mới hay. Xin lỗi tại nó vừa mới bán hết á. Dạ. Còn bún mắm mà ăn đỡ đi ha. Phải bắt ăn á, ông chủ em khó lắm. Cái này không phải bún mắm, như là bún và mắm ruốc. Thì đó. Bún và mắm. Bún. Mắm. Để cái bên gọi là bún mắm. À, nhưng mà mình đi biển thì mình phải ngắm biển chứ, làm sao mà tiện vô ăn bún mình mắm. Mình vô mình ăn trước rồi mình phải ngắm biển. Ăn đi. Ăn là có sức ăn. Qua đây ngồi. Đi biển mà ăn bún mắm nó mới lạ chứ. Tại vì em thì em cũng rất thích ăn bún mắm, nhưng mà tại vì em không ăn tinh bột. Em ăn thịt không à. À vậy thôi ăn mắm không đi. Không có mập. Từ không. Rồi hút cho lẹ đi ha. Tao không có mập. Bún mắm chấm vô đàng hoàng, phải tự chấm rồi ông chủ đâu chấm là mệt lắm đó. À, tôi chấm là chấm nhiều lắm nha. Rồi đó, có rồi đó, có mùi đó đó, cho ta thấy nè đó. Ấy đừng nhăn à. Phải gấp, phải gấp rồi, phải gấp rồi, phải gấp rồi. Hai gấp, gấp cuối cùng đi. Trời ơi mày làm để rùi nó ngu quá vậy đã. Cái móng gì mà nó mặn lòi ấy. Trời ơi mắm nó mặn đâu kia bằng mắm. Chắc no ở khách no ở đâu không chắc... Thôi uống miếng coca đi. Còn đâu rồi Đạt? Dạ. Đúng còn đâu? Đây đây nước xuống ngon đây. Dạ dạ. Hai anh. Uống đi. Uống nhiều nhiều đi nha. Từ từ bình tĩnh lại. Rồi đứng dậy đi, đứng dạ. Dậy đứng dậy. Lắc 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 đi cho nó đều. À. Dạ. Đi biển thấy vui không? Vui vậy. Thôi giờ chào hai anh em đi về. Em đi về cái gì mà về? Vậy vô quán chưa được. Lắm. Về cái gì? Ở lại chơi nha. Ở biển này nè là anh đi biển là anh phải am hiểu về biển đồ.
phải biết rồi những loại cá đồ, phải am hiểu những loại cá bơi tung tăng dưới biển đồ. À, biết có con cá nào mà nó không được đẹp không? À... là cá gì vậy ông chủ? Là cá sấu. À, đúng không? À, biết cá này là cá gì không? Cá gì đâu? Đâu cá gì vậy? Cá sặc. Ăn cái bị sặc. Rồi ở biển là ở biển mà có con cá mà bị béo phì á là con cá mập. À, cái bụt ta gọi là cá ông tiên. Đó, rồi bây giờ anh biết mấy loại cá anh kể nghe chơi không? Đâu biết cái nào kể tôi nghe một hai cái cũng được. Một hai cái vui cá, biển. Cá ngoài biển có cá ngựa. Cá ngựa. Cá ngựa người ta kêu là cá gì? Con cá giống con ngựa đó. Ví dụ như con cá nó điệu. Nó điệu thì người ta kêu là cá ngựa. Ngựa. Đó, anh phải tảo lên vậy. Nói nó có dần dần như tôi. Tảo lên vậy. À, tôi đố anh cá này cá gì nè. Con cá. Là cá gì biết không? Tao còn đoán ra đó. Là con cá La Hán á. Ủa con cá La Hán là ở sông mà đâu có ở biển. Cá đấy anh làm không? Okay. La là á. Thầy Vinh. À đó rồi. Con cá. Con cá chùa kiến. Con cá chùa kiến. Hài quá cậu ơi, đi biển vui nè. Là nhìn tướng tá nhìn vậy là sang quá ha. Chủ biết. À, nhìn cái tướng này là đẹp đẹp nha. À, có một con cá nữa. Cái gì anh vừa phát hiện cái gì? Cá bóng. Cái này là giống nhất nha. Cái gì là được rồi. Cá bóng. À, đúng rồi, thấy tướng tá anh vậy chắc là anh là tiếp thị đúng không? Anh ra biển anh tiếp thị đồ hả? À, đúng rồi, nhìn tướng tá đẹp trai bảnh bao thì tiếp thị, biết tiếp thị gì ông có gì ông chủ rồi ủng hộ chưa? À, không phải tiếp thị mà dân về biết tiếp không, thị không là... phải tiếp thị mình đi trời du lịch quá trời đồ luôn nè. Đúng rồi, đi ăn là tiếp thị, đi ba lô đi du lịch một mình thôi. À không có, trời nói hip hop luôn nè ông chủ. Đâu có, này cái quần bơi, cái này cái quần bơi. Ơi, à, tiếp thị quần bơi hả? Mày bán hả? Tiếp thị không, cái này để một lát nữa đi tắm biển mà bơi mà. Không, cái này giá con nguyên chắc bán nè. Tiếp thị quá trời đồ. Ủa luôn mà tại sao anh lục đồ của người ta kỳ vậy? Đây em nhìn em phải nghiên cứu anh rồi. Bán đồ thì nó bán đồ đi nó mắc cỡ. Thôi nè, bây giờ là chú là cũng thích bơi lội lắm mà muốn mua cái quần này mà bây giờ không biết là bận vô cái nó ra làm sao. Dạ quần này em không có bán, em quần này của em mặc lắm đi bơi. Mặc đi thôi, mặc cái thử coi đẹp không. Thì lát em bơi em sẽ mặc. Vô đi, mặc vô đi. Thích tôi mua ủng hộ mấy mai. Quán gì kỳ vậy, quán gì ép người đây, mặc quần đi vậy? Anh cứ ngồi mặc bình thường cái gì đâu ép mà gì hết. Vô cái quán tôi vui lắm, vui là chính. Dạ quần này của em mặc lát em đi bơi. Đẹp liền quá nha. Trời công nhận trời cái tướng này cũng giống người mẫu nữa chứ ta. Sao ấy chẳng nên biểu diễn mấy cái catwalk đồ cho em coi luôn anh. Anh hay quá anh. Dặn nhạc lên, dặn nhạc lên, dặn nhạc lên. Thích quá trời, tướng anh hay quá. Đã. Làm luôn đi anh. Nhạc luôn lên thôi. Ê. Vô, kích quân luôn anh ơi. Yeah. Hay quá. Đi từ đây qua đi, từ đây qua. Hay luôn. Qua lòng lòng mấy cá luôn nè anh. Lòng lòng rồi, xong rồi, xong rồi. Ê. Trời ơi, mặt đẹp mà. Đẹp. Mặt đẹp mà. Ôi, được rồi, vậy được rồi. Một lát nữa đi bơi sẽ mặc. Thôi bây giờ vậy nè, đi biển ở đây nè, khu của em là bảo vệ vùng biển này nữa. Mà anh đi biển biết bơi không vậy? Biết chứ. Biết hả? Không, phải thử nghiệm liền chứ. Tôi không nghi ngờ lắm. Chú thì tuy ở ngoài biển, buôn bán lâu rồi mà bơi dở lắm. Đây con có thể chỉ đi biển á, đi biển là phải biết bơi đàng hoàng, tôi phải trắc nghiệm chứ đi lòng vòng quay không ai quan sát anh là nguy hiểm lắm. Đúng bây rồi. Giờ anh biết bơi gì vậy? Anh biết bơi kiểu gì? Bơi ốc á. Bơi ốc là bơi sao? Bơi ốc là mình cứ bám vào cái này nè. Đó, bám xung quanh vậy nè, là gọi là bơi ốc. Đó gì đó gọi là bơi ốc. Bám. Lạ quá. Đúng rồi. Bơi ốc luôn à. Đúng rồi, bơi nó vui lắm. Ủa là để anh bơi mấy loại khác đi để em biết em có gì á, em theo dõi anh chứ. Đi bơi là phải trời ơi trang bị đồ bơi quá trời luôn. Trời ơi. Có luôn hả? Ba. Anh giật luôn đi anh ơi. Trời ơi, có lặn luôn hả? Trời. Chú dịch. Anh mang cái dịch vô đi, bơi thử em coi. Trời, mê lắm. Thì ra biển bơi, sao tiếng cái trong cái quán ở đây bơi. Cũng là biển mà. Ủa sao đâu, rồi bước xuống là biển rồi kìa. Đi cắt quá, chào quá đi.
đi, đi, đi. Hay đó. Đi vô. Ba đâu? Từ đó qua đi. Tranh quân. Bơi. Diễn ra qua. Đẹp quá. Cái người đẹp làm gì cũng đẹp luôn á. Đẹp thiệt, đẹp thiệt. Bơi. Anh không cắt khuất gì vậy? Đó, giờ xong hết rồi. Giờ tặng hai anh luôn nè. Thôi, cái gì của anh mà, bảy đồ anh buôn bán, mà. Đi. Đây, từ từ. Bán nhiều rồi. Tiếp thị, anh tiếp thị nãy giờ anh tiếp thị mấy cái mặt hàng này quá trời luôn, đẹp lắm mà chú. Tiếp thị luôn. Đó hả? Ừ. Đấy, bán gì lôi 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 ra. Đây nè, trứng vịt rồi nè, đồ bơi nè. Thì ra quán này là quán bia ôm hả? Bia ôm. Bia ôm gì vậy? Cái này là ba tôi. Chú, đây là con gái chú. Ôi là vợ, con gái. Ừ. Thì là hai mẹ con sinh đôi hả? Có vậy? Vợ nhỏ. Ờ. À, chào em. Dạ, chào chị. Dạ. Ừ. À, chào em. À, chào anh. Thấy anh đem đồ bơi, đồ bán. Không, bán gì vậy đã. Nãy giờ em cứ ngắt. Yeah. Anh tiếp thị này là tiếp thị gì anh? Cái này là cái gì vậy con? Xương sa hả? À, cái này là cái đồ để đắp da mặt che nắng. Đắp sao? Đắp sao? Con thấy lạ cũng không mua khi nè. Mình phơi nắng thì mình che lại thì nó đỡ bị ánh nắng mặt trời chiếu. Ủa gì cái mặt chú cái này che sao đủ để chống tia cực tím của biển, nhưng mà chống thì con mấy xung quanh là nó cũng bị rồi. Xung quanh này nó có collagen nữa nên ra là đắp vô là đẹp lắm đó, rất là đẹp. Trời ơi, giờ em mới biết. Thôi, em không mua cái này đâu. Em mới biết cái này là dụng cụ che mắt á, che mặt cái mũi hả? Đúng rồi. Chỗ này em đeo vô nè. Trời ơi, giống sinh nhân điện quang quá. Thực ra thì mình cũng tới đây để mình tiếp thị những cái món đồ này, đâm ra là à vậy hả? À, rất là hỏi thiệt con này là cái gì đi chứ con nói là bác thấy vô lý lắm. Không, đúng này là che mặt để dưỡng da chống nắng ở ngoài bãi biển. Còn tác dụng thứ hai, còn cái sử dụng thứ hai đó là dùng cho gì? Các bạn gái để tôn lên cái vòng một. Em nghĩ là anh có thể mua cho vợ của anh. Rồi thôi được rồi, chúc môn ha. Chúc môn. Được. Rồi, nghe nè. Anh thích cái quần này đúng không? Được rồi. Bán quần này tranh luôn nè. Rồi, tôi đã lấy hết á. Em sẽ giảm giá 20%. Mời em muốn mắm rồi. Rồi bây giờ mời em cái nè. Mà tôi thấy ngại quá, tại vì mà quán mình bán hải sản mà mời em muốn mắm kỳ quá. Ủa bà có cái gì đó? Có mỡ. Trời ơi, hải sản con, hải sản. Muốn ăn hải sản không? Em không mời. À cô mực hả? Rồi cảm ơn chị. Đó, đi biển phải ăn đồ biển chứ. Ê! Gì vậy? Ngon quá. Dạ, em lấy ăn bình thường thôi đâu. Ờ, ăn nước đi. Con ăn thêm đi con, ăn thêm đi. Ê! Gì vậy? Ngon quá. Cảm ơn chị, ngon lắm. Em nãy giờ người ta ăn bình thường, không sao hết trơn. Trời ơi. Trời ơi, hai mẹ con ăn. Bà là cái đó bà đem cái gì vậy sống vậy ra. Không lẽ tôi là quỷ không, tôi ăn nãy giờ tôi không thấy gì hết trơn. Chắc ăn cũng lạ đó. Uống nước đi anh ơi. Cảm ơn em. Uống đi. Anh đây Phật mà. Em muốn đi, em muốn nè, em muốn hả? Ok anh uống giống em luôn nè. Trời em muốn có nước thiệt đàng hoàng nè. Anh cũng nước thiệt. Hay quá. Uống vô. Này lạ, uống vô phun vậy hả? Cũng có vẻ là không được tốt lắm. Ba em cũng vậy. Nói chung là có mình em là dễ thương nhất nhà. Em thích chơi những cái gì nhẹ nhàng, dễ thương, liên quan tới biển à. Không có ăn uống gì như mẹ em đâu. Bây giờ em muốn anh đi biển á, thì anh phải chơi trò này với em. Chẳng hạn như mình đi biển mình biết mấy con cá mà, phải không? Anh biết cá không? Biết. Vậy thì con cá nó bơi làm sao? Anh bơi cho em coi được không? Cá hả? Ừ. Cá thì nó bơi... Không, nó bơi làm sao? Ví dụ như... Nè, nó bơi làm sao? Anh ra anh biểu diễn cho em coi đi. Đúng rồi. Mấy cái điện này là đơn giản nhất. Tới trong gia đình em, với em làm chơi nhẹ nhàng lắm. Giờ bơi đúng không? Đúng rồi. Chuyện nhỏ thôi, mình... Bơi gì vậy? Bơi thì giờ tập bơi là bơi cá là đúng không? Bơi cá gì? Bơi cá gì? Cá gì? Mỹ Nhân Ngư.
Ôi, coi Mỹ Nhân Ngư hả? Rồi. Coi những cá đuối đây nè, cá đuối coi làm sao nè. Oh. Anh ơi, anh con tôm đi anh. Hả? Con tôm đi coi làm sao. À, con tôm hả? Ờ, vậy nè. À. Rồi, bây giờ em muốn con lương con biển. Gì nữa con? Con lương nhiều. Biển. Con lương biển. Trời, sao con muốn nhiều con bơi, vậy? Con bơi trước biển, con lương biển cho lương biển. Coi đi con. Em nghĩ là nè, con lương nó dài vậy nè. Đó. Đó. Bơi, 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 bơi. Bơi vậy đó. Cho con lương bị liệt quá con ơi. Bơi cái tay không có chân không bơi. Chết rồi. Cái này không có giống con lương lắm. Đó rồi. Đó bây giờ làm nè, sao cho giống con lương. Con làm cho bơi trên ghế được không? Con lương biển là phải bơi, nó bơi mạnh bạo lắm, nó phải cỡ rồi. Này đây nè. Nó phải cỡ này nè. Trời ơi. Nói chung là phải mua đồ ủng hộ ảnh đi, ảnh tiếp thị đồ là ông chủ phải mua cái quần nè. Rồi cô chủ là phải mua là coi thế nào phải mua chai. Tiếp thị gì kỳ anh? Anh bán mấy đồ hết đát sử dụng vậy? Đâu có, đâu chai dầu thơm. Hết hạn sử dụng rồi. Đâu có ơi. Nhưng mà nó hết hạn sử dụng rồi. Ngầm mấy. Trời ơi, tiếp thị cái gì? Hết hạn sử dụng là sao? Làm gì vậy? Trời ơi. Lừa đảo không? Nó bán mấy đồ hết hạn sử dụng vậy? Dạ. Mày làm gì mà sáng giờ tao kiếm mày quá trời vậy? Qua bên đây. Trời ơi trời. Dạ. Ông làm bạn này hả? Trời ơi, bán buôn bán. Tụi tôi là bạn với nhau. Tụi tôi cùng làm tiếp thị. Dạ có gì mà nhưng mà bán đồ hết hạn sử dụng. Bán đồ hết hạn mà định lừa đảo hả? Sao kỳ cục vậy? À xin lỗi anh. À, không sao không sao. Dạ mày hết hạn sử dụng mà em không biết. Anh chị. Trời ơi sao mày bài biển ra tùm lum ra vậy? Cái đồ này hết. Cái này mày tiếp thị rồi mày nói sao với người ta? Hả chú, hồi nãy cái này nó tiếp thị là nó nói làm cái gì? Nó nói là đắp trên mặt. À đó, bậy bạ. Cái này mà đắp trên mặt cái gì? Làm tiếp thị á, là mình phải hiểu rõ cái sản phẩm nó là cái gì. Ừ. Nói chung á, là cái này giúp cho đồi núi bà cao hơn. Vì bà ở dưới biển đâu có biết lúc nào nước biển nó dâng, hiểu không? Với lại cái này nó nổi, nó thay thế cái phao khi bà ở biển. Cái mặt rất biển. Còn cái ống đâu rồi? Mày bỏ cái ống đâu? Đây. Dạ, cái này rất cần cho ông trong lúc tuổi già. Sao vậy? Dạ, cái này coi như thay thế cái ống ông thở oxy đó. À vậy? Hay quá ha. Còn cái kiến này giúp cho cậu kia. Thay vì cậu đeo cái kiến nó nhỏ quá, nó thấy chỉ có bên lớn vậy thôi. Ờ. Cậu cầm cái này vô, nó sẽ bự hơn. À, xuống biển là có mắt kiến đeo luôn hả? Không, ở trên bờ đeo cũng được. Đó. Ở trên bờ đeo cũng được. Chỉ có một cái là họ nói mình khùng thôi. Đây, đó là tao chỉ cho mày. Dạ. Đi tiếp thị mà không biết cái gì hết trơn á trời. Em quên tại còn, vì còn về cái phần mà cái ờ đúng cái, rồi đúng rồi, bán đồ hết hạn sử dụng cho ta sử dụng người ta chép đồ hết hạn vậy chống nắng gì. À không phải, không phải. Cái đồ này á là cái đồ hết hạn. À, đúng rồi. Giao trả cho công ty. Đúng à, rồi. Cái vỏ này mới là cái vỏ của nó nè. Mà nó sẽ nó xách đi lượm. Dạ, thôi, nói chung là chỉ tới đây để tiếp thị vậy thôi. Chứ cũng mấy cô mấy chú cũng đâu có mua cái nào đâu. Đúng rồi. Không? Toàn là tới đây để nói không, tốn nước miếng không. Đúng rồi. Mà chưa được đồng nào hết. Đúng rồi. Vậy chỉ có cho là xin lỗi, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm một cái gì. Thôi. Văn lại đây nào. Hôm nay có lẽ sẽ là một cái kỳ nghỉ biển đi du lịch đáng nhớ nhất của Hứa Vi Văn. Chưa bao giờ đi du lịch mà bị người ta hành hạ đến mức độ như vậy. Ngày hôm nay thì Hứa Vi Văn đã có một cái chuyến đi du lịch biển cùng với gia đình của hội quán Tiêu Lâm. Tuy là hơi khó khăn trên chàng này nhưng mà đã mang lại rất nhiều niềm vui, mang lại tiếng cười cho tất cả mọi người. Một tràng vỗ tay thật to dành cho Hứa Vi Văn. Hứa Vi Văn kịp thời. Rồi bây giờ xin mời hai anh em đi tiếp nha cuộc hành trình của mình. Mới buổi sáng mà coi bộ gia đình mình đã bày ra nhiều trò quá, trưng ra cả một cái miền biển như vậy, bao nhiêu con cá nó giả thiệt là giả vậy đó. Giờ không biết buổi trưa mình sẽ tới cái phong cách gì đây, cái màu sắc gì đây để chào đón vị thực khách tiếp theo, tiết lộ được không? Thôi,
Bí mật bao giờ nó cũng sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Vậy thì chúng ta hãy cùng chào đón vị thực khách của buổi trưa để xem vị thực khách đó sẽ phải đối đầu với điều gì ở cái hội quán Tuy Lâm này nha. Chuẩn bị dọn dẹp đón khách buổi trưa nào. Một cái vô. Khi mà tới đây thì chưa gì thì đã thấy một cái sự gọi là hài hước và vui nhộn của tất cả mọi người mang lại. Thì hy vọng rằng chương trình hôm nay sẽ diễn ra thật là thành công và tốt đẹp. Theo như Miller tưởng tượng thì trong hội quán Tiểu Lâm sẽ có những pha hành hạ. Chắc chắn là như vậy, tại vì là những cái luôn luôn chuẩn bị sẵn một cái tinh thần là cẩn thận trước bất cứ mọi tình huống. Chào em gái. Hay khán giả ở đây sao? Khán giả ở đây hết sức là cuồng nhiệt đúng không? Anh ơi em sợ quá. Sao sợ? Mọi người ủng hộ bạn mà. Anh bước ra anh chào em gái một cái mà gương mặt anh đầy sự nguy hiểm. Chào em gái. Nghĩ sao vậy, gương mặt này mà nguy hiểm? Đây là một gương mặt thánh thiện nhất. Gương mặt nguy hiểm là đây nè đó. À, đây nè, đó. Thấy ghê không? Thấy ghê không? Gương mặt này mới nguy hiểm, còn gương mặt này là gương mặt thánh thiện. Còn bây giờ, mời Miu Lê đến với hội quán Tiểu Lâm. Mở cửa ra nào. Ghê chưa, ghê chưa. Mới mở ra một cái là thấy kinh dị liền, thấy chưa. Cố gắng nha. Cô đã tới rồi à. Hay quá, cô vô đây. Cô chờ cô lâu lắm rồi. Trời ơi, cô biết tại sao cô mặc ở đây không? Dạ chưa. Chẳng giấu gì cô, tôi có gia đình rồi, nhưng mà vợ tôi á thì bà lại không có ở nhà, con tôi thì đi du học nước ngoài, tôi buồn quá mà tôi thì sợ nổi cô đơn lắm, cho nên tôi mới làm một hợp đồng thuê cô về làm vợ tôi chỉ một ngày thôi. Sao không được, có trả tiền đàng hoàng mà, làm vợ chỉ một ngày thôi, chỉ là sinh hoạt bình thường chứ không có gì ngoài những cái sinh hoạt lo lắng chăm sóc cho một người chồng, cô không phải làm gì hết. Đừng nói đó cô nghe, vợ tôi thì tuy ngoài cái tánh bà hơi dữ chút xíu, nhưng mà bà biết lo lắng cho chồng lắm, chăm sóc cho tôi từng miếng ăn miếng uống. À quên hỏi, cô có biết nấu ăn không? Dạ biết. Tôi thích nhất là món bánh canh, cô biết nấu bánh canh sao không? Thì mình làm nhào bột xong rồi cắt bánh canh xong rồi nấu nước dùng, nấu giò heo với xương, nấu xong rồi múc ra tô, rồi bỏ hành ngò, rồi nêm trước rồi mới múc ra tô, rồi nêm hành ngò xong rồi ăn. Hay ha. Nhưng mà cái đó là những cái bánh canh người ta, người bình thường người ta nấu. Dạ. Còn ở nhà này á, đặc biệt vợ tôi làm món bánh canh rất đặc biệt. Dạ. Bây giờ bà có để lại cho tôi ăn không, mấy gì tôi với cô ăn chung nha. Dạ. Đây, có thấy không? Bánh. Đây là bánh. Đây là canh. Ăn thì nó cũng đơn giản, dễ ăn lắm, không có nấu cầu kỳ với cô. Mà phải là nhào bột rồi luộc thịt thì mất thì giờ. Đây mua cái bánh về, canh nấu sẵn ha, để trịnh tuần lễ rồi mình thăm là mình ăn. Bây giờ mình ăn miếng bánh rồi mình uống miếng canh, là người ta gọi là ăn bánh canh. Chồng là chú nha. Chồng chứ thì thuê làm vợ mới kêu chồng, đừng kêu chú. Đừng kêu chú bị bạ. Ăn nghe. Dạ, bánh nè. Ừ. Miếng canh. What? Canh thử thiệt đi. Canh này là nước canh thiệt mà, nó có thịt mỡ lên lộng bộng nè. Rồi sao ăn ngon vậy ơi, chết hả? Ôi ngon lắm trời ơi. Ăn ăn đi ha. Giờ chồng cứ cho vợ ăn nha. Ôi chết à. Ôm nè, ôm nè. Đó, ôm. Đó, thấy không? Mà mình ăn với đồ mặn nó ghê quá. Thôi bởi vậy vợ tôi lo cho tôi ăn mỗi ngày.
Đây này, bây giờ thầy chồng nói cho vợ nghe. Chồng á. Bây giờ á, vợ ngoài cái vấn đề lo lắng ha, thức ăn, thức uống, còn cái vấn đề gọi là sức khỏe cho chồng. Đó, bây giờ mệt quá. Bây giờ vợ có thể đấm bóp cho chồng được không? Dạ được, đấm bóp thì dễ mà. Đấm bóp, đấm bóp, đấm bóp. Thôi tội. Thương. Thương. Đây là vợ là phải vậy đó, phải không? Bây giờ này, tôi biết hát không? Dạ biết. Hát gì ru cho chồng ngủ coi. Dạ bài Túp Lời Lý Tưởng. Được, rồi, nhớ tôi đâu hát đó nha. Bài Lá Sông Ca được. Rồi, vô. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong màng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp quá dưới túp lều tình. Rồi mình đi kiếm nước xanh mình kết làm mảnh. Rồi mình xin có chút xinh chồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cũng qua mai nào khác khi xanh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm mình ngắm chị hả. Rồi mình đẹp quá có ai bằng ta. Rồi mình đẹp quá có ai bằng ta. Ôi vui quá. Vui quá. Hey. Chạy đi ngựa. Mày làm gì vậy? Tụi vừa làm cái trò gì vậy? Tao làm trò gì? Con Quang mới vừa cởi ngựa vô nãy cái hình ảnh ngang trái gì đây? Đâu ngang trái? Mà chủ vừa đi mà ông chủ làm cái trò gì vậy? Ai đây? Vợ tao. Có gì kỳ vậy? Bà chủ lại. Cái gì? Trời ơi, ông chủ làm mấy cái trò lén phé vậy hả? Không ổn rồi, làm sao vợ ông chủ, làm sao ông chủ bỏ vợ ông chủ hả? Cô này hơn gì vợ của ông chủ. Mày không biết gì trơn á. Vợ tao á, tuy tao rất thương bà, nhưng mà bà rất là dữ. Ngày nào bà cũng hành hạ, bắt tôi đi làm đủ thứ. Nè, nấu ăn của tao, cái gì đi chợ của tao ha. Cái gì mà đụng chút xíu là bà cằn nhằn à. Bà chủ là, ông chủ là một người xinh đẹp, giỏi giang. Biết rồi. Hát hay, múa giỏi. Ai da, đi cắn lưỡi rồi. Có nói gì sai không? Tao nghĩ mình phải chỗ lưỡi đó. Nhưng mà cô này hơn được không? Ồ. Được không? Dĩ nhiên là phải hơn tao mới cưới làm vợ chứ. Bây giờ con không tin. Bây giờ ông chủ phải bắt cái cô vợ này của ông chủ gì đó múa mà phải quánh dây da rồi kìa. Cái gì? Em kiểu cao bồi gì hả? Hồi bà chủ là chuyên gia lấy cái dây này bắt bò nè. Giờ tháo ra bắt cô này vừa nhảy vừa hát mới hơn bà chủ được chứ. Em làm đi, làm cho nó ủng hộ đi. Ủng hộ ông chủ chứ. Thằng này đó là ô xin mà làm như ông nội mình vậy đó. Giờ làm cho vừa lòng nó đi, phải chứng tỏ là mình là hơn vợ của anh nha. Đây, vừa múa, vừa hát, vừa nhảy dây đó. Vừa cởi ngựa luôn, cởi ngựa với tôi hồi nãy đó. Ai bây giờ tưởng tượng ông chủ là bò nè. Cái gì muốn bắt ông chủ cho tôi. Dạ lại. Phải tập như vậy. Ê. Cởi ngựa. Hay quá. Cái gì? Bắt con bò. Con đánh bò đó hả? Hey. Bắt con bò về đi. Bắt con bò vô chuồng đi. Hay quá. Cái cô này đâu thấy ủng hộ ông chủ. Ông chủ có sự lựa chọn đính chín chắn rồi đó. Được không? Coi như là cũng xinh đẹp hơn bà chủ nè. Ừ. Giỏi giang hơn bà chủ nè. Ừ. Biết bắt bò, biết bắt ông chủ luôn là hay lắm rồi. Ừ. Ông chủ có sự lựa chọn hay quá. Nhưng mà con ở với ông chủ hồi đó giờ là hả? Mặc dù bà chủ hung dữ vậy đó, mặc dù sao đi nữa mà bà chủ lúc nào cũng hết mực yêu ông chủ hết. Cô này có yêu ông chủ không? Có chứ. Giờ đặt cái tình huống vậy đi. Ê, mày làm gì mày? Giờ tình huống ông chủ lại đây. Cái gì vậy? Con uy hiếp bắn ông chủ. Cô gái này phải làm cách nào để giải cứu được ông chủ. Phải nói làm sao, lý lẽ làm sao. Bây giờ tôi đang bị khùng điên, tôi đang muốn giết người. Tôi bắn ông chủ tôi. Bây giờ ông chịu trả lương cho tôi. Bây giờ tôi bắn, bây giờ bà làm cách nào để giải thoát cho ông bây giờ. Bây giờ sao?
đúng, trời ơi đúng, cây súng đó là súng giả, bắn đùng đùng nghe khéo khéo không, tôi đâu có chết. Cây súng này mới súng thiệt nè, bắn nghe một cái ấy. Bây giờ làm cách nào để tôi buông cây súng xuống? Tôi phải suy nghĩ cái gì để giải cứu chồng mình đi chứ. Bắn. Nổi loạn anh rồi. Bắn đi. Hả? Tại ông cũng đâu trả lương cho tôi đâu. Hả? Cái gì? Thì bắn đi, tại vì đâu phải vợ chồng thiệt đâu. Trời ơi, nói gì vậy? Bây giờ vậy, muốn cứu chồng cô thì bây giờ tôi nói cái gì cô có phải làm theo điều đó thì cô mới cứu thoát được chồng cô, hiểu chưa? Bây giờ bỏ cái súng đó xuống. Bỏ xuống xuống đi em. Đi lên đây, múa kiểu lăng quăng cho tôi coi. Múa kiểu cốc cho tôi coi. Con cốc múa sao? Ra đây mà xem con gì nó ngồi trong hang, nó đưa cái lưng ra ngoài, nó là con cốc. Con cốc, con cốc nó ngồi trong góc, nó đưa cái lưng ra ngoài, nó là cốc. Con ra đây mà xem con gì nó ngồi trong khe, nó đưa cái tay ra ngoài, nó là con chó. Con chó, con chó nó ngồi cho con, nó là con chó con. Thấy vui vui rồi đó. Thấy được không? Vậy là được rồi, nhưng mà bây giờ tôi nói gì là cô phải làm đó đúng không? Là tôi mới tha cho ổng. Bây giờ cầm cái súng này, bắn ổng cho tôi. Mày à, đúng. Ông chủ ơi, ông chủ đã lựa đúng người, cô gái này thông minh quá rồi. Đúng. Ai à, chết chết ba bốn lần rồi. Hai thực ra hai súng này súng giả không à, thôi dẹp đi. Hay quá ông chủ, con ủng hộ ông chủ cưới cô này làm vợ. Bỏ bà chủ đi. Trời ơi, bà chủ nhầm nhò. Bà chủ thương lắm. Ờ, bà chủ nhầm nhò vậy đó. Tới rồi. Người ta chạy xe hơi tới có thấy mở cửa ra rồi người ta đóng đẩy, đẩy cửa vô. Ồ, không? Vậy hả? Tưởng đâu cái gì đây? Ai đây? Tôi đi mới có một ngày thôi mà dắt gái về nhà là sao? Có thì nó phải gái. Chứ ai đây? Ủa không phải gái hả? Đây là vợ anh mà. Hả? Chị dám nói gì luôn hả? Cái gì vậy? Hả? Rồi. Có cái chuyện gì vậy? Tôi là cái gì của ông? Hả? Là vợ ông chủ là luôn. Là vợ tôi. Rồi còn đây là cái gì của ông? Cũng là vợ luôn. Ký ông. Tại sao vậy hả? Cô là ai? Hả? Đi ra đây. Vợ. Ông mà ông gây tội mà. Tôi là vợ của ông. Cô làm cái nhiệm vụ gì trong cái nhà của tôi? Hả? Nói. Nói chơi. Bậy. Chơi cái gì ở đây? Quán tiếng lâm. Chơi vợ chồng gì hát ca nhảy múa tùm lum. Nó nói như vậy có đúng không? Không. Tại sao vậy hả? Bây giờ ông muốn lập phòng nhì đúng không? Hả? Đâu có đâu. Cái gì vậy? Là bây giờ trời ơi con nè, bây giờ ông muốn tôi làm cái gì? Cắn lưỡi tôi chết trong vừa lòng. Một là tôi cắn lưỡi, còn hai là nó cắn lưỡi nó chết cái chưa. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh cái gì mình không có gì đâu, phải lỗi ra anh. Hồi nãy anh nói ở ở đây tự nhiên anh đang ngồi anh nhớ em thì khổ đâu cũng vào vô của nó. Không phải vợ anh, cậu giải thích đi. Trời đất ơi. Chào ông anh, chào bà chị, chào thằng em. Tôi xin lỗi, tôi đi kiếm con bạn tôi. Tại tụi tôi cùng ở chung một công ty, nộp hồ sơ vô xin việc làm. Nó lấy lộn hồ sơ tôi, nó qua đây. À vậy hả? Dạ. Nói vậy? Cái hồ sơ đó, hồ sơ của tôi. Hồ sơ này, hồ sơ mới là của nó. Tôi tên là Lý Sữa. Mà ông biểu đề điền ở trong cái đơn xin việc đó là phải ghi bằng tiếng Anh. Rồi thằng quỷ kia nó lấy chữ Lý, nó quánh hai chữ Y, nó thành chữ Lê. Rồi Sữa nó ghi chữ Miêu á, Miêu Lê. Còn tôi thì tên là Lý Sữa. À, Lý Sữa hả? Ừ. Là hợp đồng là cuối cùng là ông tuyển ai làm vợ ông vậy? Dạ đâu biết. Tuyển ông này làm vợ hả? Ủa chứ phải công ty. Nãy giờ bác mày làm gì vậy? Dạ ăn bánh canh. Không, nhưng mà bác làm gì? Làm, dạ làm kêu, vợ. Kêu phải làm gì? Dạ làm vợ. Trời đất ơi. Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao bắt con nhỏ bằng con ông mà đi làm vợ ông? Ông già mà xong ông vợ trứng chi vậy? Bây giờ ông mướn tôi không? Hay đó. Mướn tôi đi. Tôi nói ông nghe nè, nhà ông á làm vườn, trồng cây, trồng cỏ, tất cả các thứ tôi làm được hết. Tôi nhỏ con nhưng tôi làm được hết. Ông biết tắt nước không?
tắt nước à, biết không à. Sao cái mặt nó ngơ vậy nè, tắt nước tắt nước sao? Nãy giờ ông hành nó dữ lắm đúng không? Ông ăn bánh canh nữa không? Thôi kỳ lắm. Còn hồi nãy đứa nào bắt em tao nhảy dây. Ông đó ông có bạn á. Thử thách, thử thách, thử thách. Bây giờ tao thử thách mày nha. Tao dậm hai cái chân mày. Xong rồi bắt đầu cho mày nhảy dây được không? Chết, 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 cái đó chết, chết. Con người ta còn nhỏ xíu à. Ông muốn tuyển vợ, ông cũng phải lựa người lớn lớn tuổi chút. Ví dụ già già như bà này nè. Không, ý em nói là dù gì đi nữa anh cũng đã có vợ rồi. Làm như vậy là trái với luân thường đạo lý. Đúng rồi. Không có ai mà đi mướn vợ bao giờ. Mướn là mướn người làm. Mà người làm ông cũng được hành hạ như vậy. Ông làm như vậy á là tầm bậy. Bóc lột sức lao động của người ta. Cho em làm đi anh. Thôi ông bà chủ quán đừng có gây gỗ, đừng có đánh sập nhau nữa, đừng có hành hạ nhau nữa. Vừa rồi thì mình đã có một cái việc được khách đến quán à, cái món ăn mình đãi người ta chưa có ăn được cái gì hết trơn á, mà chưa chỉ thấy đâm ra là xích mích nhau rồi. Xin mời anh Miu Lê cùng với anh Hoài Linh. Miu Lê, hồi nãy bạn được thưởng thức cái món đặc sản của quán, món bánh canh, bạn thấy thế nào? Dạ mắc ơn. Tại vì bánh bông lan là món yêu thích của em. Rồi cái canh rau dền đó cũng là món canh yêu thích của em. Nhưng mà nó trộn chung lại thì nó là thảm họa. Đâu sao đâu, dư trong bụng mình hai thứ nó có trộn chung nhau vậy? Dạ không đúng thời điểm anh. Nó phải đúng thời điểm. Một trang bốn đã thật to dành cho Miu Lê và anh Hoài Linh. Nào, bây giờ mời Miu Lê đi theo anh Hoài Linh nha. Dạ. À, bây giờ thì chúng ta hãy chuẩn bị lại cái quán của mình, trang hoàng lại thêm một cái màu sắc, một cái phong cách khác để chào đón vị thực khách buổi chiều tối. Chiều tối nay chúng ta sẽ đón một cái vị khách rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Nào, bắt tay vào, làm việc nào! Làm việc! Chào bắp, chào bắp. Dạ chào anh. Chào bắp, cứ xả đi, cứ xả dáng đi, đừng có cố tình mà hóp làm cái gì hết trơn á. Anh cho phép em xả hả? Ờ, xả đi. À, hôm nay bắp của chúng ta lại nhỉ. Có vẻ hôm nay bắp bụng bự. Dạ hôm nay dạo này dạ mưa nhiều quá. À, ăn nhậu hơi nhiều. À uống bia nhiều quá cho nên bắp bữa nay bị bụng bự rồi. À, bắp hôm nay lại đến quán ăn này, hội quán Tiểu Lâm. Sẽ có rất nhiều món ăn nữa rồi, bắp có sợ là bắp bụng sẽ tiếp tục bự không? Dạ cũng sợ nhưng mà lỡ tới rồi chắc cũng phải dấn thân vô. Vỗ tay chúc mừng bắp bụng bự đến với hội quán của chúng ta đi nào. Mở cửa. Hình như đi lộn quán hay sao? Đi đâu giờ này mới về hả? Bước vô đây coi. Dạ. Má nói con hoài hả? Ăn nhậu suốt ngày. Con vợ của mày nó bụng mang dạ chữa mà mày bỏ nó mày đi nhậu suốt ngày vậy hả Quy? Con có nhậu đâu má, con đi bàn việc chính sự má. Mày bàn việc kiểu gì mà mày thở ra một cái bên đây tao muốn xỉn rồi. Hả? Dạ. Ê, vậy con vợ mày nó buồn mày tới nước mà nó về nhà má nó ở rồi kìa. Dạ không, con định là sau này là nhập về quê mình bia ôm phải uống thử bia. Cái gì? Con nhập bia về đây bán. Ai cho hả? Ai cho mày buôn bán kinh doanh bia hả? Dạ tại vì nhà mình khổ quá mà má. Khổ nhìn... đâu mà khổ. Vòng vàng tao đeo giày hột sòn vậy mà mày kêu khổ. Má, cặp này là cặp vòng vàng con mua tặng má chứ bộ. Má nhớ không, mỗi bữa bà Sáu bà bán đồ nhựa đó 4.000 cặp mua tặng má mà bữa đó nó lộn mình cặp vàng thiệt. Cái cha nó lừa tôi mà tôi không biết ta. Qua đây, qua đây má nói con nghe. Dạ. Trời ơi, con không thương vợ con hả Huy? Dạ thương má, thương lắm luôn á má, thương lắm, thương lắm. Mà giờ má hỏi con nè. Dạ. Con biết làm sao mà má phải mang cho con cái bụng giả này không? Dạ con cũng muốn biết lắm má. Đó. Má muốn cho con biết á là đàn bà nó có chữa nó cực khổ tới cỡ nào. Dạ. Ha, con phải hiểu tâm lý của vợ con nó đang mang bầu mà. Mà mày bỏ nó mày đi suốt ngày,
mày mang cái bụng này vô mày thấy khó chịu không? Dạ cũng dễ chịu má. À, không, dạ khó chịu má, quá khó chịu. Con thấy cảm thấy là con bị sự sỉ nhục của người đời. Sỉ? Là nhậu nhiều quá, bỏ bê gia đình. Con đó, cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương. Cái bụng này là bụng giả thôi mà con còn thấy khó chịu. Dạ đúng rồi. Muốn gì con vợ con nó mang cái bụng thiệt, cái bụng bây giờ nó chướng ra tới như vậy nè. Nó đi đứng cũng khó khăn nữa. Đâu, mày đi thử cho tao coi coi, nó có khó chịu không? Mày đi như con vợ mày đang có bầu nhà vậy đó. Đi luôn hả má? Mày đi thử cho tao coi coi mày có khó chịu không? Dạ. Dạ khó lắm á. Khó đúng không? Dạ khó. Mà con đi như bay vậy con? Dạ. Đàn bà có chữa người ta đi nặng nề lắm. Dạ. Nặng nề. Dạ rồi, dạ rồi. Ừ. Dạ ý má là con đi giống tướng vợ con hả? Đó, con nè, má mang cái bụng giả cho con là để con biết đàn bà có chữa nó như thế nào. À dạ. Đó. Dạ, con xin lỗi má là không hiểu ý má. Ừ. Con đi lại nha má. Tại sao giống bà ngoại quá? Dạ nặng má, nặng má. Có chịu không? Con nó đạp kìa, con nó đạp. Dạ. Con thấy chưa? Khó chịu nặng nề lắm. Dạ đúng rồi qua má. Đây má nói con nghe. Hồi xưa á, má có bầu con, ta nói đàn bà có chữa nó kỳ cục lắm con. Nó ăn uống nó thèm thuồng những cái mà nó kỳ khôi. Nó thèm mấy cái như cất gà sáp nè, thèm hủi mùi xăng, mùi khói xe lam nè. Hồi xưa nha, xe lam mà chạy trước là má chạy theo sao vậy? Má hủi. Hèn chi mới nhìn tóc con nè, bạc như khói vậy đó. Đó. Thấy chưa? Mà ngộ lắm. Má thèm ăn mấy cái nó lạ lùng. Má thèm ăn chanh. Chanh má ăn lần cả ký, cả ký. Con vợ mày bây giờ cũng vậy, thèm ăn chanh khủng khiếp. Con phải hiểu nó chứ. Dạ. Con đâu có hiểu. Con đâu có hề hiểu cái chuyện đàn bà mà nó thèm những cái món như vậy. Đó. Mày ăn đi rồi mày hiểu con vợ mày nó chịu thế nào. Dạ, là bây giờ con thị phạm luôn, ăn chanh luôn hả má? Con ăn để con hiểu vợ con. Má thử miếng trước rồi con má, coi coi nó ngọt không. Nè, dạ. Hồi xưa má mang bầu con má ăn lần cả ký lần. Dạ. Bây giờ không có bầu, ăn miếng. Dạ đúng rồi. Sao má? Có bầu ăn thấy ngon, giờ không có bầu ăn thấy ghê quá. Má cũng thấy ghê nữa hả? Thấy sao con? Tại mới uống bia xong má, mà nhậu mà nhanh chanh vô là hồi con tỉnh luôn, tỉnh luôn con, tỉnh. Má, mình ăn hai miếng thôi. Ừ. Ăn miếng nữa là khoa học chứng minh là tác dụng phụ á. Đúng rồi, mày ăn miếng nữa mày tụt máu mày xỉu quá tao không biết làm sao. Đó. Con, hồi xưa má có bầu con á, người ta nói á là mình phải ăn hành tây chấm với lại tương ớt đẻ con ra trắng tươi. Phải không má? Mày hành tây chấm tương ớt là trắng tươi luôn trắng hả má? Tươi. Đàn bà có chữa nó kỳ lắm con ơi. Vậy hả má? Má chấp má ăn riết mà giờ con trắng tươi má đen thui lụi nè. Dạ đâu con đen không má mà. Không, khúc này con trắng hơn nè. Trời ơi, má cũng dám nhặt ra nữa hả? Đáng chứ. Má phải tìm cho bằng được con. Nè. Vậy là ý má bây giờ con muốn thưởng thức cái món hành tươi chấm hành tây cái gì? Chấm cái gì? Tương ớt. Vậy mà nó cũng tươi nữa má. Nè, cái hành tây nó trắng. Trắng trắng xanh xanh. Chấm với tương ớt nó đỏ đỏ. Ăn ra con nó trắng hồng hào. Mày trắng hồng hào má ơi, là đó là thì có nãy giờ má thị phạm con miếng chanh rồi, má tiếc gì má không thị phạm con miếng hành. Bây giờ má đâu có mang bầu. Không mà má giả bộ như má mang thêm đứa đi. Ăn chứ con. Dạ má thử nha, miếng này má thử nha. Lần này là nuốt trọn gói nha má. Hồi xưa má mang bầu con má ăn má thấy ngon. Ngon vậy. Chanh với hành nó có kỵ nhau không má? Không có đâu. Là cái này khoa học chứng minh ăn được phải không má? Khoa học chứng minh rồi con, ăn đi. Dạ nông thôn mình hay có nhiều cái thủ tục nó lạc hậu lắm. Đôi khi có những cái chết đường đột đến bất ngờ mà không hiểu được. Mai mà báo có đăng tên con, má nhớ đăng tên thiệt nha, đừng để tên cúng cơm nha. Nguyên nhân chết là vì khám phá khoa học, chứ không phải là gì chơi ngu nghe má. Con muốn mà con nó trắng xác thì con khỏi chấm. Còn mà con muốn con nó trắng trắng hồng má, trắng chấm hồng. Nhiều vô, chấm tha thiết vô. Dạ không má, con chỉ cần hai cái má hồng thôi. Con không muốn nó hồng như khỉ đâu má. Rồi. Hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc.
con, má nói con nghe nè. Sao nữa má? Đàn bà có chữa nó kỳ lắm con ơi. Kỳ nữa hả má? Nó kỳ lắm. Sao kỳ hoài vậy má? Con bỏ nó đi, con bỏ nó con đi nhậu hoài. Bây giờ con tưởng tượng nè, nó ở nhà bụng mang dạ chữa mà mày đi nhậu về. Trời ơi, tao nói mày mày kỳ cục lắm con ơi. Để tao ví dụ cho mày coi. Đạt, 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 Đạt à, Đạt. Gì mà chủ, chủ con. Đã ngầu chủ. Con ở nhà, con chứng kiến cậu hai á, là hành hạ mợ hai như thế nào đúng không? Cậu hai xỉn, cậu hai không biết gì hết. Đó. À đúng rồi, ngày nào con mở cửa cũng thấy cậu hai xỉn về. Đúng rồi. Xong vô vợt, vợt mợ hai quá trời luôn. Đạt. Dạ. Con có nhìn lầm ai không Đạt? Đâu, cậu hai hiền mà. Trời, lúc bình thường nghe là cậu hiền mà cậu xỉn vô cậu kỳ lắm. Vậy luôn, cậu không biết gì đâu. Còn hơn đàn bà chữa nữa. Con đứng con làm chứng nè. Bà kêu ra đây chi vậy? Nè, bây giờ con ra đây á, con diễn lại. Con diễn lại cho cậu hai biết được là lúc xỉn cậu hai kỳ cục tới cỡ nào. À, được hả? Làm cậu hai. Còn ai ai là mợ hai? Mà, đây nó nè. Nó luôn. Nó đang có bầu. À đúng rồi. Nó đang có bầu. Trời ơi, được. Trời ơi, được. Con phải ở trong trạng thái của con vợ con đang có bầu để con hiểu được tâm lý của nó như thế nào khi mà về nhà mà bị thằng chồng sai xỉn hành hạ. Con hiểu không? Thì lúc đó con mới hiểu được. Con hiểu không? Dạ rồi. Lúc đó cậu mới hiểu. Tâm lý nhanh quá, thông minh quá. Dạ, lúc đó là con vợ con làm gì vậy má? Lúc bây giờ đang ngồi chờ chồng nè. Đang ngồi chờ chồng. Bụng bự lắm nha. Đang ngồi chờ chồng. Lúc đó là cậu hai về. Nó có cầm chanh nó ăn á. Dạ không á, con biết tính vợ con nó ghét chanh lắm. Nó thích ăn cam. Rồi. Dạ rồi. Vợ ngồi đợi chồng. Ra mở cửa. Ôi, mở cửa luôn má. Nó kêu cửa, luôn nhìn. Vợ đâu rồi? Dạ mắm vợ đi anh. Mở ra. Thấy xỉn rồi biết ra mở cửa. Trời ơi, anh xỉn quá rồi. Giống không má? Đó. Vợ con cái gì rồi vậy? Con vợ gì kỳ sao bữa nay đàn ông quá vậy? Phụ nữ một chút xíu đi. Từ từ má, giặt cái miếng đàn ông mà ném nó bạc nè. Rồi. Trời ơi, tự nhiên tôi đàn ông luôn ta. Yeah. Giặt rồi thôi bây giờ ơi. Giặt rồi bây giờ. Sao hôm nay anh uống nhiều quá vậy? Bữa nay anh uống mới có phần nữa à. Thường bữa anh uống 3-4 lần. Rồi mình ơi, mình muốn ăn gì không để em chuẩn bị. Má ngồi chơi. Má ngồi chơi kìa má. Ê, mà đây xịn quá rồi, ngồi chơi. Con ơi con, sao mà nhậu nhiệt sai xịn. Má ngồi chơi. Tội coi nghiệp con vợ con mà. Đúng rồi. Má ngồi đây chơi hả con? Thôi. Má. Cái gì? Em mới vừa nói gì với má? Dạ không, em nói là má ngồi. Em nói là má ngồi chơi. Con đá một cái chật lất bây giờ. Trời ơi, mình nói tội nghiệp mình quá. Mình ăn gì không để em sửa soạn, má ngồi không chơi. Không ăn uống gì, ngồi đây nói chuyện ba mặt một lời. Em ở nhà em nói gì với má để má quở tôi hả? Em đâu đá có một nói cái trời ơi, anh đá chật mà em né ghê nữa đó. Đây ngồi nói chuyện với tôi, có nói gì không? Ờ, rồi. Nói chỗ mình ơi, sao mình uống dữ thần vậy mình? Bình thường á, uống nhiều này uống hơn nữa. Bây giờ về mệt quá, bây giờ hát gu tôi ngủ à. Hát gu luôn hả má? Hát gu tôi ngủ, bài gì tôi dễ ngủ, ngủ. Bây giờ là anh muốn nghe bài hiện đại hay là anh muốn nghe hò quảng hay là anh nghe cái gì? Hát cái gì cho tôi ngủ được rồi. Em chỉ biết nhạc thiếu nhi thôi nha. Hát đi cưng, hát đi con mắm vợ. Trời con mắm vợ má. Con kêu vợ con làm mắm thiệt hả má? Trời ơi lẹ lên. Rồi. Gió mùa thu. Nhạc thiếu nhi đó hả con? Dạ. Kỳ quá. Mẹ ru mà chồng nó không ngu. Năm canh trời đến lượt con vợ nó ru. Trời ơi, bây giờ mới hiểu được tâm lý mà tại sao cậu cứ quýnh mợ hoài. Hát cái ghê. Trời. Con vợ con hát hay lắm con. Vậy hả má? Không ngủ được. Ừ. Không ngủ được rồi, bây giờ tôi nói chuyện với con tôi xíu. Dạ. Nói chuyện với con luôn kìa. Ây da, nó đá rồi kìa. Nó đá luôn con kìa. Con xỉn con chướng lắm. Nghe ba hỏi con tên gì? À, con nó nói nó tên là Lý Đức anh. Mày Lý Đức gì đâu có dính dáng gì tới dòng họ của tôi. Không, anh quên rồi hả? Anh ý anh nói là Lý Đức là anh muốn ngày xưa đặt cho nó cái tên gọi là tên cúng cơm. Sau này nó nôn Lý Đức. Tầm bậy, tôi là Ngô Kiến Quy. Bây giờ con của tôi phải đặt cái tên gì cho nó bốc chứ. Rồi Ngô Kiến Lửa anh. Đó, thí dụ vậy. Ví dụ như vậy. Trời ơi, con ơi, nhớ con quá. Nhớ bây giờ hả? Bây giờ muốn gặp mặt con mà nó xỉn vô rồi. Bây giờ cái mặt mẹ cũng giống như mặt con.
muốn coi con múa hát quá, con đi ra ngoài múa hát ba coi coi. Bây giờ ba xỉn vô rồi, ba đi ra ngoài múa. Em ra ngoài múa với con, hai má con múa ra. Má, vợ con có múa không? Có múa. Có, đi ra múa. Nó múa dẻo con ơi. Nó múa dẻo luôn hả má? Nó nhào lộn đủ, mày chướng quá mà mày bắt nó nhào lộn tùm lum tùm la. Múa hát bài ba ngọn nến lung linh nát rồi. Ba là cây gì đó gì, mẹ là cây gì hát múa đàng hoàng tôi coi. Trời, bây giờ anh muốn nghe bài ba ngọn nến ba lung linh. Ba linh hát múa cho hai má con múa nhau. Ba, ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, la 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 la, đốt cháy một căn nhà. Ê! Bà ơi! Hay quá! Hấp dẫn một gia đình. Hay quá! Gia đình! Đúng rồi! Gia đình vợ tôi múa rồi, tôi hứng rồi, vô đây! Vợ đó, múa rồi tôi hứng. Bây giờ ấy, em, bây giờ anh muốn... Anh muốn sống bên em trọn đời. Ê, anh muốn sống bên em suốt đời. Em không hiểu chồng em gì hết. Vợ chồng với nhau nói câu đó. Em hiểu rồi. Anh muốn. Má đi, má. Má lắm. Anh muốn vợ chồng làm với đi. Nhau cái gì vậy ta? Rồi rồi, hiểu rồi. Lẹ lên, bây giờ tôi nằm đây nè. Anh dạ. Muốn. Anh muốn hả? Anh muốn. Trời ơi, nãy giờ không muốn nói sớm mà. Vậy nằm đây đi, em quạt nhạc hip hop cho. Con mày. Tao phải đánh mày. Ê. Tao muốn mày kêu mày mua rượu về tao à. Uống rượu tiếp mày. Trời ơi, không phải. Ê, trời ơi. Trời ơi. Đúng rồi, sao vậy? Mày diễn nhiệt tình với con tao quá. Sao cái bữa mà cậu quýnh mợ vậy là bây giờ mợ giận mợ đi luôn rồi đó. Trời chết rồi. Quýnh mợ đó kêu mua rượu về á, bữa đó giận quá. Hả? Rồi. Mình mày đi đâu mà thấy vợ mày bên nhà hả? Bụng mang dạy chữa mày đi đâu mày? Mình giờ này chưa về nữa. Em đang dạy con mình. Từ dạy từ. Con cái gì? Em đang dạy con. Em đang cho nó cảm nhận lại cái... Đúng rồi ba. Đúng rồi. Nó... Cảm nhận hả? Cảm nhận là cái người phụ nữ mang thai như thế nào mình. Bè, bây giờ nè, bây giờ mày là vợ mày đi nha. Dạ. Bây giờ mày... Con là vợ con tiếp hả? À. Dạ. Nè, bây giờ mày quét nhà. Quét nhà. Dạ, quét. Quét nhà đi. Dạ. Ê, ê, có bầu không? Có bầu. Quét nhà hả ba? Bầu, quét bầu. Nhà. Về lẹ lên quét nhà ba tôi kêu kìa. Dạ rồi, dạ dạ quét nhà ba con quét. Gì kỳ vậy? Quét cái gì vậy? Dạ quét nhà ba. Kè dưới đây. Quét. À. Rồi. Đây đây. Ở kia đâu? Nhạc theo điệu đàng hoàng. Lau nhà. Lau nhà coi. Giặt đồ. Trời ơi. Giặt đồ. Mày lau nhà là cái gì? Dạ lau nhà ba không có dễ. Vợ con nó tiết kiệm lắm, nó lấy quần nó lau không. Lau nhà lại lên. Dạ rồi lau nhà. Lại nấu ăn cho tao đi. Dạ con, nấu cơm, nấu nước. Nấu cơm gì? Thì dạ. Chưa có trẻ củi mà nấu cơm cái gì? Dạ cơm chiên dương châu ba. Châu gì? Không phải trẻ củi. À trẻ củi ba. Nhóm lửa. Mày ghép đầu tao đó hả? Có trẻ củi mà trẻ củi sao? Ba dạy con trẻ củi mà. Để tránh làm phiền người kế bên mà ba. Tại má cho ăn hành nhiều quá. Giặt đồ. Thổi lửa, dạ. Nấu cơm, nấu nước. Giặt đồ. Phơi đồ lên. Phơi đồ. Khô chưa? Dạ, mới khô. Chưa ủi. Chưa khô ba. Tao cũng ủi này bây giờ. Dạ ủi luôn ba. Vừa phơi đồ mà đứa con vừa đạp. À. Thôi xả. À. Đạp. À. 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 Chưa? Dạ chưa. À, làm tiếp đi. Tao xả. Nè, má nói con nghe. Hồi xưa má mang bầu con, má đau đẻ kỳ cục lắm con. Má đau đẻ trời. Có bầu mà, đau đẻ ấy à. Ui à. Ông ơi, tôi sắp đẻ rồi. Ba ơi, cô ngủi đâu? Ông ơi, trời ơi, tôi sắp đẻ. Ba là vậy đó. Ông ơi, trời ơi. Trời ơi. Đó, ơi. Đó, đó. 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 Cô mặt đó. Ở đây nè. Em đang dạy con mình. Em đang dạy bấu rồi, bấu cấm bấu trên này nghe chưa? Má, ba lớn tuổi rồi má. Má có bầu, ba con nâng như nâng trứng. Hứng như hứng hoa. Chứ không phải mà bỏ vợ đi như con đâu. Ổng nâng như nâng trứng nè. Ổng nâng nè. Đó, nâng đi ông. Cho con nó biết ông. Con về con phải nâng vợ con như vậy nghe không con? Rồi rồi, thả xuống đi ông. Kỳ quá, thả xuống. Trời ơi. Má, má, má. Để con diễn luôn cảnh này cho má. Làm gì vậy? Nó ngồi diễn. Má, ba, con là vợ nó thử nâng ba. Mày nâng nè, tao là vợ nè. Nâng đi nha. Nâng đi. Nâng đi. Ê.
có nhậu không ba? Trời ơi, chết rồi. Ủa gì? Tôi ở bên nhà tôi nghe anh chị la mắng nó. Tôi đang dạy con tôi. Tôi biết dạy con á là dạy từ hồi nhỏ kìa. Mình nói nhỏ nhẹ cho nó nghe. Bây giờ bác nói con nghe. Dạ. Tao ở gần xóm này tao biết. Mày bây giờ mày có gia đình rồi, mày phải lo chăm sóc gia đình mày. Chứ mày có đâu có đi theo cái đám choi choi đó mà mày ăn nhậu hoài như vậy được con. Dạ bác. Mày cứ ý lại gia đình đâu có được. Dạ. Con vợ mày nó bầu bì nó cực khổ như vậy, con phải biết phụ vợ con chứ, hiểu không? Dạ con biết rồi bác. Còn anh chị dạy con cũng ngộ. Sao ngộ? Hành nói như là cái gì vậy đó. Mình phải nói cho con nó nghe từ từ. Quánh đập hành hạ không phải là cách dạy con, hiểu không? Ôi, thôi bây giờ tôi nói nghe nè, ấy cho nó sửa sai đi, rồi từ nay trở đi có chuyện gì á, nếu mà nó có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, tôi sẽ chỉ cho nó học cái cách mà là sống làm sao mà để thành một người chồng gương mẫu. Để đi. Cảm ơn anh. Dạ con biết rồi ông. Nhớ từ nay trở đi sửa đổi nghe không? Dạ hứa với ba má. Bây giờ dẫn mẹ qua bên nhà mẹ vợ mày. Dạ. Rồi kêu tao nói phụ cho rồi đưa nó về. Dạ. Đi. Con đi nha ba má. Hôm nay thì gia đình của chúng ta đã có những thử thách dành cho cái anh chàng này là con rể hay con ruột vậy? Con ruột. Con ruột mà hành hạ dữ vậy đó hả? Dạy nó mà. Con ruột mà hành hạ như nô lệ. Ta mời cô Kim Huy cùng với anh Hoài Linh. Hôm nay bạn đã có một cái trải nghiệm mà có lẽ là chưa bao giờ trải nghiệm đúng không? Khi mà một người phụ nữ đang mang bầu thì đôi khi chúng ta là người bên ngoài hoặc là những người chồng á, không có cảm nhận được những cái khó khăn, những cái vất vả của người phụ nữ khi mang thai. Hôm nay khi Huy phải đóng cái vai một người phụ nữ đang mang thai thì Huy cảm thấy như thế nào? Dạ rất là khó, nó vướng đủ thứ, đều thứ kiểu hết trơn. Nói chung là cảm nhận đầy đủ. Một tràng vỗ tay thật to cho cái tình huống mà Ngô Kim Huy gặp phải cũng như là những cách xử lý của bạn ấy rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Cảm ơn Ngô Kim Huy rất nhiều, xin cảm ơn anh Hoài Linh. Bây giờ thì nãy giờ bị hành hạ nhiều rồi đúng không? Bây giờ ra chuẩn bị đi. Mình quay ngược lại đây. Mình mài gươm, mài giáo sẵn ha. Bây giờ thì gia đình chủ quán của chúng ta phải chuẩn bị đi. Tâm lý sẵn sàng, tinh thần sẵn sàng. Để ba vị thực khách của chúng ta sẽ quay trở lại đưa ra những thử thách ngược. Chúng ta hãy cùng chờ xem nha. Mọi người trong phòng quán Tiểu Lâm hơi bị... Thực ra cũng không bị trở tay không kịp bởi vì hơi bị không có nghĩ là tự nhiên cái kêu đi mua đồ mình là tiếp thị mà tự nhiên cái mình đó mình không phải tiếp thị. Em cũng vậy, nãy em bị y chang kêu là vợ em, kêu em đâu phải vợ đâu, con là cháu chú mà vợ em quên mất. Nói chung hai người vẫn là nhẹ nhàng em. Bây giờ thay áo đây thì nãy em ăn hành. Em ăn hành rất là nhiều. Em là professional rồi đúng không? Tương ớt, hành. Em cảm giác là cái bụng em rất là bất ổn. Tự nhiên miếng chanh nó đang đấu lại miếng hành. Chúng tôi sẽ dùng chiến thuật gậy ông đập lưng ông. Chúng ta đã có một ngày đến với hội quán Tiểu Lâm, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tối, ba vị thực khách của chúng ta đã phải trải qua rất nhiều những thử thách vô cùng vất vả, mà những cái món ăn mà cái quán này đãi thì cũng không có phải là ngon lành gì cho lắm. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Có chiêu thức này kia đầy đủ chưa? Dạ rồi. Giáo mát này kia chuẩn bị sẵn sàng. Dạ có. Móng vuốt mài sẵn rồi đúng không? Dạ bỏ đắm ngọt lắm anh. Vậy thì chúng ta cùng xem thử ba vị thực khách của chúng ta khi đến với phần thử thách ngược lại cho gia đình chủ quán này sẽ đưa ra những cái thử thách như thế nào nha. Mở cửa hội quán nào, tiến vô. Yeah. Hôm nay muốn ăn gì? Dạ xin chào cả nhà. Hội quán Tiểu Lâm xin mời. Chào mừng quý khách đến đây. Hay quá. Chào cả nhà. Lần trước tới đi biển xong rồi tới thăm gia đình mà rất là vui. Cho nên hôm nay quay lại để mà gửi lại những cái món quà coi như là lòng cảm ơn khi mà được gặp gia đình, được chiêu đãi món ăn. Khách sáo quá. Không, ba má đừng có lo, đây bạn con luôn. Có dẫn kìa. Cho nên là rất là có duyên, tự nhiên cái đụng ngay gia đình của em luôn. Đúng rồi. Dạ con gái. Dạ con gái. Dạ. Dạ chào chị. Anh em hồi nãy mới chưa gặp. Mới gặp ba má chưa thưa chị.
Nên bây giờ thì phép là chắc là nhường cho bạn con trước đi, quý khách trước. Dạ hôm nay con tới đây á là một phần là cảm ơn gia đình đã tiếp đón nồng nhiệt và đãi con món ăn món bún mắm rất là ngon. Và con thì con cũng có một cái món quà muốn đãi ngược lại gia đình, đó là món mắm Thái. Mắm Thái à? Đúng rồi. Nãy ổng mời ăn đúng không? Mà cái mắm này á là ăn là phải 2-3 người cùng ăn một lượt mới ngon. À đúng rồi. Tại vì cái món mắm Thái này là một người ăn mắm và một người kia thì biến Thái là mắm Thái. Ba má hiểu rõ vấn đề không? Là một người là vừa ăn mắm, còn người kia, hai người kia phải biến Thái thì gọi là mắm Thái. Đây 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 đây. Đây đây là mắm Thái đó. Đây bún nè, đó đũa nè. Cái này là mắm. Thực ra thì mắm Thái thường là phụ nữ ăn thì đẹp da, đúng không? Còn biến Thái thì đàn ông lại hợp hơn, cho nên là phải nhường cho phụ nữ. Biến Thái là biến qua Thái đó. Nhẹ nhàng lắm, biến đi. Nè, để dành cho phụ nữ. Đây là mắm này đặc biệt dành cho phụ nữ là có nhiều collagen rất là đẹp da. Collagen. Một người ăn mà cái hai người kế bên phải đứng hai bên phải biến Thái thì mới gọi là mắm Thái. Đúng không quý vị? Má già rồi con, má đâu có cần mấy cái này để cho đẹp da đâu con. Má già má càng phải ăn để trẻ. Đấy. Rồi, 1, 2, 3 mắm nha. Mắm Thái. Thôi nói gì nói chứ thực ra mình cũng nhiêu đây đủ rồi. Thật ra là từ bi hỷ xã. Thôi anh hiếu khách với ba má em cũng lớn tuổi rồi. Em cảm ơn món quà của anh. Ba má em ăn chắc cũng no bụng nè. Rồi nó bu tu rồi đó. Dạ cái này cũng là bạn gái của bạn bạn con. À, bạn gái dạ hiếu khách luôn. Mời em. Bánh canh. Cười là thấy vui rồi. Nãy ăn mấy ai rồi đó. Nãy ăn bánh canh, giờ mình ăn bún bò. Là vừa ăn bún vừa bò. Một người vừa ăn bún là phải bò, nhưng mà cũng phải có một người lết dưới đất bưng này lết theo. Lết cho má, má lết. Má lết má. Má đúng quá, ba chỉ việc bò và ăn thôi. Rồi, má sẽ tới đầu đây lết. Lết cầm dĩa bún lết theo. Ba ủa, bò ủa là cũng phải lết. Lết theo, lết vừa lết vừa đưa bún lết. Ba bò tới đâu má lết tới đó. Cảm ơn ba má, hai người bạn con cũng hết thử thách rồi, dạ đến lượt con. Dạ hồi nãy thì theo lời ba dặn thì con đã biết trân trọng vợ con lắm luôn. Nên bây giờ tại vì má theo nguyện vọng của má cũng như là bạn bè con á thì muốn ba diễn cái cảnh mà đau đẻ. Má dặn con, má dạy con hay lắm. Là lúc người ta mắc đẻ, lúc người ta sắp đẻ người ta thèm chua lắm. Nên trước khi ba đẻ ba quất hai lát chanh chấm muối ớt thèm con. Chấm tương ớt. Cái này tôi đâu có chỗ này. Phải chấm. Chấm tha thiết vô anh. Không phải chấm một lần, ba chấm ba lần cơ. Ba là phải chấm ba lần đó. Một hai ba. Nhường con gái ăn cũng được. Ba cái bậc phi thường. Đau đẻ đi ba. Đau đẻ ăn cái này trong khi đau bụng luôn. Dạ rồi. Cái gì? Sao? Đẻ. Ba văng vô quá. Ba đâu? Đẻ ba.
ơi, tôi chưa bao giờ thấy một cái ca đẻ mà khủng khiếp như vậy. Một tràng pháo tay thật to cho ba vị thực khách nào. Mến những người nghệ sĩ của chúng tôi, chính vì thế những người nghệ sĩ khi đến với chương trình họ cũng không có nề hà thân xác. Miu Lê hay là Ngô Kiến Huy hay Hiếu Vi Văn cũng vậy, đều đã chơi rất hết mình để mang lại tiếng cười cho tất cả chúng ta. Vì thế gia đình chú quán cũng sẽ có những món quà lưu niệm dành tặng cho ba vị thực khách trong ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại.